Trước kia khi Tần Lạc ở Dương Thành, mỗi khi nhàn rỗi, hắn thường đánh cờ với ông mình, Tần Tranh. Nhưng từ sau khi hắn chuyển đến Yến Kinh, hắn đã mất đi thói quen đó. Mưu kế ngấm ngầm trong cuộc sống không chỗ nào không có, không cần hao tổn thời gian, tâm trí chơi trò đó. Cho nên những khi rảnh rỗi không phải làm gì, Tần Lạc thường ngồi trong phòng đọc sách hay bế Bối Bối ngồi xem phim hoạt hình, Mèo và Chuột. Nói ra thì thật kỳ quái, Bối Bối xem bộ phim hoạt hình này cả trăm lần cũng không chán. Mỗi lần xem là cười nắc nẻ. Xem lần thứ nhất cười, xem lần tiếp theo vẫn cười ngả cười nghiêng. Một lần Tần Lạc ngẫu nhiên ngồi xem cùng với Bối Bối, hắn đã bị nội dung hài hước của bộ phim khiến hắn cũng bật cười. Khi Bối Bối đang cười ngặt nghẽo, Tần Lạc cũng cười theo. Đó chính là sự khác nhau giữa người lớn và trẻ con. Khi vui vẻ các cô bé rất dễ dàng cười, thậm chí còn không biết chán. Hôm nay Tần Lạc không ra khỏi nhà, hắn ôm Bối Bối ngồi xem phim, Mèo và Chuột. Bối Bối xem thật sự còn Tần Lạc ngồi hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ở cùng với Bối Bối. Hôm nay Lâm Thanh Nguyên cũng không đi làm, ông ngồi ở nhà uống trà, đọc báo. Hiện nay Lâm Hoán Khê vì chuyện nghiệp đoàn Trung Y và xây dựng building Hoán Khê nên gần đây nàng rất ít khi có mặt ở nhà. Cho dù là thứ bảy, chủ nhật cũng như vậy. Tần Lạc, đột nhiên Lâm Thanh Nguyên gọi to. Tần Lạc vội đặt Bối Bối ngồi xuống ghế, hắn đi tới hỏi, ông, có chuyện gì vậy? Cháu hãy đọc đi, Lâm Thanh Nguyên chỉ vào trang báo nói. Tần Lạc cầm tờ báo, khi nhìn lướt qua tiêu đề bài báo, ngay lập tức hắn trợn tròn mắt, công phá vấn đề nan giải của thế giới. Trung y dược, cuộc cách mạng mang tính đột phá trong điều trị bệnh u gan. Điều này sao có thể được? Tần Lạc kinh ngạc nói. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đây là một bài báo giả dối, một bài báo xảo nấu lại. Là một thầy thuốc trung y, đương nhiên Tần Lạc hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Nếu bài báo này đăng sự thật thì mười mấy triệu người bị bệnh gan trên thế giới, thậm chí là mấy tỷ đều muốn tới chữa trị. Nhưng sự thật có phải vậy không? Hãy đọc tiếp đi, Lâm Thanh Nguyên bình tĩnh nói. Thầy thuốc Lam Thiên Hộ tới từ Đài Loan, là một thầy thuốc trung y ưu tú. Ông đã nghiên cứu trung y dược mấy chục năm, đăng tải đề tài nghiên cứu mấy trăm trang, là người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng rất lớn đối với giới trung y trên thế giới. Sau nhiều năm nghiên cứu và thí nghiệm trên giường bệnh, ông đã phát hiện ra đặc điểm phát bệnh và lan tràn của bệnh u gan. Sau khi đọc xong, Tần Lạc cười nói, điều này có thể tin được sao? Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc quảng cáo là có thể trị tận gốc bệnh gan nhưng thật sự không loại nào có hiệu quả. Trước kia chỉ là quảng cáo nhưng một khi đăng báo thì đó chính là sự thật. Lâm Thanh Nguyên giải thích, hơn nữa nghiên cứu của bọn họ còn được Viện Nghiên cứu Trung y Thế giới chứng nhận. Đây chính là cơ cấu quyền uy nhất của Trung y. Bọn họ tuyệt đối không thể làm giả chuyện này. Tần Lạc cười nói, nếu như thành quả nghiên cứu này là sự thật, chúng ta nên vui mừng mới phải. Chữa trị bệnh u gan là vấn đề nan giải của y học thế giới. Một khi Trung y có thể giải quyết được vấn đề này, chúng ta nên lấy đó làm tự hào. Tần Lạc không phải là một người ích kỷ. Hắn đương nhiên biết một mình hắn tuyệt đối không thể cứu vớt Trung y. Hắn muốn có đồng nghiệp, bạn bè, muốn một người cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu này. Mặc dù Tần Lạc đã nghiên cứu dùng trung y chữa trị bệnh nan y u gan nhưng hắn nhất định sẽ không vì mình không phải là người dẫn đầu, tạo nên kỳ tích mà ghen ghét với người khác. Tần Lạc cảm thấy vô cùng vinh dự khi có một người ưu tú như Lam Thiên Hộ làm bạn đồng hành. Đúng vậy, Lâm Thanh Nguyên gật đầu nói, thế nhưng ông vẫn có cảm giác là chuyện này có gì đó. Có thể là do đây là một vấn đề quá nan giải nên khi chứng kiến điều này ông mới sinh ra cảm giác không đúng. Một chuyện lớn như này nhất định sẽ thu được sự chú ý của giới truyền thông thế giới. Khi đó bọn họ nhất định sẽ phải công bố toàn bộ thành quả nghiên cứu của mình. Chúng ta sẽ nhanh chóng biết thật hay giả. Tần Lạc cười nói. Ừ, cháu hãy chú tâm một chút tới chuyện này. Lâm Thanh Nguyên nói. Đây chỉ là cuộc nói chuyện gia đình giữa ông và cháu rể nhưng hai người lại không biết rằng chính vì xuất hiện chuyện này mà khiến thế giới suýt gặp tai vạ. Trung y dược cũng suýt chút nữa lao xuống vực sâu. Nhà ga xe lửa Yến Kinh là nhà ga hàng ngày có một lượng khách từ khắp Trung Quốc tới và đi rất lớn. Hàng ngày đều có khoảng mấy vạn người, thậm chí là 10 vạn người từ nơi này ngồi xe lửa đi khắp đất nước. Đám người hối hả, bận rộn, nam nữ cười nói vui vẻ, con trẻ khóc lóc, tiếng loa thông báo giờ xe lửa tối nay. Cả nhà ga xe lửa giống như một khu chợ khổng lồ, âm thanh ồn ào các loại đan xen vào nhau như muốn hất tung mái vòm trong suốt. Một chiếc xe buýt thoát được qua cánh cổng chính đông đúc. Được canh phòng nghiêm ngặt. Sau khi chậm chậm chạy vào bên trong rồi dừng lại trước cửa nhà ga.
Cánh cửa xe mở ra, trước tiên là mấy người mặc đồng phục cảnh sát bước xuống. Tiếp theo một đám phụ nữ trong trang phục quần áo của tù nhân theo thứ tự đi xuống xe. Trong đám phụ nữ này có những cô gái 20 mấy tuổi, cũng có những bà lão tóc bạc nhưng nhiều nhất là phụ nữ trung niên 30, 40 tuổi. Có người không biết còn nghĩ rằng đây là chuyến hộ tống phạm nhân nữ. Tổng cộng có tất cả 54 phụ nữ. Khi tất cả những phụ nữ đó xuống xe, 6 người đàn ông mặc cảnh phục bước xuống. Đi vào trong, người cảnh sát trung niên chỉ huy nhìn đồng hồ rồi hô to. Ngay lập tức 4 cảnh sát đi lên trước dẫn đường, 8 cảnh sát còn lại ở phía sau bảo vệ đám phụ nữ. Đám người này cuồn cuộn đi vào trong nhà ga xe lửa qua cổng. Cục cảnh sát Yến Kinh đã hợp đồng với nhà ga xe lửa. Nhà ga xe lửa sẽ cung cấp khoang tàu chở những người phụ nữ này tới Vân Điền, bọn họ sẽ dùng những phương tiện khác quay về Miêu Cương, ví dụ như hai chân của chính mình. Tới khi những người phụ nữ đó bị đưa vào bên trong, từ trong một góc khuất âm u, một thiếu nữ với bộ mặt tươi cười, trong bộ quần áo màu trắng đi ra ngoài. Đúng là đã bị anh ta đoán đúng. Hồng Phu cười nói, trên má nàng xuất hiện hai lúm đồng tiền trông cực kỳ đáng yêu. Cho dù thế nào đi nữa, bạn tuyệt đối không thể tưởng tượng nàng có liên quan đến cổ vương Miêu Cương mà người đều phải sợ. Chúng ta có cần ra tay hay không? Chẳng lẽ cứ để bọn họ bị đưa về Miêu Cương như vậy sao? Một người phụ nữ với chiếc khăn trùm kín đầu đứng sau lưng Hồng Phu, nặng nề nói. Nhiều người rất tạp nham. Hồng Phu cười nói, đối với chúng ta mà nói, lực lượng của một người cũng giống như của một người. Hơn nữa quay về rồi cũng có thể quay lại nếu như muốn. Tôi nghe lời cô, chúng ta muốn trả thù như thế nào? Trả thù người nào? Đột nhiên Hồng Phu quay người hỏi. Sắc mặt người phụ nữ cứng đơ nhưng rồi ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói, Tần Lạc. Tất cả thù hận của chúng ta chính là do hắn làm. Vù! Đột nhiên trong tay Hồng Phu xuất hiện một ngọn roi. Cái roi rung lên, bắn thẳng về phía thắt lưng người phụ nữ trung niên. Ngọn roi hất lên, thân thể người phụ nữ lập tức bắn tung lên. Thân thể người phụ nữ nặng nề nện vào tường sau đó trượt trên mặt tường, rơi xuống mặt đất. Chiếc khăn trùm đầu của người phụ nữ rơi ra ngoài. Khuôn mặt người phụ nữ dính đầy máu tươi, phía sau gáy sưng một mảng tím đen, đọng máu. Người phụ nữ gào lên một tiếng bi thảm sau đó ả lặng lẽ nằm sấp trên mặt đất giống như một người đã chết. Tại sao không nói nguyên nhân của tất cả thù hận đều là do cô dựng lên? Hồng Phu mỉm cười nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất như con chó vậy rồi lạnh lùng nói. Khi nghe Hồng Phu nói câu đó, người phụ nữ khó nhọc ngồi dậy sau đó ngồi dưới đất nói, Cổ Vương, tôi không hiểu ý của cô. Khi tôi không biết Tần Lạc là ai, cô đã về nói cho tôi biết là Tần Lạc giết chết Di Bà. Tôi không biết cái người có tên Bạch Công Tử kia là cô giới thiệu cho tôi, nói anh ta và tôi có cùng mục tiêu. Giọng nói của Hồng Phu càng lúc càng nặng nề, nụ cười trên gương mặt nàng vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng vấn đề là nụ cười lúc trước của nàng có thể khiến người ta có cảm giác ấm áp đáng yêu nhưng lúc này lại khiến người ta có cảm giác ớn lạnh tận xương tủy. Nơi tụ tập thảo cổ bà cũng do cô cung cấp, cũng là cô dẫn tôi tới. Không ngờ lại bị người theo dõi, một mẻ lưới bắt gọn. Cô hãy nói cho tôi biết, không phải cô thì chính là ai. Phịch, người phụ nữ khuỵu hai gối trên mặt đất, thân thể nằm dạp xuống đất nói, di bà của cô quả thật là do Tần Lạc giết chết. Nguyên nhân là vì chúng ta muốn giết chết Tần Lạc, Bạch Đại Thiếu Gia là người thuê chúng tôi chính vì vậy tôi mới giới thiệu cô với anh ta. Tôi thực sự không có liên quan gì tới chuyện bị người theo dõi. Cô chính là thần bảo vệ của chúng tôi, cũng chính là tín ngưỡng của chúng tôi. Tôi tuyệt đối không có khả năng phản bội cô, tôi cũng không dám. Vì cứu cô, thể huyết đại hội lần này cũng do chính tôi triệu tập. Tôi xin lấy máu tươi của mình thề với cổ thần. Xin hãy tin tưởng sự trung thành của tôi nếu như tôi làm trái sẽ bị vạn cổ nuốt tim. Thân thể người phụ nữ run rẩy, sợ hãi nói. Người Miêu rất trọng lời thề, đặc biệt là những lời thề có liên quan tới chúng độc chết. Bọn họ rất ít khi thề về điều này, thực sự cũng không dám. Hồng Phu không vì thế mà tin tưởng ngay mà chỉ nhìn người phụ nữ này với thái độ của bề trên, vẻ mặt cười cợt. Cô có chứng cớ hay không? Không có. Tại sao tôi phải tin tưởng cô? Người phụ nữ ngẩng đầu, do dự một lát rồi lấy hết can đảm nói, Cổ Vương, có thể cô không tin tôi nhưng cô cũng không nên tin tưởng người khác. Chúng ta đều là người Miêu. Bây giờ tôi không tin bất kỳ kẻ nào, tôi chỉ tin chính mình. Hồng Phu cười nói, không phải anh ta nói mình ngu sao, con người ta tránh để người khác lừa mình thì cách tốt nhất là không tin tưởng bất kỳ người nào.
Cô đứng lên đi, tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Là anh ta sẽ chết. Là cô làm, cô sẽ chết. Tới khi bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp xa dần, người phụ nữ vẫn quỳ trên nền xi măng lạnh lẽo, cả người trông giống một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt người phụ nữ đau thương như thể vừa mất đi đứa con của mình. Một lúc rất lâu, người phụ nữ nhặt chiếc khăn quàng trên mặt đất, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt. Sau đó người phụ nữ thành kính, cẩn thận quấn chiếc khăn lên đầu mình giống như một nghi thức. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, người phụ nữ đứng dậy, khom người đi trong đêm tối. Chương 854, quay thiếu niên Y Vương. Bịch, một cái bạt tai đau điếng vang lên. Khóe miệng người phụ nữ rỉ máu tươi nhưng ả vẫn kiên cường không chịu cúi đầu. Đôi mắt tàn nhẫn hung ác vằn lên những tia máu che phủ hai tròng mắt trắng dã, đùng đục nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt, giống như một dã lang bị chọc giận. Thế nào, không phục sao? Bạch Tàn Phổ âm trầm hỏi. Không dám, giọng nói khàn khàn của người phụ nữ vang lên. Phế vật, ngay một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, cô còn mặt mũi quay về gặp mặt tôi sao? Tôi quay về gặp mặt con tôi, người phụ nữ nói. Chỉ cần cô biết nghe lời, con của cô sẽ sống tốt. Đột nhiên Bạch Tàn Phổ cười nói. Cái kiểu tính cách sớm nắng chiều mưa thất thường này thay đổi quá nhanh chóng khiến con người ta thật sự khó có thể chấp nhận được. Cô ta nói thế nào? Cô ấy nói cô ấy không tin bất kỳ ai. Cô ấy muốn tự mình điều tra chân tướng sự việc. Người phụ nữ nói. Hừ, cô ta đi thăm dò chân tướng. Tất cả mọi người đã chết. Cô ta đi tìm chân tướng ở đâu? Bạch Tàn Phổ cười nhạt hỏi. Rồi dường như nhớ ra việc gì, Bạch Tàn Phổ nhếch miệng cười nhìn Thảo Cổ Bà nói. Bây giờ trên thế giới này người biết chân tướng thật sự của sự việc chỉ có hai người. Một người là cô, một người là tôi. Cô không bán đứng tôi chứ? Con của tôi vẫn đang nằm trong tay anh. Người phụ nữ trả lời câu hỏi một cách gián tiếp. Hiểu rõ là tốt rồi. Bạch Tàn Phổ phá lên cười nói, chuyện lần này không thể trách cô. Vì tôi đi một nước cờ không hay mới khiến chúng nghi ngờ. Thế nhưng cô cứ yên tâm, chuyện này nhanh chóng trở thành quá khứ. Cô tạm thời cần phải ẩn cư, không nên xuất hiện. Nếu như thời cơ chín mùi, tôi sẽ ra tay một lần nữa. Tôi biết rồi, Thảo Cổ Bà nói. Trong khoảng thời gian này cô không nên tiếp xúc với cổ vương. Cô càng nói nhiều thì càng có nhiều sơ hở. Tới khi cô ta không tìm được chứng cớ, cô ta sẽ ghi món nợ lên người họ Tần kia. Dạ, Thảo Cổ Bà trả lời đồng ý. Từ trước tới nay chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ, đúng vậy không? Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ trả tiền cho cô theo như ước hẹn. Nếu như biểu hiện của cô khiến tôi hài lòng, tôi có thể trả cô gấp đôi. Bạch Tàn Phổ hứa hẹn. Hắn hiểu rất rõ đạo lý rằng với một con ngựa chạy trốn thì nhất định phải cho nó ăn cỏ chính, vì vậy sau khi cho người phụ nữ ăn cái tát, hắn lại cung cấp một chiếc bánh ngọt. Tôi chỉ muốn con tôi an toàn, Thảo Cổ Bà bình tĩnh nói. Tôi biết, Bạch Tàn Phổ thoải mái nói. Con cũng của cô mà tiền cũng của cô. Đi ra từ trong ngôi nhà gỗ không một tia sáng, đen kịt, hai mắt trở nên sáng ngời giống như cả thế giới này đều cực kỳ sáng sủa. Bạch Tàn Phổ lấy từ trong người ra một cái khăn tay, lau vết máu ở tay, hắn cười nhạt nói, giám sát mọi lúc. Bất kỳ kẻ nào dám rời khỏi đây nửa bước, giết không cần suy nghĩ. Bạch Tàn Phổ không cần che giấu giọng nói của mình, nên giọng nói của hắn cố ý to lên. Hắn muốn người phụ nữ trong phòng nghe thấy. Người trái lệnh, giết. Dạ, tên thuộc hạ phía sau cung kính nói. Bạch Tàn Phổ dẫn theo một đám người đi xuyên qua rừng tới một ngôi nhà. Khi Bạch Tàn Phổ vừa mới đi vào cổng, một người đàn ông trung niên đứng canh trước cửa bước nhanh tới đón, cung kính nói, đại thiếu, có khách từ Mỹ tới. Hay lắm, Bạch Tàn Phổ cười gật đầu. Bạch Tàn Phổ đẩy cửa bước vào, trong phòng có hai người đàn ông ngồi trên ghế salon kiên nhẫn chờ đợi. Một người Mỹ mắt màu nâu xám, mặc một bộ vest, vẻ mặt tươi cười, nhìn thoáng qua có vẻ hiền lành. Một người da vàng, tóc đen, khoảng 5-60 tuổi, gương mặt nghiêm nghị. Hai mắt nhướng lên, có dáng vẻ cẩn trọng hay kiêu căng của một con người thành đạt. Khi nhìn thấy Bạch Tàn Phổ đi vào trong phòng, người đàn ông Mỹ đứng dậy, cười nói, Bạch tiên sinh, làm phiền rồi. Sách tiên sinh, khách sáo rồi. Chúng ta là bạn bè thân thiết. Bạch Tàn Phổ cười nói. Hắn nói tiếng Anh rất lưu loát. Vị này chính là Trung Y Lam Thiên Hộ tiên sinh, nổi tiếng thế giới. Y thuật của Lam tiên sinh cực kỳ cao minh. Là người sáng lập và người khởi xướng phòng khám Trung Y Mỹ Châu, là thầy thuốc riêng của phu nhân tổng thống trước của nước Mỹ, Brown. Lúc này Lam Thiên Hộ mới thản nhiên đứng dậy,
chia tay ra bắt tay Bạch Tàn Phổ nói, tôi cùng Rách tiên sinh không quen thuộc với người Trung Quốc ở trong nước. Sau này xin mời Bạch tiên sinh quan tâm nhiều hơn. Khách sáo rồi, thầy thuốc Lam và Rách tiên sinh chính là khách quý. Nếu nhị vị có điều kiện gì xin cứ lên tiếng, Bạch Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực thỏa mãn nhị vị. Bạch Tàn Phổ ra vẻ khiêm nhường nói. Dù trên gương mặt Bạch Tàn Phổ là nụ cười thân thiết nhưng trong lòng hắn liên tục cười nhạt. Là một người Trung Quốc nhưng trên chính đất nước của mình chỉ biết nói tiếng Anh khiến cho Bạch Tàn Phổ hắn cực kỳ coi thường. Bạch Tàn Phổ thầm nghĩ số mạng của ngươi chính là chết thay. Bên trên thúc giục rất gấp chính vì vậy chúng ta phải khiến cho Thanh Can giải độc hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc. Rách là người làm ăn nên sau mấy câu mào đầu đơn giản, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Những chuyện như này cần phải có một quá trình tiến từng bước một. Trước tiên cần phải để Viện Nghiên cứu Trung Y để lộ thông tin ra ngoài, sau đó Lam tiên sinh đồng ý trả lời phỏng vấn. Khi sản phẩm của chúng ta đã dàn trải khắp cả nước, tới khi tin tức bùng nổ, mọi người ở Trung Quốc chú ý tới chuyện này. Sản phẩm của chúng ta sẽ đứng đầu thị trường tiêu thụ. Bạch tiên sinh, anh thật sự là một người hợp tác cực kỳ xuất sắc. Rách cười ha hả nói. Hai ngày nay Tần Lạc cực kỳ thanh nhàn thoải mái. Ban ngày hắn đưa đón Bối Bối đi học. Sau khi tan học hắn lại cùng Bối Bối xem bài, xem phim hoạt hình. Buổi tối cùng Lâm Hoán Khê trên giường, dưới giường tắm rửa cùng nàng, vận động, thể dục. Khi không có việc gì làm Tần Lạc lại đọc hai bản sách thuốc, nghiên cứu phương thuốc gia truyền của gia đình, phương thuốc kim hạp. Cuộc sống con người không hạnh phúc gì bằng. Điều này khiến Tần Lạc tìm lại được nhịp điệu cuộc sống khi còn ở Dương Thành. Từ khi tới Yến Kinh, Tần Lạc không còn sống những ngày thoải mái, sung sướng như này. Nếu như Lý Thu Bạch không gọi điện yêu cầu liên tục, Tần Lạc sẽ không tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Vì sao? Không quen. Hôm nay bộ phim Thiếu Niên Y Vương chính thức bấm máy, tổ chức họp báo với giới truyền thông. Các diễn viên, đạo diễn, biên kịch đều phải xuất hiện ở buổi họp báo trả lời phỏng vấn của giới truyền thông và công chúng. Sau khi phỏng vấn có một tiệc rượu nho nhỏ chúc mừng nhau. Thứ nhất là để cho các diễn viên quen biết nhau, dễ dàng hơn cho việc quay phim sau này. Hơn nữa cũng là vì để diễn viên động viên nhau cùng cố gắng. Mặc dù, Thiếu Niên Y Vương, này do Tần Lạc đã cố gắng sửa đổi so với bản gốc nhưng Tần Lạc thật sự không có ý gì trong chuyện này. Tần Lạc chỉ thay đổi hai điều. Chuyện thứ nhất là thay đổi diễn viên nam chính, thứ hai là thay đổi một chút diễn xuất. Nghe nói vì câu nói đầu tiên của Tần Lạc là đổi lại nam diễn viên mà đạo diễn Phùng Đại Cương đã lựa chọn nên Phùng Đại Cương cảm thấy mất mặt và ông có chút ấn tượng xấu đối với Tần Lạc. Tần Lạc cũng hiểu bản thân mình nhúng tay quá nhiều có thể ảnh hưởng tới tính độc lập của đạo diễn nên sau chuyện thay đổi diễn viên chính, hắn vẫn giữ thái độ yên lặng. Tập phim thứ nhất này có hai nữ diễn viên. Hai người này chia nhau đóng vai nguyên mẫu ngoài đời của Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành. Đương nhiên trong kịch bản phim có sự tu sửa rất nhiều, và cả thêm thắt, cuối cùng còn sử dụng khá nhiều bút pháp điện ảnh. Nói cách khác những chuyện của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, Lâm Hoán Khê không được công chiếu trên màn ảnh sao? Nói một cách thông tục thì khi nam diễn viên chính đi tới Yến Kinh, gặp nữ diễn viên thứ nhất họ Lâm, hai người ở chung với nhau và đã nảy sinh tình cảm rất ảo diệu nhưng sau đó khi xảy ra va chạm với một nữ giáo viên đã quen biết nhân vật nữ số 2 họ Lệ, sau đó nữ nhân vật họ Lệ này điên cuồng theo đuổi nam diễn viên. Khi đối mặt với hai tình yêu khác nhau nhưng cũng cùng sâu lắng như nhau rồi tình tiết khổ sở lựa chọn, lãng mạn, hạnh phúc. Khi Tần Lạc xem xong kịch bản, hắn nói vui rằng nên chuyển tên bộ phim này thành Sống Cùng Băng Sơn Mỹ Nhân thì phù hợp hơn. Tam niên nhất ban nhưng Tần Lạc vẫn chưa quen thuộc nơi này. Tần Lạc nghe nói hội sở này là do một nhân vật cao cấp xây dựng, nơi này thường xuyên tổ chức tiệc sinh nhật của các ngôi sao cùng tiệc rượu, không dành cho những người ngoài giới. Sau khi Tần Lạc xuống taxi, hắn nhìn tòa nhà rộng lớn cổ kính, hắn thầm nghĩ không hiểu tại sao những người đó lại chọn nơi này tổ chức tiệc rượu. Một chiếc Mercedes thể thao màu bạc chạy tới sau lưng Tần Lạc, chủ nhân của chiếc xe không kiên nhẫn, liên tục bóp còi. Tần Lạc quay người liếc nhìn, hắn biết mình đứng chắn đường của người ta nên vội vàng nhảy tránh sang bên. Chiếc Mercedes màu bạc lập tức chạy qua người Tần Lạc, một người phụ nữ tóc dài, đeo kính râm ngồi trên xe khẽ liếc mắt nhìn Tần Lạc. Khi chiếc xe dừng lại bên ngoài bãi đỗ xe, hai cánh cửa xe tự động nâng lên cao. Người phụ nữ cầm theo một cái túi rời khỏi xe. Tần Lạc đi nhanh tới, hắn cười nói, tiểu thư, xin hỏi một chút, tam niên nhất ban ở chỗ nào? Người phụ nữ dường như không nghe thấy Tần Lạc hỏi, thong thả bước đi.
bộ trang phục màu đen để lưng trần, vòng eo uốn éo, bộ ngực căng tròn, cặp môn tròn lẳn. Khi người phụ nữ đi qua người mang theo một làn gió thơm mát. Không hiểu cô nàng dùng loại nước hoa nào hay là mùi thơm của cơ thể. Tiểu thư, làm ơn. Đột nhiên người phụ nữ quay người, trừng mắt nhìn Tần Lạc vẻ khinh thường, bỏ mặc Tần Lạc đang ngơ ngác đứng đó rồi lại quay người bước đi. Cô gái này có bệnh hả? Tần Lạc thầm nghĩ, chỉ hỏi thăm đường thôi mà, không phải cố tình hỏi chuyện làm quen. Không để ý tới người khác, Tần Lạc không cảm thấy xấu hổ, hắn vẫn tiếp tục đi tới hỏi thăm đường. Ngay lúc đó chuông điện thoại di động trong túi Tần Lạc reo lên. Sau khi lấy điện thoại ra nhìn thấy số của Lý Thu Bạch, lập tức Tần Lạc bấm nhận cuộc gọi, hắn cười nói, Thu Bạch, tôi tới tòa nhà đó rồi nhưng tam niên nhất ban ở đâu nhỉ? Tại sao tôi không thấy biển hiệu? Chương 855. Dịch đã gom chương 855 vào chương 856. Chương 856, nữ diễn viên. Tần Lạc đứng chờ một lát. Lý Thu Bạch từ bên trong đi ra ngoài đón Tần Lạc. Một bộ vest màu đen cắt may rất vừa người, áo sơ mi màu trắng, trên cổ thắt một cái nơ hình con bướm màu đen, giày da kiểu châu Âu mới tinh. Lý Thu Bạch trong bộ trang phục này quả thực chính là hoàng tử Bạch Mã trong con mắt các cô gái mới lớn. Đương nhiên khi Lý Thu Bạch không mặc gì cũng là hoàng tử Bạch Mã của rất nhiều người phụ nữ. Xin lỗi, tôi và đạo diễn nói một số chuyện, trò chuyện quên mất cả thời gian, tôi cứ nghĩ anh bị kẹt xe. Không ngờ anh lại tới nhanh vậy. Lý Thu Bạch mỉm cười giải thích. Mặc dù Lý Thu Bạch tự nhận là có quen biết Tần Lạc nhưng hai người mới chỉ tiếp xúc với nhau hai lần, cũng không tệ lắm nhưng khi Lý Thu Bạch thấy thái độ mập mờ, cung kính của Tổng Giám đốc Công ty Văn hóa Hoàn Mỹ đối với Tần Lạc, thái độ của Lý Thu Bạch đối với Tần Lạc cũng có sự tôn trọng ở mức độ nhất định. Không sao, tôi cũng mới tới thôi. Tần Lạc cười nói, tôi còn định đi tìm một mình nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thấy tấm biển hiệu. Tam niên nhất ban như anh nói. Lý Thu Bạch cười nói, tam niên nhất ban không có biển hiệu. Tất cả mọi người đều biết ở trong khu nhà này, anh cứ đi thẳng vào trong là được. Lúc này Tần Lạc mới biết không phải hắn không tìm được biển hiệu mà ở đây thật sự không có biển hiệu. Vậy có thể đi vào bên trong không? Ở cửa thậm chí không có một vệ sĩ nào cả. Tần Lạc nghi ngờ hỏi, theo lý mà nói muốn một hội sở tư nhân cực kỳ an toàn thì phải đảm bảo chặt chẽ tỉ mỉ mới đúng. Bên trong có, bên ngoài không có. Lý Thu Bạch nói, đi tôi dẫn anh vào trong. Sau hai lối rẽ, đi qua một cánh cửa nhỏ có vệ sĩ, xuất hiện trước mắt Tần Lạc chính là một tứ hợp viện cổ kính. Nơi này vốn chỉ là tam niên nhị ban, bởi vì công việc của tam niên nhị ban bùng nổ chính vì vậy ông chủ ở đây mới mua lại mấy quán ba bên cạnh làm tam niên nhất ban, tam niên tam ban, tam niên tứ ban, tam niên ngũ ban cùng tam niên lục ban. Mỗi một ngôi nhà chính là một quán ba độc lập. Anh cứ vào trong rồi sẽ biết, Lý Thu Bạch vừa giới thiệu tình hình với Tần Lạc, hắn vừa dẫn Tần Lạc đi qua khoảng sân thứ hai. Lý Thu Bạch gõ gõ vào cánh cửa sơn đỏ, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Khi Tần Lạc và Lý Thu Bạch đi vào bên trong, người vệ sĩ ở bên trong lại đóng cánh cửa lại. Thảo nào bên ngoài không có vệ sĩ, Tần Lạc cười nói, nếu như không có người quen thuộc dẫn đường thì tuyệt đối sẽ không thể nào gõ để mở cửa ra được. Tất cả đều là diễn viên. Tánh mạng không có gì nhưng chỉ sợ cánh phóng viên xông tới chụp trộm, quay trộm. Lý Thu Bạch giải thích. Tôi xem trên TV thấy công tác bảo vệ của các hội sở cực kỳ tốt, còn phải dùng thẻ chuyên biệt mới vào được. Tôi nghĩ nơi này cũng như vậy. Nơi anh nói chính là câu lạc bộ của người giàu. Người có tiền thường sợ chết nên bọn họ phải đề phòng nghiêm ngặt. Trong khi đó các diễn viên ngày thường bị ràng buộc nhiều hơn nên ít nhiều cũng có khát vọng cuộc sống tự do chính vì vậy quản lý bên này mới thả lòng. Ông chủ nơi này làm việc rất có ý nghĩa, Tần Lạc cười nói. Trong sân rất rộng, có giá treo quả nhỏ và mặt cỏ rất sạch sẽ. Trên mặt cỏ có đặt những chiếc ghế dựa và bàn, còn có cả lò nướng đang cháy. Có người cầm chai bia nằm trên ghế nói chuyện với bạn bè. Có người đang bận rộn nướng thịt và rau cải. Có người lại đang hái những trái nho chín mọng ở trên giá nho sau đó đi ra giếng nước, múc nước rửa. Nhiều năm nay Tần Lạc không nhìn thấy giếng nước. Không ngờ bên trong ngôi nhà này lại có một cái giếng. Anh có đói không? Có muốn ăn thứ gì không? Lý Thu Bạch cười hỏi Tần Lạc. Tôi không đói. Tần Lạc cười nói, tôi không hứng thú với thịt nướng. Trong phòng có bánh ngọt và hoa quả, cũng có thể bảo bọn họ làm cho một ít thịt bò sốt. Anh muốn ăn trứng và cơm rang cũng được, nếu không sợ mất thể diện. Lý Thu Bạch trêu Tần Lạc.
Mặc dù Lý Thu Bạch không dồn hết tâm trí nhưng cách nói chuyện như này sẽ khiến mối quan hệ của anh ta và Tần Lạc gần nhau hơn. Nói đùa như vậy không ảnh hưởng gì tới tình hình, lại là thước đo mẫu mực nhất. Trong hoàn cảnh ở đây, tốt nhất tôi nên gọi một đĩa cơm to và một quả trứng. Tần Lạc chấp nhận ý tốt của Lý Thu Bạch, hắn cũng lên tiếng châm chọc. Đi, tôi dẫn anh đi gặp đạo diễn. Lý Thu Bạch nói. Thu Bạch, Thu Bạch, từ đằng sau có tiếng phụ nữ gọi. Lý Thu Bạch quay người lại, anh ta nhìn thấy một cô gái dáng người cao ráo, mặc lễ phục màu đỏ, bưng một cái rỗ nhỏ đi tới. Tôi hái một ít nho. Nho rất ngọt, anh có muốn nếm thử không? Giọng nói của cô gái vui vẻ, dáng điệu tươi cười, trông cực kỳ xinh đẹp. Trong thế giới giải trí không cần nói tới người đẹp, lời nói này quả không sai. Chỉ cần kéo bất kỳ người phụ nữ nào trong ngôi nhà này tới trường học cũng có thể trở thành hoa hậu giảng đường. Cảm ơn Tâm Hà, Lý Thu Bạch nho nhã cầm một quả nho từ trong rỗ. Anh chàng đẹp trai này cũng nếm thử đi. Đôi mắt quyến rũ của Giang Tâm Hà liếc nhìn Tần Lạc rồi nàng chìa cái rỗ tới trước mặt Tần Lạc. Cảm ơn, Tần Lạc cũng cầm một trái nho. Thế nào, tại sao anh không giới thiệu một chút? Giang Tâm Hà bỏ một quả nho vào trong miệng mình sau đó nhấm nháp. Lý Thu Bạch liếc nhìn Tần Lạc. Sau khi Tần Lạc gật đầu, anh ta mới nói, vị này chính là Tần Lạc. Hả, Tần Lạc, anh chính là thần y Tần Lạc. Giang Tâm Hà trợn tròn mắt, miệng há to, dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ đóng bộ phim này, thiếu niên Y Vương, nam diễn viên chính đóng vai Tần Lạc. Sao Giang Tâm Hà có thể không biết Tần Lạc là ai? Tôi là Tần Lạc, Tần Lạc chia tay với phong độ của một người nổi tiếng. Chào anh, Giang Tâm Hà vội vàng bắt tay Tần Lạc và nói, tôi chính là bạn gái của anh. Tần Lạc nhìn Lý Thu Bạch, hắn đương nhiên không hiểu ý của câu nói này. Giang Tâm Hà đóng vai tiểu thư Lệ Khinh Dương, Lý Thu Bạch giải thích. Bởi vì một số nguyên nhân vật Lệ Khuynh Thành trong bộ phim không giữ tên gốc là Lệ Khuynh Thành. Dù sao bây giờ Lệ Khuynh Thành cũng là chủ nhân của Khuynh Thành quốc tế. Sau khi bộ phim này công chiếu, Lệ Khuynh Thành chỉ là vợ bé sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự của nàng. Đây chính là điều Tần Lạc luôn lo lắng sau khi quyết định làm bộ phim này. Không chỉ có Lệ Khuynh Thành muốn đổi lại tên, tới khi quay thử, ngay cả Vương Cửu Cửu và Văn Nhân Mục Nguyệt cũng muốn đổi lại tên. Thân phận của hai nàng thực sự quá nhạy cảm. Lúc này Tần Lạc mới hiểu vẻ châm biếm trong lời nói của cô gái này, hắn chỉ cười nói, thật sự tôi không có ý kiến gì. Vậy là tốt rồi, bạn trai, ăn một quả nho nữa nhé. Giang Tâm Hà mỉm cười nói. Tần Lạc lại ngắt một quả nho nữa và nói, cảm ơn. Tâm Hà, tôi phải dẫn Tần Lạc đi gặp đạo diễn. Xin lỗi không thể nói chuyện tiếp, Lý Thu Bạch nói. Được, lát nữa nói chuyện. Giang Tâm Hà gật đầu nói, bác sĩ Tần, rất hân hạnh được quen biết anh, tôi biết những chuyện anh làm, qua kịch bản tôi càng hiểu rõ anh. Tôi, sẽ không phiền khi làm bạn gái của anh. Tần Lạc chỉ cười mà không nói, chỉ có những cô gái trong giới nghệ sĩ mới có gan to lớn mật nói ra câu nói đó. Câu nói bổ sung của Giang Tâm Hà, tôi không ngại làm bạn gái của anh, thật ra còn có ý khác nữa. Không chỉ ở trong phim mà có thể ở cả ngoài đời. Một vấn đề như vậy Tần Lạc có thể trả lời không? Ánh sáng mờ mờ, nhiều người đang ngồi ở ghế, tâm trạng thoải mái, trong tai tràn ngập âm thanh du dương của âm nhạc. Tinh thần và thể xác cực kỳ khoan khoái. Một cô gái rót rượu đang biểu diễn cách pha chế rượu. Động tác của cô nàng lưu loát nhanh nhẹn khiến người khác có cảm giác vui mắt. Lý Thu Bạch đi trước dẫn đường. Hai người Tần Lạc đi xuyên qua quầy bar sau đó đi tới một căn phòng. Cánh cửa phòng không đóng chặt nên đứng bên ngoài có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện bên trong. Thứ hai, mỗi ngày chỉ quay 4 tiếng. Sáng làm việc từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Buổi chiều làm việc từ 2 giờ tới 4 giờ chiều. Trời mưa không làm việc, trời nắng quá cũng không làm việc. Thứ ba, đoàn làm phim phải điều cho tôi một chiếc xe. Tài xế do chính tôi chỉ định. Thứ tư, không được quay cảnh trên giường, nếu có phải dùng diễn viên đóng thế. Thứ năm, tôi có quyền sửa chữa những cảnh không thích hợp. Điều này không được, giọng nói của một người đàn ông cắt ngang. Tại sao không được, tiếng người phụ nữ buồn bực hỏi lại. Sau khi làm xong kịch bản đã chuyển cho tôi xem, sau đó Tần Lạc tiên sinh cũng đã đọc qua. Tần Lạc tiên sinh rất hài lòng với kịch bản. Đây là kịch bản Tần Lạc tiên sinh đã đồng ý sau khi sửa đổi. Tần Lạc tiên sinh có nói bất kỳ ai cũng không được sửa. Tôi nghĩ chuyện này Cao Tổng đã nói với các vị. Giọng nói của người đàn ông rất sắc bén. Đúng vậy, tôi biết chuyện này,
giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông khác vang lên. Tần Lạc, anh ta dựa vào cái gì mà quyết định kịch bản? Dựa vào cái gì mà có thể vung chân múa tay ở đây? Đây là điều kiện của tôi, nếu không tôi không đồng ý quay. Tần Lạc đẩy cánh cửa phòng rồi đi vào trong. Hắn nhìn lướt qua hai nam một nữ đang ngồi trong phòng, cười nói, nếu cô không muốn, chúng tôi không gượng ép. Cóc ba chân khó tìm chứ phụ nữ chân dài không khó tìm. Thay người là được. Liễu Hạ Huy mặc một bộ vest màu đen vội vàng đứng dậy, chào Tần Lạc, Tần tiên sinh tới. Tần Lạc gật đầu, hắn nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt ngồi ở ghế. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tần Lạc không ngờ người phụ nữ này chính là người vừa mới lái xe bấm còi với Tần Lạc. Khi Tần Lạc đi tới hỏi thăm, cô ta còn không nhìn hắn. Cô ấy là người đóng vai Lâm Tiểu Thư, nữ diễn viên chính, Lý Thu Bạch ở đằng sau vội vàng giới thiệu. Nghĩ tới Lâm Hoán Khê, Tần Lạc không khỏi mềm lòng, hắn nhẹ nhàng nói, cô ấy sẽ không chấp nhận lời yêu cầu hà khắc này của cô. Chương 857, chút tình mọn. Dựa theo tính cách của Tần Lạc, một khi hắn đã nói không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào, nhất định là hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Sau đó Phùng Đại Cương ở giữa đứng ra hòa giải, đồng ý mấy điều kiện của Cảnh Điềm. Tần Lạc không nói gì thêm nữa, không phải vì hắn nhượng bộ cô ả này mà vì hắn nể mặt Phùng Đại Cương. Hơn nữa Tần Lạc cũng không muốn so đo với một diễn viên. Với thân phận của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn có thể nuôi 10, 20 nữ ngôi sao màn bạc cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Tần Lạc chỉ nghĩ cô ả này không xứng. Nhưng xã hội đúng là như vậy. Bạn càng lùi bước, người khác càng nghĩ bạn muốn thỏa hiệp, sau đó đối phương trở nên tham lam, càng lúc càng bất chấp tất cả. Tần Lạc hoàn toàn tức giận. Mặc dù hắn là người không có bản năng trời phú về văn học, nhưng hắn rất có bản năng mắng chửi người khác. Tức thì Tần Lạc chỉ trích đối phương một thôi một hồi. Buổi nói chuyện của Cảnh Điềm hoàn toàn để cho Tần Lạc chút giận. Từ khi trở thành một ngôi sao, Cảnh Điềm đã từng phải hứng chịu sự ức hiếp này chưa? Khi Cảnh Điềm nghe Tần Lạc nói cô ta không phải là mẫu phụ nữ yêu thích của hắn, không xứng đáng trở thành người đẹp trong mắt hắn, khiến Cảnh Điềm cực kỳ uất nghẹn. Hơn nữa Tần Lạc còn thể hiện một dáng vẻ kiêu ngạo, ngang ngược cùng với tính cách ngỗ ngược khiến cho Cảnh Điềm càng nổi điên. Tôi thích thì tôi diễn, không thích thì sẽ không diễn. Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe theo lời của anh? Không có người phản ứng với anh nghĩ anh đang cầm thức ăn trên bàn ăn của mình à? Anh nghĩ anh là ai hả? Anh là cái thứ gì vậy? Cảnh Điềm tức giận hỏi. Tôi không là ai cả, tôi chỉ là Tần Lạc. Khi nhìn thấy cô ả Cảnh Điềm này bị hắn khiến tức giận, Tần Lạc không còn thấy tức giận nữa. Lúc này hắn giống như một người đã báo thù xong. Những điều phải nói tôi đều đã nói. Cô cứ diễn theo như hợp đồng hay sẽ bị kiện tới mức phá sản. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Tần tiên sinh, Phùng Đại Cương định đứng ra giảng hòa. Phùng đạo diễn, Tần Lạc cắt ngang lời nói của Phùng Đại Cương, hắn cười nói, tôi đã nhượng bộ một lần. Chính là cô ta không biết thuận theo, không biết từ bỏ, không biết lợi hại. Anh cũng hiểu rất rõ, người quá tham lam thì không nên giữ lại. Ha ha, mọi người cùng nín nhịn một chút. Lý Thu Bạch nghĩ tới chuyện anh ta còn phải hợp tác với Cảnh Điềm, anh ta muốn nói mấy câu gỡ bí cho cô ta. Cảnh tiểu thư, cô nên xin lỗi Tần tiên sinh, chuyện này coi như xong, được không? Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, Tần Lạc là người rất dễ nói chuyện. Câu nói của Lý Thu Bạch không đúng lúc chút nào, ngược lại còn làm Cảnh Điềm thêm tức giận. Cảnh Điềm cầm chén nước trà trên mặt bàn, hắt vào gương mặt của Lý Thu Bạch, mắng chửi, xin lỗi cái con mẹ mày. Mày cho rằng mày là ai hả? Mày nói gì thì bà phải làm thế sao? Một thằng ma cà bông trèo lên liếm mông người khác mà cũng có tư cách lên mặt dạy đời bà đây hả? Nụ cười trên khuôn mặt Tần Lạc dần dần biến mất, hắn âm trầm nhìn Cảnh Điềm, lạnh lùng nói, tốt nhất cô hãy xin lỗi Thu Bạch. Cảnh Điềm làm như không nghe thấy, cô ta cầm cái túi của mình, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Tần Lạc cầm chiếc gạt tàn thuốc ở trên bàn ném theo sau. Bịch chiếc gạt tàn thuốc nện trúng lưng Cảnh Điềm. A! À, Cảnh Điềm đau đớn kêu lên, sau đó cô ta ôm lưng ngồi xổm trên nền nhà. Tại sao lại ra tay? Tại sao lại ra tay? Phùng Đại Cương nhìn thấy Tần Lạc cầm chiếc gạt tàn đánh người, ông ta vội vàng chạy lại đỡ Cảnh Điềm. Thế nào, có cần phải tới bệnh viện không? Cảnh Điềm gạt bàn tay Phùng Đại Cương ra, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, the thé quát mắng, bà nhất định sẽ giết chết mày. Bà nhất định sẽ làm cho mày chết. Tần Lạc khinh thường bĩu môi. Trước đó Hồng Phu cũng luôn nói câu đó với Tần Lạc, nhưng sau khi bị Tần Lạc cho người chặn bồn cầu mấy ngày, cô nàng đó đã nhận được một bài học.
Đối với cô ả trước mặt này, Tần Lạc thật sự không coi cô ả này ra gì. Hãy mau đi xin lỗi đi. Tần Lạc cầm một cái ly thủy tinh trong tay, cười nói, nếu không tôi sẽ đập vỡ đầu cô. Mày chờ đó, mày chờ đó. Cảnh Điềm không đứng dậy, cô ta ngồi phịch xuống đất, móc điện thoại di động từ trong túi ra, bắt đầu gọi điện thoại. Khi nhìn thấy cô ả Cảnh Điềm này gọi điện cầu cứu, Tần Lạc càng tỉnh táo. Thảo nào cô ả này có thái độ kênh kiệu đó, thì ra cô ả ỷ vào mình có chỗ dựa hùng mạnh. Sau khi Cảnh Điềm khóc lóc kể lể một hồi trên điện thoại, không hiểu cô ta nhận được hứa hẹn gì, cô ta ngắt điện thoại, đứng dậy sau đó đi ra ngoài cửa đứng chờ, hình như sợ Tần Lạc đột nhiên rời khỏi phòng vậy. Cô ta có hợp, Lý Thu Bạch dùng khăn tay lau nước trà trên mặt và trên quần áo của mình, sau đó Lý Thu Bạch nói nhỏ vào tai Tần Lạc, nhắc nhở, thà rằng trêu chọc kẻ tiểu nhân còn hơn đụng vào phụ nữ. Phụ nữ trong giới giải trí đều là những người không đơn giản. Trong thế giới giải trí, cho dù là một ngôi sao lớn hay là một ngôi sao mới nổi, tất cả đều được một ông chủ lắm tiền nhiều của hay một công tử có thế lực bao. Với nhan sắc của Cảnh Điềm, nói không chừng cũng có người hậu thuẫn, bao mình. Cứ chờ người hậu thuẫn của cô ta tới. Tần Lạc cười nói, hắn thật sự không thấy có gì đáng sợ. Đại đầu và Giê-xu đang ở bên ngoài. Tóm lại hắn sẽ không chịu thiệt thòi gì cả. Chỉ một lát sau tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng. Cạch cạch. Không đợi người trong phòng có phản ứng, Cảnh Điềm đã mở cửa ra. Đương nhiên cô ả biết người hậu thuẫn của mình đã tới. Một người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng, đeo kính không gọng. Thoạt nhìn rất lịch sự nhã nhặn đi vào trong phòng. Người đàn ông mỉm cười quan sát tình hình trong phòng và nói, lúc này tôi còn muốn tới kính Phùng đạo diễn một chén. Thế nào, tàn cuộc rồi hả? Khi nhìn thấy người đàn ông này đi vào trong phòng, Phùng Đại Cương vội vàng nghiêm nghị, sau đó bước tới nghênh đón. Ông ta vừa mới bước đi, đã chìa tay mình ra, tươi cười nói vẻ lấy lòng, ông chủ Long, sao tôi dám để ông chủ Long tới kính rượu? Nếu biết ông ở gần đây tôi đã sớm qua đó quấy rầy rồi. Ha ha, người nào kính người nào cũng vậy mà thôi. Nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất, gương mặt điển trai của anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn. Anh ta đi tới trước Cảnh Điềm nói, thế nhưng tôi nghe nói có người có ý kiến với nghệ sĩ của công ty tôi, lại còn ra tay đánh người. Cảnh Điềm bước tới thân thiết ôm tay người đàn ông, cô ả còn cố tình cọ bộ ngực căng tròn của mình vào người đàn ông đó, chỉ vào Tần Lạc nói. Ông chủ, chính là anh ta ức hiếp em. Anh ta còn dùng cái gạt tàn đánh em. Anh hãy sờ lưng em. Bây giờ lưng em vẫn còn đau này. Đây là hạng người gì vậy hả? Không có khí phách gì cả, đi đánh phụ nữ. Hôm nay gặp được một người đàn ông thuần khiết. Thế nào, tiếp tục đánh cho tôi xem để tôi còn học tập. Long Tiềm châm chọc sau đó ánh mắt nhìn theo ngón tay chỉ của Cảnh Điềm. Khi nhìn thấy Tần Lạc vẫn thoải mái ngồi ở chỗ đó, Long Tiềm thầm cười nhạt. Con người này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Long Tiềm thầm suy nghĩ biện pháp xử trí Tần Lạc. Nhưng sau khi Long Tiềm nhìn rõ mặt Tần Lạc, sắc mặt anh ta thoáng tái nhợt. Tần thiếu, ông chủ Long bước tới hai bước vì ánh sáng trong căn phòng này mờ mờ nên anh ta sợ bản thân mình nhận lầm. Tôi là Tần Lạc, không phải là Tần thiếu. Tần Lạc cười nói, anh biết tôi. Biết, ở thành phố Yến Kinh này có người nào mà không biết Tần thiếu hả? Long Tiềm cười giả lả nói. Binh! Long Tiềm ra tay. Long Tiềm không đánh Tần Lạc mà ông ta quay lại tát vào mặt Cảnh Điềm đang ôm tay anh ta. Cảnh Điềm ngẩn người, nụ cười đắc ý giống như đang đóng phim vẫn còn đọng trên gương mặt. Ông chủ! Binh! Long Tiềm lại tát thêm một cái nữa rồi ông ta quát mắng, cô! Có mắt như mù hả? Ngay cả Tần thiếu mà cô cũng dám chọc vào sao? Cô cho rằng cô là hạng người nào? Lúc trước lão tử thổi cô thành ngôi sao? Nếu lúc đó lão tử không thổi cô chỉ là một con điếm. Ông chủ, tôi. Binh. Lúc này Long Tiềm nổi điên như quái thú. Mỗi một câu nói là một cái tát thẳng tay. Anh ta thẳng cánh đánh khiến cho cô ả Cảnh Điềm không thể nói được câu nào. Hãy lập tức xin lỗi Tần thiếu. Tần thiếu bỏ qua cho cô, coi như chuyện hôm nay xong. Nếu Tần thiếu không đồng ý, con mẹ nó lão tử kéo cô ra ngoài làm thịt. Long Tiềm giơ chân đạp cho Cảnh Điềm một nhát nằm sấp trước mặt Tần Lạc. Tần thiếu, tôi sai lầm rồi. Tôi cầu xin anh tha cho tôi. Tôi cầu xin anh, Cảnh Điềm không biết rốt cuộc thân phận của Tần Lạc là gì mà có thể khiến cho Long công tử nổi tiếng Yến Kinh sợ hãi như này. Nhưng cô ả hiểu một điều nếu như cô ả không làm theo như lời Long công tử này nói, anh ta thật sự sẽ kéo ả ra ngoài làm thịt như thịt một, con gà.
Người đàn ông này có chỗ dựa là xã hội đen, nay bị đàn em của anh ta làm thịt như thịt, gà, thì sau này cảnh Điềm ra ngoài nhìn người thế nào đây? Được rồi, Tần Lạc khoát tay nói. Hắn biết người đàn ông này có thể đã gặp hắn trong trường hợp quan trọng nào đó. Nói cách khác anh ta sẽ không ra sức thỉnh cầu mình tới mức này. Cô ta không đắc tội với tôi, cô ta chỉ hắt nước vào mặt anh ấy. Liếm sạch, Long Tiềm quát. Lập tức cảnh Điềm bò tới trước mặt Lý Thu Bạch, cô ả thực sự định thè lưỡi liếm những chỗ ướt trên người Lý Thu Bạch. Không việc gì, không việc gì, Lý Thu Bạch cuống quýt lui lại sau. Xem ra Lý Thu Bạch thực sự kiên nể người đàn ông có tên gọi là Long Tiềm này. Anh là ông chủ của cô ta, Tần Lạc hỏi. Chỉ là kiếm miếng cơm ăn trong nghề mà thôi. Long Tiềm móc danh thiếp từ trong túi ra, cung kính đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc cầm tờ danh thiếp nhìn lướt qua. Trên tờ danh thiếp có viết, Chủ tịch Long Tiềm công ty giải trí hữu hạn Long Tượng. Đổi lại người đi, Tần Lạc nói, cô ta không thích hợp làm bộ phim này. Chỉ dựa vào biểu hiện tối nay của cảnh Điềm, Tần Lạc không muốn để cho cô ta đóng vai người phụ nữ của mình. Hắn thật sự không ngờ, trong giới giải trí đã thối nát tới mức độ này. Không thành vấn đề, Tần Thiếu muốn ai tới đóng chỉ cần nói một cái tên là được. Long Tiềm chỉ lo Tần Lạc không bỏ qua chuyện này. Cần người như nào tôi sẽ bảo Phùng đạo diễn tìm anh. Tần Lạc nói, hắn thật sự rất hài lòng với Phùng Đại Cương. Tuy ông ta hơi khéo đưa đẩy nhưng chỉ người như ông ta mới có thể tồn tại trong thế giới giải trí này. Được, không thành vấn đề, Long Tiềm cười nói, mấy người đàn ông chỉ uống rượu thôi mất vui, có muốn tôi gọi điện cho mấy người tới đây không? Long Tiềm là ông chủ của công ty giải trí, người mà anh ta gọi tới nhất định là mấy tiểu ngôi sao. Thôi bỏ đi, Tần Lạc từ chối, hãy mang cô ta ra ngoài. Được, chúng tôi ra ngoài trước, Tần Thiếu có chuyện gì xin cứ căn dặn, Long Tiềm gật đầu nói, rất vinh hạnh được gặp Tần Thiếu. Tất cả những chi phí của tam niên nhị ban hôm nay tính cho tôi. Xin Tần Thiếu để cho tôi chút sĩ diện này. Tần Lạc do dự một lát rồi gật đầu. Cảm ơn Tần Thiếu, Long Tiềm kéo cảnh Điềm đi ra ngoài. Đợi khi cánh cửa phòng khép lại, ba người Phùng Đại Cương, Lý Thu Bạch và Liễu Hạ Huy trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Tần Lạc. Tất cả vô cùng tĩnh lặng giống như mọi người đã mất đi khả năng nói vậy. Chương 858, Đồ Đao. Cảnh Điềm ôm gò má bị đánh sưng vù run rẩy đứng trước cửa, không dám đi vào trong phòng. Tới đây, Long Tiềm vỗ vị trí bên cạnh anh ta và nói. Cảnh Điềm không dám cãi lại, cô ta vội vàng đi tới ngồi xuống vị trí Long Tiềm bảo. Long Tiềm ôm Cảnh Điềm vào trong ngực, luồn bàn tay qua cổ áo vuốt ve bộ ngực căng tròn, cười tủm tỉm nói, có phải em rất tức giận không? Không, không đâu, Cảnh Điềm cuống cuồng lắc đầu phủ nhận. Khi đứng trước một người đàn ông có thế lực hùng hậu, cô ta có đủ tư cách để tức giận sao? Như chính Long Tiềm đã nói anh ta lăng xê bạn thì bạn chính là ngôi sao còn anh ta chà đạp bạn thì bạn chỉ là một con điếm không hơn không kém. Một gái điếm có quyền cò kè mặc cả, thêm bớt không? Đương nhiên câu trả lời là không rồi. Anh biết em rất tủi thân. Long Tiềm cười nói, Long Tiềm giơ bàn tay nâng cầm Cảnh Điền lên cười nói, anh cũng rất tức giận. Người phụ nữ của anh phải bò trên mặt đất như con chó xin lỗi người ta không khiến anh khó chịu trong lòng sao? Cảnh Điềm không dám trả lời mà thực chất cô ta cũng không biết nói gì. Có phải em cảm thấy rất khó hiểu trước hành động của anh không? Long Tiềm vừa nói anh ta vừa dùng lưỡi liếm vành tai Cảnh Điềm. Đúng vậy, em vốn tưởng không một ai dám chọc giận anh. Cảnh Điềm trấn tĩnh, cô ta hiểu điệu nói, hai mắt từ từ khép lại, nghênh đón nụ hôn của Long Tiềm. Thật ra cơ thể của Cảnh Điềm cũng khá căng thẳng, khẽ run rẩy. Cảnh Điềm chỉ hận không thể tát cho gã trai vừa mới coi cô ta, lăng nhục cô ta như một con chó. Trong thế giới giải trí này, một người có thể tồn tại, thậm chí còn leo tới một địa vị như ngày hôm nay chứng tỏ Cảnh Điềm không phải là người ngu xuẩn, ngược lại cô ta thông minh hơn rất nhiều người khác. Vấn đề là hai năm nay sự nghiệp của Cảnh Điềm rất thuận lợi, danh tiếng của cô ta lên rất cao khiến cô ta quên hết tất cả nỗi đau đớn, nhục nhã trước kia cùng với những luật rừng tàn khốc của xã hội này. Có thể nói tâm trạng của Cảnh Điềm lúc này là sự uất ức và khuất phục. Nói một cách chính xác thì chính là sự sợ hãi. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Điềm quỳ xuống cầu xin người khác tha thứ cho mình. Khi cô ta mới vào nghề đã từng bất cẩn hất một cốc rượu vào quần một người đàn ông đeo kính. Gã đàn ông thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, trước đó còn liếc mắt đưa tình với cô ta đã lập tức giáng cho cô ta một cái bạt tai trời giáng. Gã giật tóc cô ta, đạp ngã xuống nền nhà.
Ngay sau đó Cảnh Điềm đã phải quỳ gối liếm sạch rượu trên quần của gã đàn ông đó. Cũng vào buổi tối hôm đó, một đàn chị trong giới giải trí đã nói với Cảnh Điềm, biểu hiện nho nhã, nhã nhặn của mấy gã đàn ông trước mặt bạn không phải vì bọn họ quan tâm tới bạn, vì bọn họ muốn giữ gìn hình ảnh một công tử. Khi bạn không cẩn thận chọc giận bọn họ, lập tức bọn họ trở mặt còn nhanh hơn cả so với gấp sách. Cảnh Điềm không thể tưởng nổi một Long công tử có thể hô phong hoán vũ trong thế giới giải trí lại sợ hãi một bác sĩ tới mức độ đó. Cho dù là người có đôi chút tiếng tăm thì đã sao nào? Chẳng lẽ danh tiếng của Cảnh Điềm cô ta không bằng gã bác sĩ đó sao? Nhiều người có danh tiếng hơn gã đó khi đứng trước mặt Long Tiềm cũng không nhận được sự đối xử đó của Long Tiềm. Có một số người chúng ta không thể động vào. Long Tiềm có vẻ hào hứng, anh ta giơ tay kéo TH nút dây áo ở vai của Cảnh Điềm. Chiếc váy lụa lộng lẫy từ từ chảy xuống bên dưới, nửa thân người Cảnh Điềm lõa lồ trong ánh sáng của căn phòng. Anh ta là ai vậy? Hai tay Cảnh Điềm ôm đầu Long Tiềm kéo vào ngực mình, quyến rũ hỏi. Là người anh không thể trêu chọc. Long Tiềm ngẩng đầu nhìn Cảnh Điềm hỏi, em có biết Dương Phụ không? Có nghe nói qua, đương nhiên là Cảnh Điềm biết Dương Phụ. Gã Dương Phụ này chính là một công tử nổi đình nổi đám ở Yến Kinh này. Cha Dương Phụ là thủ trưởng quân khu Lan Châu. Các chú, bác đều làm quan to một phương, được xưng là nội các Trung Quốc. Long Tiềm thoạt trông có vẻ có chỗ dựa rất hùng mạnh nhưng khi so với Dương Phụ thì chỉ như đom đóm so với mặt trời. Dương Phụ bị anh ta đánh thành đầu heo mà bây giờ anh ta vẫn bình yên vô sự. Em có biết lai lịch của anh ta thế nào không? Anh đánh em chính là cứu em. Nếu để anh ta tự mình ra tay, cho dù em không chết cũng bị lột da. Sau này em không cần lăn lộn trong thế giới này nữa. Long Tiềm nhẹ nhàng nói, ít nhất tuyệt đối ẩn mình trong vòng 3 năm. Anh không thể không chú ý tới thái độ của anh ta đối với em. Cảnh Điềm há hốc mồm không biết nói gì. Cô ta thực sự không ngờ một gã đàn ông mặc trường bào dáng vẻ cổ quái với một nụ cười có vẻ vô hại chạy tới hỏi vị trí tam niên nhị ban lại có địa vị khủng khiếp như vậy. Nếu sớm biết như thế thì mình đã có thái độ ôn hòa hơn một chút, sau đó dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ khi đó liệu có thể tóm được anh ta không nhỉ? Ngay sau khi có suy nghĩ đó, Cảnh Điềm cảm thấy thân thể mình nóng lên, cô ta không khỏi kẹp chặt hai đùi lại. Ồ, Long Tiềm ngẩng đầu một cách nhạy cảm, anh ta liếc mắt nhìn Cảnh Điềm. Cảnh Điềm bối rối nhưng sắc mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, dịu dàng nói, cảm ơn Long Thiếu đã cứu mạng. Thân thể lõa thể của Cảnh Điềm quỳ trên nền nhà, cô ta cởi khóa quần của Long Tiềm rồi gục đầu xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống, không cần khách sáo. Tần Lạc cười nói, ba người kia đứng dậy tiễn Long Tiềm, chỉ một mình Tần Lạc hắn vẫn ngồi yên. Bây giờ Long Tiềm đã rời khỏi phòng, ba người vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ. Bốn người đàn ông trong phòng, một người ngồi. Ba người đứng khiến cho chính Tần Lạc cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó quỷ dị. Điều khiến Tần Lạc thật sự không thoải mái chính là ba người vẫn đang trợn tròn mắt nhìn hắn như thể bọn họ đang nhìn thấy khủng long hay một mỹ nữ bị lột trần vậy. Điều này, Phùng Đại Cương liếc nhìn Lý Thu Bạch, ông ta thầm oán trách Lý Thu Bạch không giới thiệu đầy đủ thân phận của Tần Lạc cho ông ta khiến mới rồi ông ta suýt mất mặt, đắc tội với Tần Lạc. Phùng Đại Cương thầm lo lắng bất an khi ông ta nghĩ tới chuyện vừa rồi khi Tần Lạc từ chối những điều kiện của Cảnh Điềm, trong khi đó ông ta lại tự tiện thay đổi quyết định đó. Ngay cả công tử nhà phó thị trưởng cũng phải có thái độ cung kính, khép nép với Tần Lạc, chỉ mong sao Tần Lạc bỏ qua cho mình. Một đạo diễn nhỏ nhoi như ông ta, không phải Tần Lạc chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đè chết sao? Tần tiên sinh, mới rồi có nhiều chuyện mong ngài lượng thứ. Ngài cũng biết quay một bộ phim, ảnh hưởng tới mấy trăm người. Thậm chí cả ngàn người. Điều quan trọng nhất chính là tổ làm phim phải hài hòa với nhau. Nếu như một diễn viên chính có tâm trạng tốt, hiệu quả quay sẽ cao, giảm bớt nhiều thời gian, chính vì vậy tôi mới đồng ý một vài điều kiện với cô ấy. Thật ra tôi làm vậy, cũng chỉ ổn định lòng người mà thôi. Khả năng diễn đạt của Phùng Đại Cương không tệ chút nào, tuy hơi dài dòng nhưng cuối cùng cũng nói rõ ra điều mà mình muốn nói. Không sao, Tần Lạc cười nói. Hắn thật sự không để tâm chuyện đó. Hãy đổi lại diễn viên đi. Ông hãy đi tìm Long Tiềm. Chọn người nào ông thích. Tần tiên sinh, anh có lựa chọn người nào không? Tôi thật sự không quen biết các diễn viên trong ngành giải trí. Tần Lạc nói, tôi chỉ có một yêu cầu diễn viên chính phải có nhân phẩm. Tôi không muốn chuyện hôm nay tiếp tục xảy ra. Đúng đúng, tôi hiểu rồi. Diễn viên đó bị giới truyền thông làm hỏng nên cách nói chuyện cũng cao ngạo, không suy nghĩ. Nhất định tôi sẽ cẩn thận tuyển chọn lại,
chuyện này tuyệt đối sẽ không diễn ra nữa. Được rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện. Tôi sẽ không hỏi tới chuyện làm phim nữa nếu không bộ phim này không tiếp tục quay được. Tần Lạc ngượng ngùng nói. Lần trước ngồi trên máy bay hắn đã thay đổi nam diễn viên chính. Lần này tới đây, hắn lại thay đổi một nữ diễn viên chính. Tần Lạc chỉ sợ chính hắn lại muốn thay đổi đạo diễn. Quan tâm cũng không có gì. Phùng Đại Cương cuống cuồng nói. Cho dù ông ta thực sự nghĩ một đàng nói một nẻo. Khi nhìn thấy Tần Lạc đứng dậy, định rời khỏi phòng, hai người Lý Thu Bạch, Liễu Hạ Huy vội vàng đứng dậy nói, chúng tôi tiễn anh. Phùng Đại Cương cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tuy ông ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của con người này nhưng tóm lại phòng ngừa an toàn vẫn hơn. Chính vì vậy đông đảo diễn viên và thành viên đoàn làm phim đã được chứng kiến một màn. Tần Lạc được đạo diễn, biên kịch và nam diễn viên chính tiền hô hậu ủng tiễn ra ngoài. Ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, có người còn suýt cắn cả lưỡi mình. Khi đi qua chỗ Giang Tâm Hà, Tần Lạc đứng lại, gật đầu với nàng nói, cảm ơn quả nho của cô. Ngon lắm. Cảm ơn, Giang Tâm Hà vui mừng nói. Phùng Đại Cương không khỏi liếc mắt nhìn Giang Tâm Hà. Ông ta thầm nghĩ, chỉ dựa vào những câu nói này, ông ta phải lăng xê Giang Tâm Hà lên một chút. Cũng chính vì nguyên nhân này mà sau bộ phim, một người mới tham gia đóng phim như Giang Tâm Hà đã nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trong thế giới giải trí, đứng vào hàng ngũ những ngôi sao. Rất nhiều người vốn nghĩ Giang Tâm Hà có thế lực ủng hộ mạnh mẽ. Thật ra bọn họ không ngờ rằng Giang Tâm Hà chỉ tặng hai quả nho đúng lúc mà thôi. Tới khi Tần Lạc lên xe rời khỏi, Phùng Đại Cương mới nhìn Lý Thu Bạch và Liễu Hạ Huy hỏi, rốt cuộc Tần tiên sinh có lai lịch thế nào vậy? Tôi không biết, Liễu Hạ Huy lắc đầu nói. Tôi chỉ biết anh ấy và Cao Tổng của điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ có quan hệ rất tốt. Có vẻ như Cao Tổng rất coi trọng anh ấy. Tôi biết anh ấy tới Thụy Điển và cứu một công chúa. Lý Thu Bạch cười nói. Tôi biết chuyện này nhưng mà, nói tới đây Phùng Đại Cương không hỏi tiếp nữa. Cho dù là một người cứu được một công chúa ở nước ngoài cùng lắm chỉ khiến một công tử như Long Tiềm tôn trọng chứ không thể khiến anh ta có thái độ nịnh nọt. Khi xe đang chạy trên đường Tần Lạc nhận được điện thoại của Lệ Khuynh Thành. Ông ta đã chết, giọng nói khàn khàn của Lệ Khuynh Thành vang lên, không kìm nén được sự vui mừng của mình. Ai đã chết, sau khi nghe câu nói không đầu không đuôi của Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc liền hỏi lại. Cửu Thiên Tứ. Tần Lạc thoáng giật mình. Hắn biết một khi cơ hội này xuất hiện, cuối cùng Lệ Khuynh Thành đã không nhịn được, giơ đồ đao máu huyết đầm đìa với cửu gia. Chương 859, Mẫu Sa. Tần Lạc đứng trước cửa phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành. Ngay khi Tần Lạc mới gõ, cạch cạch, hai tiếng, két cánh cửa phòng hé ra, Tần Lạc đẩy cửa bước vào trong phòng. Cửu. Tần Lạc mới chỉ thốt ra một từ đó thôi, miệng của hắn đã bị một đôi môi mềm mại, ngọt lịm lấp đầy, một thân thể đầy đặn, căng tròn áp sát vào người Tần Lạc giống như muốn cho thân thể nóng bỏng đó tiến vào trong người của Tần Lạc vậy. Một bàn tay vuốt ve lưng Tần Lạc, một bàn tay lần xuống, tìm tới vị trí ở bên dưới của Tần Lạc. Kỹ thuật của Lệ Khuynh Thành thật sự rất lành nghề. Trước sự tấn công có chủ ý của nàng, Tần Lạc sao có thể chống chọi lại được sự quyến rũ trong phòng làm việc. Chính vì vậy con người hắn hoàn toàn bị dục hỏa thiêu đốt. Tần Lạc mạnh mẽ quay người lại, áp sát người mình vào người Lệ Khuynh Thành. Trước đó Lệ Khuynh Thành ép Tần Lạc vào cánh cửa, bây giờ hắn ép Lệ Khuynh Thành vào sát tường, nâng người nàng lên. Tần Lạc vừa đáp trả lại nụ hôn điên cuồng của Lệ Khuynh Thành, hắn vừa cởi cúc áo, quần của Lệ Khuynh Thành. Nhưng vì thân thể hai người dính sát vào nhau giống như không có cách nào tách rời hai người vậy. Cho dù bàn tay của Tần Lạc rất linh hoạt nhưng hắn vẫn không thể nào cởi cúc áo ra được. Lệ Khuynh Thành cảm nhận được sự nóng ruột của Tần Lạc. Nàng đẩy người Tần Lạc ra xa một chút sau đó tự mình trút bỏ y phục của mình. Một cúc, hai cúc, ba cúc. Cùng với từng chiếc cúc áo bung ra, chiếc bra hoa màu tím ôm lấy bộ ngực cỡ 36D của Lệ Khuynh Thành hiện ra trước mắt Tần Lạc, bụng phẳng lì, không mỡ thừa, mịn màng, chiếc rốn như hạt ngọc nhỏ. Sau khi Lệ Khuynh Thành cởi áo của mình, nàng cười quyến rũ hai tay vòng ra sau chút nốt bra của mình. Trắng, mềm mại, nhẵn bóng, to, rung rung, đầy đặn giống như mì vắt lên men. Vuốt ve em đi, Lệ Khuynh Thành cắn môi nói. Hai mắt Tần Lạc đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như một tuấn mã đang phi nước kiệu. Khi nghe câu nói đó của Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc giống như tuấn mã nghe thấy hiệu lệnh đua ngựa, hắn kêu lên một tiếng rồi nhào tới. Miệng của hắn ngậm trái nho đỏ tươi ở bên trái. Không thể không nói ăn nho là sở thích của Tần Lạc.
thảo nào khi Giang Tâm Hà đưa nho tới, Tần Lạc không từ chối mà hắn còn ăn liền hai trái nho. Lệ Khuynh Thành dựa sát người vào tường, miệng phát ra những âm thanh nỉ non. Hai bàn tay nàng ôm chặt đầu Tần Lạc, lạch suối nhỏ gần nhẹ ép sát vào mặt Tần Lạc khiến cho hắn có cảm giác khó thở. Dưới sự khiêu khích của Tần Lạc, sau khi Lệ Khuynh Thành kêu lên một tiếng dài, nàng điên cuồng lột quần áo của Tần Lạc. Ngay sau đó thân thể của hai người vẫn đứng thẳng nhưng lúc này bắt đầu dính sát vào nhau. Mạnh lên, anh hãy mạnh lên, Lệ Khuynh Thành dựa sát người vào tường, một chân của nàng bị Tần Lạc nâng lên. Lệ Khuynh Thành cắn vào tai Tần Lạc, nàng thì thầm vào tai người đàn ông thoạt nhìn yếu ớt nhưng lại vô cùng dẻo dai này. Khi cuộc chiến của hai người dừng lại ở trên bàn làm việc của Lệ Khuynh Thành, hai người liên tục thở hổn hển. Mỗi lần cùng với Lệ Khuynh Thành, tập thể dục, đều khiến cho Tần Lạc có một cảm giác như tận thế đã tới. Lần nào Lệ Khuynh Thành cũng khiến cho Tần Lạc điên cuồng chìm trong dục vọng, hoàn toàn mệt mỏi. Yêu tinh, Tần Lạc nặng nề vỗ mông Lệ Khuynh Thành mắng yêu. Anh không thích hả? Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tần Lạc. Nhiều lần như này nhất định sẽ bị em lấy mạng, Tần Lạc nói. Anh còn dám nói sao? Chia đều ra một tháng còn chưa được một lần. Anh không nghe nói phụ nữ tuổi 30 như sói, tuổi 40 như hổ sao? Bây giờ em đang ở độ tuổi như sói như hổ, vì vậy mỗi tháng anh phải tới với em hai lần, nếu không em sẽ dùng ngón tay hay dưa chuột. Em dám, một lần nữa Tần Lạc đánh mạnh vào mông Lệ Khuynh Thành. Chỉ khi ở cùng với Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc mới dám có hành động hạ lưu này. Hắn thật sự chưa từng dám làm với Lâm Hoán Khê, mà hắn cũng không biết khi làm như này hậu quả sẽ ra sao. Được rồi, không đùa với anh nữa. Lệ Khuynh Thành thở hổn hển nói, nụ cười của nàng đầy xuân sắc, tình ý. Ngón tay không đủ tiêu chuẩn, dưa chuột không có độ ấm, tốt nhất là dùng người đàn ông của em. Em có muốn đi tắm không? Tần Lạc hỏi. Không cần, Lệ Khuynh Thành nói, không cần thiết, em thích để như này. Nhưng anh cảm thấy có vật gì đâm vào mông anh, Tần Lạc nói, lúc nãy khi hai người rèn thể dục, hắn đã nằm lên bàn làm việc. Khi đó hắn đã có cảm giác bên dưới có vật gì đó, nhưng sau khi chuyện xong xuôi hắn mới thực sự cảm thấy có gì đó không ổn. Lệ Khuynh Thành vội vàng rời khỏi người Tần Lạc. Tần Lạc đứng dậy, lúc này Lệ Khuynh Thành mới nhận ra một cái nắp bút cắm vào mông Tần Lạc. May mắn chỉ là cái nắp bút, nếu như là ngòi bút thì anh dính chưởng rồi. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói, nàng giơ tay lấy cái nắp bút ra khỏi mông Tần Lạc. Lần sau em nằm phía dưới, Tần Lạc nói. Chuyện em gọi điện cho anh lúc nãy là thật sao? Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành vừa mặc quần áo vừa nói, nếu không sao em có thể kích động như này. Tần Lạc chăm chú suy nghĩ, khi Cửu lão gia còn sống hình như Lệ Khuynh Thành cũng đã từng kích động thế này. Vậy tại sao lại đi đột ngột như vậy? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, anh đã khám bệnh cho ông ấy, tuy trạng thái tinh thần ông ấy không tốt nhưng thân thể ông ấy không có vấn đề gì mà. Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói, có lẽ là do hàng ngày em nguyền rủa. Tối nào trước khi đi ngủ em cũng nguyền rủa một lần. Em hy vọng những kẻ đó không chết tử tế được. Anh sợ hả? Lệ Khuynh Thành ôm cổ Tần Lạc, dịu dàng hỏi. Tần Lạc lắc đầu nói, anh hiểu tâm trạng của em. Nhưng em sống như này không phải quá mệt mỏi sao? Mệt ư, mỗi khi nghĩ tới cái chết thê thảm, oan ức của mẹ. Mỗi khi nghĩ tới cuộc sống không phải của mình, một chút mệt mỏi này không đáng gì hết. Anh có biết không? Khi em du học ở nước Mỹ, mỗi tối chính là một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng chỉ là một màu trắng xóa, trên mỗi một thân cây có một đóa hoa trắng khổng lồ, trên thế giới chỉ có một mình em. Cho dù em kêu gào thì cũng không một ai chú ý tới em. Khi đó giống như em đã chết, đi tới một thế giới khác vậy. Mỗi một lần bừng tỉnh từ cơn ác mộng, nhận ra chính mình còn sống. Anh không biết là em đã gặp nhiều may mắn, chỉ cần em còn sống, em nhất định sẽ báo thù. Những gì chúng gây cho em sẽ trả lại cho chúng toàn bộ. Em mong được ông ta chết mà em cũng không hy vọng ông ta chết. Lệ Khuynh Thành cười đau khổ nói, hai mắt nàng đỏ hoe, ông ta chết đi, Cửu gia bớt đi một người có thể tạo ra mối uy hiếp khủng khiếp, em có cơ hội ra tay. Ông ta không chết, em có thể khiến ông ta nếm thử cảm giác cắt da thịt của mình. Ông ta làm nhiều chuyện tàn ác, chết như vậy may mắn cho ông ta. Em còn muốn như nào nữa? Tần Lạc trầm giọng hỏi. Khi Tần Lạc nghe Lệ Khuynh Thành nói về vết thương vẫn đang rỉ máu của nàng, hắn có cảm giác cực kỳ nặng nề. Chờ đợi cơ hội, Lệ Khuynh Thành nói, người của em nói cho em biết Cửu gia không phải là một khối đoàn kết vững chắc. Cửu Thiên Tứ có 7 anh em,
Tất cả công việc làm ăn của những người này đều do Cửu Thiên Tứ quản lý. Một khi ông ta chết đi, những người anh em này nhất định sẽ không để tình trạng này tiếp tục xảy ra. Hơn nữa hai con trai, một con gái của Cửu Thiên Tứ cũng mâu thuẫn với nhau. Cửu Giật Vân và Cửu Giật Hòa không vừa mắt nhau, tuy Cửu Giật Thứ là phụ nữ nhưng lại cực kỳ có dã tâm. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói, hơn nữa người bạn tốt Cửu Yên Mị của anh cũng không phải không có đối thủ. Ít nhất mối quan hệ của cô ta với Cửu Trọng Mưu cực kỳ xấu. Trước kia vốn vẫn có mâu thuẫn nhưng vì Cửu Thiên Tứ còn sống nên tất cả mọi chuyện đều bị đè nén xuống. Bây giờ Cửu Thiên Tứ đã chết, những mâu thuẫn này còn được đè nén nữa không? Chỉ cần Cửu gia có nội loạn, khi đó em nhất định sẽ có cơ hội. Giọng nói của Lệ Khuynh Thành trở nên tàn nhẫn, chỉ cần có cơ hội là em sẽ ra tay. Phân tích của Lệ Khuynh Thành rất chính xác, Cửu Thiên Tứ chết đột ngột chính là một mối nguy cơ rất lớn đối với Cửu gia. Nếu như không có người đứng ra ngăn chặn cơn sóng dữ, hoàn toàn có khả năng Cửu gia bị chia năm xẻ bảy vì sự tranh giành lợi ích ngay chính trong Cửu gia. Nhưng dù là thế thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Nếu như trong lúc nguy cấp này, Cửu gia đoàn kết thành một khối, bọn họ hoàn toàn có thể tạo ra một thực lực đủ để tạo nên một mối họa khủng khiếp cho Lệ Khuynh Thành. Nguyên nhân là vì thực lực của nàng quá yếu. Cho dù là Lệ Khuynh Thành là nhân tài hiếm có nhưng nàng chỉ có thời gian chuẩn bị 2 năm. Nàng sao có đủ năng lực đối đầu với một gia tộc có lịch sử trăm năm? Anh có hiểu cá mập không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Hả? Tần Lạc để mặc cho Lệ Khuynh Thành giúp hắn lau chùi sạch sẽ công cụ gây án, hắn nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Khi đối mặt với một con cá mập, cho dù đồng loại của nó có ngấp nghé miếng thịt béo ngậy của nó thì cũng phải lựa chọn phương pháp tránh né. Nhưng khi con cá mập bị thương chảy máu, tất cả cá mập sẽ điên cuồng xông tới tấn công, cho dù là đồng loại của nó. Bây giờ Cửu gia đang là con cá mập như vậy. Tần Lạc chỉ biết thở dài khi hắn nhớ tới mối quan hệ tốt đẹp của mình với Cửu Yên Mị. Vào thời khắc này Tần Lạc hắn chỉ còn biết cách vững vàng đứng sau lưng Lệ Khuynh Thành. Không vì một nguyên nhân nào khác mà chỉ vì nàng là người phụ nữ của hắn. Điều em muốn làm nhất là xông tới cắn cho chúng một vết thương. Lệ Khuynh Thành cười sảng khoái nói. Lệ Khuynh Thành mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Chương 860, xé. Cửu Thiên Tứ có tất cả 7 người anh em. Ngoại trừ Cửu Thiên Tứ đi theo con đường kinh doanh, những người khác đều theo nghiệp quan trường. Với tình hình trong nước Trung Quốc, một người theo thương trường nếu không có người trong giới quan trường chống lưng rất khó có thể phát triển hùng mạnh. Một công ty khoa học kỹ thuật thì không có gì đáng ngại, chỉ cần có một phát minh, một cơ hội tốt là có thể thành công, nhưng những công ty ở những ngành truyền thống hoàn toàn không dễ dàng phát triển như vậy. Khi anh trai của Cửu Thiên Tứ là Cửu Thiên Minh còn sống, Cửu gia có ảnh hưởng rất lớn ở Yến Kinh, nhưng khi Cửu Thiên Minh chết đi, thế hệ con cháu của Cửu gia bất tài, chính vì vậy đã xuất hiện tình trạng giáp hạt ở Cửu gia. Những Cửu Trọng Dong và Cửu Trọng Mưu chỉ được coi là những công tử hạng hai ở Yến Kinh. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Cửu Yên Mị muốn dựa vào Tần Túng Hoành để duy trì danh viện hội. Sản nghiệp của Cửu gia ở phía Nam, đó chính là gốc rễ thương trường của bọn họ. Một người cũng ở phương Nam nhưng không thích thương trường như Tần Lạc cũng biết tên mấy công ty, xí nghiệp của Cửu gia. Bây giờ Cửu Thiên Tứ chết ở Yến Kinh khiến cho người Cửu gia gặp phải một câu hỏi rất khó trả lời, an táng Cửu lão gia ở Yến Kinh hay đưa thi hài về Kính Hải an táng. Trong phòng khói thuốc lượn lờ, những người trong phòng không quản trong phòng có phụ nữ vẫn liên tục nhả khói. Không ai nói câu nào, chỉ có những tiếng thở dài và những tiếng ho khan như muốn giải tỏa áp lực. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, nặng nề giống như trong. Mấy trưởng bối không có mặt ở đây khiến chúng ta phải gánh vác chuyện này. Những người khác chỉ biết nói mà thôi, chúng ta phải bàn luận tìm ra một giải pháp triệt để. Tóm lại không thể cứ bế tắc như này. Chuyện này tuyệt đối không thể giấu giếm. Một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, người thiên hạ sẽ chê cười Cửu gia chúng ta. Cửu Giật Thanh châm một điếu thuốc sau đó lên tiếng. Người này chính là con trai của lão đại Cửu Thiên Minh, bây giờ cũng là lão đại của thế hệ hậu sinh. Mặc dù bây giờ ông ta không phải là người có vị trí cao nhất, thậm chí đã bị Cửu Giật Quần, con trai của chú ba vượt qua, nhưng vì uy danh còn sót lại của cha mình nên thế hệ sau trong Cửu gia vẫn đoàn kết quanh ông ta. Vì chưa thể thương lượng xong chuyện tang sự của Cửu Thiên Tứ nên cáo phó của Cửu lão gia vẫn chưa được thông báo ra bên ngoài. Tôi thấy bạn bè của lão gia đều ở Yến Kinh này, nên hãy làm tang ở đây. Hơn nữa vận chuyển rất phiền phức, chú ba, chú tư và chú năm đều không khỏe. Bọn họ đều đã cao tuổi, nếu để bọn họ bay tới Kinh Hải không phải là làm khổ bọn họ sao?
Tôi đồng ý với ý kiến của anh ba. Yến Kinh là thủ đô. Bây giờ chúng ta chôn bác hai ở nơi long khí thì không phải sau này con cháu chúng ta có thể thăng tiến hơn hay sao? Cửu Giật Vân liên tục hút thuốc lá. Từ sau khi cha ông ta, Cửu Thiên Tứ bị ốm, sản nghiệp Cửu gia vẫn do ông ta và em gái thứ ba cai quản. Dù gì đi nữa Cửu Giật Hòa cũng là quan chức, chức vụ còn khá cao. Ông ta không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện thương trường. Nói một cách chính xác bây giờ Cửu Giật Vân chính là người chèo lái con thuyền buôn bán của Cửu gia. Khi Cửu Giật Vân nghe những người sống ở Yến Kinh nói muốn chôn cất cha mình ở Yến Kinh, ông ta không khỏi thoáng cau mày lại, nhưng vì ông ta đã rèn luyện được bản lãnh hạng nhất nên ông ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Cửu Giật Vân bóp đầu mẫu thuốc lá trong tay rồi trầm giọng nói, lão gia vội vàng ra đi, không để lại câu nào, nhưng khi ông còn sống luôn nói là, lá rụng về cội. Nếu như không phải muốn tới chữa bệnh, ông nhất định sẽ không tới Yến Kinh này. Ý của tôi là tôn trọng ý nguyện của lão gia. Đám con cháu chúng ta không cần tốn sức bàn tán. Chúng ta hãy đưa lão gia về nhà an táng. Cháu đồng ý, Cửu Yên Mị từ bên cửa sổ đi tới. Trong phòng tràn ngập khói thuốc nên nàng vẫn đứng bên cạnh cửa sổ hít thở không khí trong lành. Người già thường thích lá rụng về cội. Có ai mong muốn mình ở một chỗ xa lạ không? Hơn nữa khi còn sống, Kính Hải là nơi ông yêu thích nhất. Nơi đó cũng có nhiều bạn bè của ông. Chúng ta có thể lo liệu một đám tang thật to. Cả đời ông tiết kiệm lần này chúng ta phải lo liệu cho ông nở mày nở mặt nơi chín suối. Chúng ta có thể làm một tang lễ lớn ở Yến Kinh này không? Đúng vậy, bà cũng được an táng ở Kính Hải. Chẳng lẽ chúng ta chia tách ông bà ra sao? Cửu Trọng Mưu cũng đứng dậy phụ họa. Điều này không phải vì mối quan hệ của Cửu Trọng Mưu và Cửu Yên Mị đã được xoa dịu, mà vì Cửu Trọng Mưu hiểu rõ sự tranh chấp của phái thủ đô và phái địa phương của Cửu gia. Nếu như bọn họ đồng ý an táng ông mình ở Yến Kinh, vậy tiếp theo đó bọn họ cũng phải đồng ý chuyển toàn bộ sản nghiệp của Cửu gia tới Yến Kinh sao? Cho dù mỗi một người trong Cửu gia đều có cổ phần trong các công ty của Cửu gia, nhưng vấn đề là tiền đang nằm trong tay mình phải chuyển sang tay người khác nắm giữ sẽ gây ra một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cửu Giật Vân có tình nguyện nhường tiền trong túi mình cho người khác không? Nếu nói như hai người khi làm tang sự cho chú hai, chú ba, chú tư, chú năm và chú sáu có đi không? Không đi thì còn gì là anh em nữa? Nếu đi, sức khỏe của bọn họ có chịu được không? Chúng ta có thể làm tang ở đây, sau đó chuyển cho cốt về an táng ở Kính Hải. Hơn một nửa người Cửu gia chúng ta đang ở Yến Kinh, chỉ có chú hai là ở Kính Hải. Chúng ta di chuyển thuận tiện hơn hay mấy người di chuyển tới đây thuận tiện hơn? Quả nhiên Cửu Giật Vân và Cửu Yên Mị rơi vào tình trạng bị phái kinh thành đả kích. Cửu Giật Vân và Cửu Yên Mị cùng liếc nhìn nhau, cả hai cùng có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Đúng như những người kia nói, chỉ có hệ phái của hai người phát triển ở Kính Hải, còn những người khác đều ở Yến Kinh. Nói về con người và thực lực, bọn họ thua xa phái kinh thành. Khi Cửu Thiên Tứ còn sống không một ai dám có suy nghĩ tới sản nghiệp của Cửu gia, nhưng bây giờ Cửu Thiên Tứ đã chết, những người kia bắt đầu thò bàn tay ra đoạt lấy thành quả. Không một ai có thái độ rụt rè, cho dù là anh em ruột cũng vậy mà thôi. Cửu Giật Thanh gõ tay xuống mặt bàn, nghiêm giọng nói, nếu mọi người tiếp tục tranh cãi, chuyện này cứ để mấy trưởng bối quyết định. Tôi sẽ đi gặp mấy người chú ba xem bọn họ quyết định thế nào. Những việc gì phải làm, cho dù là làm tang ở đâu, mấy người cũng nên sớm chuẩn bị một chút đi. Nói xong Cửu Giật Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Cửu Giật Vân vô cùng lo lắng. Ông ta biết chuyện này đã được quyết định. Mấy người chú ba, chú tư đều thuộc phái thủ đô. Chẳng lẽ sẽ có chuyện bọn họ không giúp con cái mình mà giúp mấy người ông ta sao? Sắc mặt Cửu Yên Mị cũng vô cùng âm trầm. Hai mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì đó. Như để hòa theo tâm trạng của bọn họ. Lúc này thời tiết cũng bắt đầu thay đổi, thời tiết đang nóng nực bắt đầu có gió mát. Gió thổi, mây cuồn cuộn kéo tới những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa rồi, Cửu Yên Mị giơ tay ra ngoài cửa sổ, để mặc cho gió thổi, mưa tuôn, nhẹ nhàng nói. Tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, bên ngoài mưa bụi mênh mông. Suốt một đêm, trời mưa không ngừng nghỉ, mưa càng lúc càng to giống như ông trời muốn bồi thường cho hai tháng hạn hán vậy. Lại có một ngày nghỉ ngơi. Tần Lạc thầm nghĩ, bên ngoài trời mưa, tóm lại là không có lý do gì để ra ngoài. Sau khi rửa mặt, đi xuống lầu, Bối Bối đã ngồi trên salon nghịch điện thoại di động của Lâm Hoán Khê, Cương Thi Thực Vật Đại Chiến. Tần Lạc đi tới béo gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, cười đùa với cô bé một lúc rồi hắn tiện tay cầm một tờ báo trên bàn ăn.
Thói quen của Lâm Thanh Nguyên là vừa ăn sáng vừa đọc báo. Tần Lạc cũng lây nhiễm thói quen này. Sau khi ăn sáng xong, hắn thường đọc một vài tin trên báo. Sau khi đọc xong phần bình luận và giải trí, Tần Lạc đang định bỏ tờ báo xuống thì hắn chú ý tới mục cáo phó ở góc tờ báo. Khi nhìn thấy địa chỉ tổ chức tang lễ cho người thân, Tần Lạc thầm nghĩ, xem ra bọn họ chuẩn bị tổ chức tang lễ ở Yến Kinh. Liệu chuyện này có khiến Lệ Khuynh Thành kích động không? Tần Lạc thầm lo lắng. Sau khi biết thân thế bi thương của Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc biết rõ với tính cách yêu ghét rõ ràng của Lệ Khuynh Thành, chuyện báo thù là không thể tránh khỏi. Lúc này cuộc đấu tranh đã tiến triển tới mức độ nào rồi? Rốt cuộc có bao nhiêu người vô tình bị cuốn vào cuộc chiến này? Thật ra nhiều khi Tần Lạc không hiểu rõ tính cách của Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc ủng hộ, tin tưởng Lệ Khuynh Thành tuyệt đối chỉ vì từ trước tới nay nàng không làm chuyện gì bất lợi cho hắn. Hơn nữa nàng đã làm rất nhiều chuyện cho hắn. Lệ Khuynh Thành giống như một con dao nhỏ vô cùng sắc bén mà chỉ Tần Lạc mới có thể dùng được như một vũ khí lợi hại. Cha cha, Bối Bối đang chơi trò chơi rồi, dường như cô bé nhớ ra chuyện gì đó, ôm cánh tay Tần Lạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc thoát khỏi trầm tư, hắn nhìn Bối Bối hỏi. Cha, tại sao bên ngoài mưa to như vậy hả? Bối Bối ngây thơ nhìn Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc trả lời theo bản năng. Chẳng lẽ tới giờ cô bé này mới nhận ra bên ngoài đang mưa to sao? Chúng ta ăn xong bữa sáng, mưa có ngừng không? Bối Bối hỏi tiếp. Nhất định là không, Tần Lạc quay đầu nhìn thời tiết bên ngoài nói. Ồ, Bối Bối gật đầu nói, hôm nay con không đi học nữa. Nếu con đi học dính nước mưa bị ốm, nhất định mẹ và ông sẽ lo lắng. Tần Lạc nghi ngờ nhìn Bối Bối. Chẳng lẽ cô gái xấu xa này cũng biết cách lập bẫy với người lớn sao? Không được. Tần Lạc từ chối, nếu con không đi học mẹ và ông càng buồn hơn. Ồ, Bối Bối tủi thân cúi đầu xuống, con vốn không thích trường học. Sau khi ăn sáng xong, Tần Lạc tự mình cầm ô đưa Bối Bối đi học. Khi hai người đang trên đường thì chuông điện thoại di động của Tần Lạc đột nhiên vang lên. Tần Lạc nhìn qua, đó là một số điện thoại xa lạ. Tần Lạc do dự một lát rồi hắn quyết định nhận cuộc gọi. Xin chào, ai vậy? Tần tiên sinh. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, tôi là Thiết Trùy. Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Thiết Trùy là vệ sĩ Tần Lạc bố trí bên cạnh Lệ Khuynh Thành. Là người Kiều Mộc tìm trong bộ đội đặc chủng. Tần Lạc đã số điện thoại của mình cho bọn họ. Hắn nói nếu một khi gặp chuyện nguy hiểm hay tình hình quan trọng nhất định phải gọi điện cho hắn. Bây giờ bọn họ gọi điện thoại tới. Tâm trạng Tần Lạc nặng nề, chẳng lẽ Lệ Khuynh Thành đã xảy ra chuyện sao? Có chuyện gì vậy? Tần Lạc trấn tĩnh lại, hắn trầm giọng hỏi. Lệ tiểu thư bảo tôi chuẩn bị xe tới lễ truy điệu cửu lão gia. Nói tới đây, điện thoại bị ngắt, giọng nói của người bên kia có vẻ rất lo lắng. Lệ Khuynh Thành muốn tham gia lễ truy điệu sao? Tần Lạc nóng ruột, cô nàng ngốc nghếch này, tới đó không phải bị người cửu gia vả cho sao? Chương 861, vui sướng, hân hoan. Mưa ầm ầm tuôn rơi giống như vô cùng tận. Tận mưa gió này khiến cho cái chết của cửu lão gia càng thêm u sầu một cách kỳ lạ. Cho dù mưa to gió lớn nhưng với uy danh của cửu gia ở Yến Kinh vẫn có nhiều người đội mưa gió đến tham gia lễ truy điệu của cửu lão gia. Hơn nữa có rất nhiều người sau khi biết tin cũng từ bên ngoài tới thủ đô tham gia truy điệu. Trong đó có nhiều nhân viên công ty và quan chức Kính Hải. Qua điều này có thể thấy ảnh hưởng to lớn của cửu gia đối với thành phố kinh tế trọng yếu ở phía nam này. Trước cửa nhà tang lễ quốc gia, mấy người con, cháu Cửu Giật Thanh, Cửu Giật Vân mặc quần áo tang cùng lớp con cháu lớn nhỏ của Cửu gia đứng đón tiếp khách. Tuy trước cửa nhà tang lễ có bắt rạp che mưa nhưng mưa vẫn bay vào bên trong. Gió lạnh thổi quật vào mặt mọi người, giống như những cây châm nhỏ nhẹ nhàng châm vào mặt vậy. Cửu Yên Mị đứng sau ở trong đội ngũ người Cửu gia đón khách. Trước nàng có chú, bác rồi các con trai, cháu trai. Cửu Yên Mị nàng chỉ là một người cháu gái, không có địa vị cao trong gia đình. Ít nhất trong tình hình này không có ai coi trọng một người con gái như nàng. Mặc dù bên trong Cửu Yên Mị đã mặc quần áo bình thường, bên ngoài là quần áo tang nhưng đột nhiên nhiệt độ hạ xuống khiến cho nàng cảm thấy giá lạnh. Cửu Yên Mị định về nhà lấy thêm quần áo mặc nhưng nàng lại sợ những anh chị em khác ấn tượng với nàng. Người chết là ông của nàng, bây giờ nàng sớm rời khỏi chỗ này, những người khác có tình nguyện đứng ở đây không? Ít nhất trong lúc này, điều quan trọng nhất là phải cố gắng giữ gìn sự đoàn kết trong Cửu gia. Thời tiết chết tiệt, em họ Cửu Đình Đình đứng bên cạnh Cửu Yên Mị hắt xì hơi một cái sau đó hai tay ôm ngực nói,
em về nhà lấy thêm một ít quần áo. Nói xong Cửu Đình Đình không đợi người khác nói, rồi vội vã quay người chạy đi. Có một người mở đường, đương nhiên những người anh em họ khác cũng tự tìm cho mình một lý do. Bọn họ đã đứng bên ngoài hơn một buổi, thắt lưng, chân đã mỏi nhừ. Bọn họ đã nghĩ tới chuyện phải rời khỏi đây. Lúc này Cửu Giật Thanh cũng biết thân thể mình sắp không chịu được nữa. Nhiều năm rồi ông chưa từng phải hao tổn sức khỏe nhiều như hôm nay. Cửu Giật Thanh nói với Cửu Giật Vân, chú hai, toàn bộ chúng ta cứ đứng thế này không ổn lắm. Ngày hôm nay có thể gắng gượng được nhưng ngày mai thì sao? Hay như này đi, hôm nay em ở lại đảm trách nơi này, ngày mai phân công người khác, được không? Chúng ta cứ phân công, mỗi người chịu trách nhiệm một ngày. Cửu Giật Thanh nói rõ hôm nay Cửu Giật Vân trực ở đây nhưng không nói rõ ngày mai tới lượt ai. Rất có khả năng người trực ngày mai cũng chính là Cửu Giật Vân. Được, trước tiên anh hãy dẫn mọi người về nhà nghỉ ngơi. Có khách quý em sẽ cho người vào mời anh ra. Dù trong lòng không thật sự vừa lòng nhưng Cửu Giật Vân vẫn gật đầu đồng ý. Cửu Giật Thanh là người trong giới quan trường. Nếu có những quan chức tới đây, nhất định cần ông ta ra đón tiếp nếu không chính là thất lễ với người ta. Vậy cứ quyết định như vậy, Cửu Giật Thanh gật đầu nói, anh vào trong nghỉ ngơi một chút. Ngay khi Cửu Giật Thanh rời khỏi cửa, những người thân thích ở phái thủ đô cũng rời đi hơn một nửa. Ngược lại Cửu Trọng Dung dù là người của phái thủ đô nhưng vì sĩ diện nên cùng với mấy anh chị em họ ở lại hỗ trợ. Nhìn thấy lượng người thưa thớt, sắc mặt Cửu Trọng Mưu tái xanh, hắn nói, người vẫn còn chưa chôn đã nghĩ tới chuyện phân chia ra tài sao. Cửu Trọng Dung vỗ vai Cửu Trọng Mưu nói, không được nói năng lung tung. Anh ba, anh cũng thấy đó. Em không nói lung tung. Cửu Trọng Mưu hung hăng nói. Trước kia nói đưa ông về an táng ở Kính Hải, bọn họ nói không được. Bây giờ đồng ý an táng ở Yến Kinh. Mấy người bọn em không quen thuộc nơi này thì không ai ở lại trợ giúp. Khi nhìn thấy dáng vẻ bực bội của em họ chuẩn bị bùng phát, Cửu Trọng Dung gật đầu nói, lại đây nói chuyện đi. Hai người tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Cửu Trọng Dung móc túi lấy bao thuốc. Hắn rút một điếu đưa cho Cửu Trọng Mưu, sau đó rút một điếu châm lửa hút và nói, em đã thấy tình cảnh bây giờ. Ông hai ra đi, mâu thuẫn là chuyện không thể tránh khỏi. Mặc dù anh là người của phái thủ đô nhưng anh không nghĩ sẽ đồng ý để người khác quản lý chuyện làm ăn của Cửu gia. Mấy năm nay các công ty của Cửu gia phát triển rất tốt. Mặc dù có nhờ thực lực của người bên trên nhưng năng lực của chú hai là không cần phải bàn cãi. Mấy năm nay cuộc sống của mọi người rất tốt. Tiền lợi nhuận nhận được năm sau cao hơn năm trước. Anh cũng thấy đó, ý tứ của chú ba rất rõ ràng. Chú ba muốn Cửu Trọng Xương tiếp nhận công việc của bác cả. Cửu Trọng Mưu phun ra một làn khói, tức giận nói. Không còn cách nào cả, ai bảo người ta có anh trai giữ chức cấp phó bộ. Cửu Trọng Dung cười gượng nói. Rất đơn giản, bây giờ chú ba cho Cửu Trọng Xương quản lý công ty, ngay cả bác cả cũng kiêng kỵ, không dám nói. Chẳng lẽ để mặc anh ta làm điều đó sao? Mặc dù bề ngoài Cửu Trọng Xương có kinh nghiệm làm việc nhưng năng lực kém xa bác cả. Hơn nữa hắn hoàn toàn không có cái nhìn toàn cục, trước kia chuyện công ty hoàn toàn do gia đình em quản lý. Người trong công ty cũng do gia đình em đề bạt, nay ông hai mới mất đã ngay lập tức thay đổi người quản lý công ty là chuyện không sáng suốt chút nào. Nhất định anh sẽ thuyết phục cha anh phản đối chuyện này. Anh ba, trong nhà chúng ta... Người có thể thấu hiểu mọi chuyện như anh thật sự không có nhiều. Cửu Trọng Mưu bắt đầu nịnh nọt. Em đừng coi thường Cửu Yên Mị, cô ta có mối quan hệ khá thân thiết với Tần Túng Hoành và Bạch Phá Cục. Trong tay cô ta lại có hội sở danh viện, nếu cô ta giở thủ đoạn sau lưng, bọn em nhất định không phải là đối thủ của cô ta. Cô ta dám sao? Không phải là vấn đề dám hay không dám. Cửu Trọng Dung búng tay bắn mẫu thuốc lá ra ngoài trời mưa. Đốm lửa ở đầu thuốc nhanh chóng bị mưa dập tắt. Vấn đề là có muốn làm hay không mà thôi. Cái nhìn toàn cục của cô ta rất hay, nhất định sẽ đứng sau gây chuyện. Hơn nữa em đừng có quên cô ta vẫn còn canh cánh chuyện con điếm kia. Cô ta vẫn cảm thấy Cửu gia chúng ta đang thiếu nợ con điếm đó. Hai người phụ nữ có thể gây ra chuyện lớn gì đây? Thật sự Cửu Trọng Mưu không coi trọng hai người Cửu Yên Mị và Lệ Khuynh Thành. Em không tin con điếm đó có năng lực gây chuyện với Cửu gia. Cho dù ả có muốn thì phải có năng lực mới làm được. Cửu Trọng Dung thở dài nói, em quên lần gặp mặt trước ở khách sạn rồi sao? Vẫn nhớ, em nhất định trả lại chuyện đó giúp anh. Cửu Trọng Mưu hung tợn nói. Em tuyệt đối đừng quên gã đàn ông bên cạnh con điếm đó. Tần Lạc, em có biết bây giờ ở Yến Kinh lưu hành câu nói nào không?
Câu nói gì? Tung hoành không là tung hoành, phá cục không còn là phá cục, đẹp trai mới thực sự là đẹp trai. Đẹp trai. Tung hoành là Tần Tung Hoành, phá cục chính là Bạch Phá Cục, Cửu Trọng Mưu biết hai người này nhưng, đẹp trai, là câu nói gì? Chính là gã đó, gã tự đặt biệt hiệu cho mình chính là, đẹp trai. Ban đầu mọi người còn cười đùa với biệt hiệu đó nhưng không ngờ gã đúng người như tên vậy. Trước tiên hắn sống chung với một cháu gái của một viện trưởng. Anh nghe nói hai nhà đã gặp gỡ nhau, ả gái điếm kia chính là tình nhân của gã. Người của chúng ta đã nhiều lần theo dõi thấy gã ở qua đêm trong nhà của con điếm đó. Hai người còn đi tới Paris một thời gian dài. Em có biết Phương Cửu Cửu của Vương gia không? Nghe nói cô nàng này cũng là bạn gái của gã. Hơn nữa người ta còn nói gã có quan hệ mập mờ với văn nhân Mục Nguyệt. Ít nhất trên phương diện phụ nữ, gã có thu hoạch rất lớn. Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của em họ, Cửu Trọng Dung nói, người có thể khiến Tần Tung Hoành hai lần vào tù, hợp tác với văn nhân Mục Nguyệt đùa bỡn Bạch Phá Cục liệu có phải là một người đơn giản không? Ít nhất là chúng ta không thể đắc tội với người này. Nếu không anh có thể nuốt hận, nhẫn nhịn tới bây giờ không? Gã sẽ ra mặt giúp con điếm đó sao? Cửu Trọng Mưu nhớ tới mối thù hận của mình với gã đó và ý nghĩ trả thù luôn canh cánh trong đầu. Không biết, Cửu Trọng Dung lắc đầu nói, chỉ mong là không. Một chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cửa nhà tang lễ giống như một đóa hoa hồng đỏ lớn đột nhiên nở bừng trong mưa. Ngay sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc xe này. Thứ nhất chiếc xe này quá xoàng xĩnh, từ sáng tới giờ người tới viếng tang không phải đi Mercedes thì BMW hay ít nhất cũng là một chiếc Audi. Lần đầu tiên có người đi xe Cherry tới. Thứ hai màu sắc của nó quá rực rỡ. Đây là lễ truy điệu người chết. Một người tới viếng tang với một chiếc xe màu đỏ là có ý gì? Vui sướng, phấn chấn sao? Thứ ba, không có thứ ba, chỉ dựa vào hai điều trên là đã đủ gây chấn động rồi. Quả nhiên người Cửu gia đều mang một bộ mặt cực kỳ phẫn nộ. Lăng nhục một cách trắng trợn. Cánh cửa xe ở ghế phụ mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, cầm một chiếc ô hoa màu đỏ ra khỏi xe. Anh ta cầm ô đi tới cửa sau của xe. Sau đó cung kính mở cửa xe. Đầu tiên ánh mắt của mọi người chú ý vào một đôi giày da cao gót màu đỏ chói. Đôi giày da này giống như một cái đinh đâm mạnh vào tim người Cửu gia. Nếu nói màu đỏ của chiếc xe chỉ là tình cờ thì đôi giày da đỏ chính là sự khiêu khích trắng trợn. Tiếp theo một cặp đùi trắng muốt không đi tất chân xuất hiện. Sau đó là một người mặc một bộ quần áo công sở màu đỏ trông như một tân nương về nhà chồng, kiểu diễm rung động lòng người chậm rãi bước ra khỏi xe. Nàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của người Cửu gia trên bậc thềm sau đó đi lên trên với gương mặt thản nhiên. Cạch cạch, tiếng khóc buồn và tiếng nhạc hiếu đột nhiên biến mất, cả đất trời đều im ắng, giống như chỉ để nghe tiếng giày bước đi của người phụ nữ. Mỗi bước đi của người phụ nữ giống như một nhát búa nện vào lòng người Cửu gia. Chương 862, Nobra. Khi nhìn thấy người phụ nữ với dáng vẻ lẳng lơ cùng với chiếc ô hoa sắc mặt Cửu giật phân tím đen. Hai mắt ông ta trợn trừng, ánh mắt ông ta cực kỳ phức tạp, hồi tưởng, quyến luyến, áy náy, hối hận, vui mừng nhưng rồi những xúc cảm này nhanh chóng bị lửa giận tràn ngập. Đôi môi Cửu giật phân run rẩy, gương mặt cao có tới cực điểm nhưng đáng thương thay cơn giận này không có cách nào bùng nổ. Đương nhiên ông ta biết Lệ Khuynh Thành, cho dù ông ta chưa từng gặp mặt nhưng từ thông tin trên Internet và trên sách báo, ông ta đã biết được nhiều thông tin liên quan tới nàng. Không nghi ngờ gì nữa người con gái này của ông ta cực kỳ xuất sắc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, nàng đã lập được một thành tích khiến một người cha như ông ta cũng phải mặc cảm. Thậm chí Cửu Giật Vân đã từng nghĩ nếu như ông ta rơi vào tình trạng của con gái mình, ông ta có thể làm tốt như con gái hay không. Nhưng không vì thế mà Cửu Giật Vân kiêu ngạo hay tự đắc ý mà ngược lại ông ta còn cảm thấy như bị một cú bạt tai trời giáng. Năm đó chính ông ta đã vứt bỏ con gái của mình. Tại sao bây giờ con gái ông ta đạt tới thành tựu này? Thậm chí Cửu Giật Vân có cảm giác rằng sự xuất sắc của Lệ Khuynh Thành chính là đang khiêu chiến với ông ta. Nàng đang nói với ông ta rằng cho dù không có một người cha như ông ta, nàng cũng sống rất tốt. Nói cách khác nếu như Lệ Khuynh Thành chỉ là cô gái bình thường, thậm chí yếu đuối, nghèo khổ hơn có lẽ một người cha như Cửu Giật Vân sẽ có sự thương cảm. Một ngày nào đó với tâm trạng tốt, nghĩ tới sự hầu hạ uyển chuyển của người phụ nữ đó. Có lẽ ông ta sẽ giang tay đón người con gái này. Thế nhưng Lệ Khuynh Thành cực kỳ xuất sắc,
Lệ Khuynh Thành giống như một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời khiến ông ta thực sự không có cơ hội chìa bàn tay bố thí. Lệ Khuynh Thành đã cắt đứt con đường hòa hợp của hai người. Cửu Giật Vân thực sự không ngờ tới trong khi người Cửu gia cẩn thận đề phòng thì người đầu tiên chính thức khiêu khích Cửu gia lại là Lệ Khuynh Thành. Là Lệ Khuynh Thành, người đầu tiên phát động tấn công Cửu gia. Nghĩ tới điều này, lửa giận và sự uất ức trong lòng Cửu Giật Vân lập tức bùng nổ, ông ta lạnh lùng quát, đứng lại. Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Cửu Giật Vân rồi nàng tiếp tục đi tới. Cô đứng lại cho tôi. Cửu Giật Vân quát to, cô muốn làm gì? Lệ Khuynh Thành nhìn bộ tang phục trên người Cửu Giật Vân. Trong mắt nàng là sự vui mừng cực điểm. Lệ Khuynh Thành lập tức đáp trả, đương nhiên là tới thăm người chết. Chẳng lẽ tôi không được uống rượu mừng sao? Cô, hiệp một Cửu Giật Vân đã ăn đủ. Ông ta lạnh lùng nói, cô đi đi, Cửu gia không chào đón cô. Tôi đương nhiên biết Cửu gia không chào đón tôi mà tôi cũng không thích Cửu gia. Lệ Khuynh Thành nói, tôi tới đây chính là để xem ông già kia chết thật hay chết giả. Không phải có câu người tốt đoản mệnh, di họa ngàn năm sao? Ông ta vẫn còn đang tuổi tráng niên sao đã đi sớm vậy? Có phải ông ta chọc giận người tai to mặt lớn nào đó nên phải giả chết không? Gương mặt Cửu Giật Vân càng lúc càng co rúm, ngay cả hơi thở của ông ta cũng run rẩy. Tống cổ cô ta ra ngoài, Cửu Giật Vân quát to. Những vệ sĩ đã sớm mở vây xung quanh muốn đuổi người. Hai vệ sĩ phía sau Lệ Khuynh Thành cũng bước tới, một trái, một phải che chắn cho nàng. Một vệ sĩ định giơ tay đẩy Lệ Khuynh Thành, lập tức trung tử ở bên trái Lệ Khuynh Thành vọt người tới, lên gối, thân thể tên vệ sĩ bắn ngược trở lại. Phịch! Thân thể tên vệ sĩ được đồng bạn ở sau đón lấy. Lúc này gương mặt tên vệ sĩ tái nhợt, mồ hôi chảy ròng trên trán, hai chân hắn đứng không vững. Khi nhìn thấy đồng bạn của mình bị thương, nhiều vệ sĩ khác lập tức xông tới. Ngược lại Lệ Khuynh Thành vẫn không sợ hãi, nàng cười khanh khách nói, thế nào? Họ cứu các người hẹp hòi vậy sao? Một hậu sinh tới thăm trưởng bối, các người lại muốn đuổi ra ngoài sao? Các người không sợ người ngoài nghe thấy nói các người không lương tâm sao? Tiếng tranh cãi bên ngoài cửa đã sớm truyền vào tai những người Cửu gia đang nghỉ ngơi bên trong khiến cho mọi người đều chạy ra ngoài, hơn thế tình cảnh này còn thu hút một số quan khách đứng xem. Dường như để tiếp thêm cho bầu không khí này, mưa ngoài trời càng lúc càng to, giống như là đang khích lệ tinh thần. Cô căn bản là không tới viếng tang, cô tới đây là để gây rối. Cửu Đình Đình thở hổn hển nói, có người nào tới viếng tang như cô không? Cô hãy nhìn quần áo, xe, thậm chí cả giày của cô xem nào. Có ai quy định không được mặc quần áo này tới viếng tang không? Lệ Khuynh Thành hỏi lại, tạp chủng thì vẫn là tạp chủng, ít nhất không biết tôn trọng người khác. Khi nghe thấy hai từ, tạp chủng, chói tai kia, Lệ Khuynh Thành vẫn không có biểu hiện tức giận. Giống như là hai từ này hoàn toàn không liên quan tới nàng. Đối với Cửu gia mà nói, Lệ Khuynh Thành chính là một tạp chủng. Đối với Lệ Khuynh Thành mà nói nàng hoàn toàn không có hy vọng có bất kỳ quan hệ nào đối với Cửu gia. Nhưng một khi đã dính dáng, nàng muốn đòi lại toàn bộ số nợ của bọn họ cho tới lúc nàng hoàn toàn giải phóng tư tưởng, buổi tối không gặp ác mộng nữa. Nàng có thể mỉm cười trước mộ phần của mẹ mình. Nàng muốn hoàn toàn tẩy rửa nỗi uất ức, sỉ nhục trên người mình sau đó quỳ trước mộ mẹ mình và nói với bà, mẹ, hãy yên tâm an nghỉ. Tôi chỉ biết tôn trọng con người. Lệ Khuynh Thành phản kích, nhưng với súc sinh thì ngoại lệ. Đối với một bầu không khí sặc mùi thù địch thế này, một cô học sinh như Cửu Đình Đình sao có thể ăn miếng trả miếng với một phụ nữ từng trải như Lệ Khuynh Thành. Hai câu nói đó của Lệ Khuynh Thành khiến cả người Cửu Đình Đình run rẩy, cực kỳ tức giận. Một lúc lâu Cửu Đình Đình vẫn không sao thốt lên câu nào. Lúc này Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu cũng nhận ra điều bất thường bên này, cả hai lập tức đi nhanh tới đứng chắn trước người Lệ Khuynh Thành. Con điếm kia, hãy cút đi, đây không phải là chỗ cho mày tới. Dám tới đây la lối om sòm, Cửu Trọng Dung quát to. Anh ba, nói nhảm với ả làm gì, cứ lột chuồng con đĩ này ném ra ngoài phố là xong. Không phải ả muốn gây náo loạn sao, vậy cứ làm thế đối với ả. Được rồi, các người bớt cãi nhau đi. Cửu Yên Mị cau mày đi lên từ phía sau. Khi Cửu Yên Mị nhìn thấy Lệ Khuynh Thành tới nàng đã biết là có chuyện. Nàng vốn có ảo tưởng cho cha mình một cơ hội hàn gắn nhưng kết quả lúc này khiến cho nàng cực kỳ thất vọng. Con điếm, con đĩ, tạp chủng, tất cả những từ người ta xưng hô với Lệ Khuynh Thành. Không một ai nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm không thể sửa chữa.
Nàng giống như một đứa trẻ kiên cường cầm trường mâu trong tay liên tục tấn công con quái thú, nhưng cho dù liên tiếp thụ thương nhưng vẫn không thu được kết quả. Cho dù nàng có kiên cường, dũng cảm nhưng không một ai đồng cảm, ủng hộ nàng. Cửu Yên Mị đi tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, dịu giọng hỏi, cô muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói lại. Lệ Khuynh Thành lạnh như một tảng băng nhìn người chị cùng cha khác mẹ của mình, sắc mặt nàng giống như hai người là người ngoài xa cách nhau ngàn dặm. Khi Lệ Khuynh Thành đối mặt với những người khác của Cửu gia, nàng luôn có nụ cười châm chọc, nhạo báng và khiêu khích, nhưng khi đối mặt với cô gái luôn nói chuyện thật lòng với nàng, nụ cười của nàng biến mất mà thay vào đó là sự quyết liệt chưa từng có. Hãy quay về đi, Cửu Yên Mị nói, cô không nên tới đây. Tới hay không tới chính là quyết định của tôi. Cô dựa vào đâu mà nói tôi? Lệ Khuynh Thành ngang ngạnh hỏi lại. Hôm nay ở đây có nhiều người, chỉ có hại cho cô. Cửu Yên Mị nóng nảy nói, bọn họ sẽ thật sự ra tay. Cho tới bây giờ tôi tuyệt đối không nghĩ bọn họ là người hiền lành. Nếu như bọn họ không ra tay mới khiến tôi thấy bất ngờ. Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói, tôi chỉ muốn nhìn xem bao nhiêu người của Cửu gia thế này vây đánh một người phụ nữ như thế nào. Mặc dù các người luôn lén lút gây chuyện xấu đối với tôi. Cửu Giật Thanh nghe Lệ Khuynh Thành đề cập tới chuyện đó, ông ta âm trầm nói, hãy mau đuổi cô ta đi. Hãy chặn ở cửa không cho cô ta vào, nếu không được thì hãy gọi điện báo cảnh sát. Các người điếc à, hãy mau đuổi con điếm này ra ngoài. Cửu Đình Đình chỉ tay vào đám vệ sĩ quát mắng. Hãy đập nát chiếc xe kia đi, nhìn chướng mắt quá. Đập nát cả người, hãy đánh cho con tạp chủng này một trận. Hãy cho nó biết người của Cửu gia chúng ta không dễ bị ức hiếp, châm chọc. Dưới sự thúc giục của chủ nhân, đám vệ sĩ vội vàng vào tới bao vây Lệ Khuynh Thành và hai vệ sĩ vào giữa. Trung tử và chiến hữu Trường Mao chỉ có thể che chở hai bên Lệ Khuynh Thành. Bọn họ không dám tự tiện ra tay. Bởi vì một khi hai người ra tay sẽ xuất hiện sơ hở trong phòng thủ, tạo điều kiện cho những kẻ kia xúc phạm Lệ Khuynh Thành. Đối với hai người mà nói, điều này không thể tha thứ được. Một tên vệ sĩ có ý đồ đánh lén từ phía sau đã bị trung tử đánh ngã, nhưng khi trung tử quay người đã tạo nên cơ hội. Hai tên vệ sĩ áo đen từ phía sau lập tức tấn công. Mặc dù trung tử đã kịp thời hóa giải thế công của một tên đánh vào cổ mình, nhưng sườn trái của anh ta vẫn trúng một quyền nặng nề. Trường Mao bị năm tên vệ sĩ vây công. Tình hình lúc này có thể nói là tạm cân bằng, nhưng anh ta không thể giải nguy cho Lệ Khuynh Thành. Hai vệ sĩ mang tới đã lần lượt bị cô lập, khiến cho một mình Lệ Khuynh Thành đơn độc đứng trên bậc thềm. Chiếc ô hoa trên tay trung tử đã rơi xuống đất từ lúc nào. Lúc này bão táp mưa sa rơi xuống người Lệ Khuynh Thành khiến quần áo của nàng ướt sũng, giống hệt với tâm trạng lúc này của nàng. Cửu Trọng Mưu và Cửu Đình Đình cùng xông tới, một phải, một trái cùng muốn đánh vào mặt Lệ Khuynh Thành. Phịch! Cánh tay của Cửu Trọng Mưu vẫn còn ở trên không trung. Chưa kịp hạ xuống thì hắn đã cảm nhận được sự đau đớn, rồi ngay sau đó hắn không biết gì nữa. Ý nghĩ độc ác trong đầu của Cửu Đình Đình là muốn xé toạc quần áo của Lệ Khuynh Thành, khiến cho nàng mất mặt với mọi người. Thế nhưng ngay lúc đó Cửu Đình Đình cảm thấy có người đàn ông bóp cằm mình. Cô muốn làm gì? Người đàn ông cười tủm tỉm hỏi. Anh! Cửu Đình Đình chưa kịp nói thì quần áo tang trên người cô ta đã bị người đàn ông đó xé toạc. Thật ra Cửu Đình Đình có mặc một chiếc váy màu trắng bên trong. Cửu Đình Đình chỉ cảm thấy bờ vai mình mát lạnh, chiếc váy trên người cô ta đã bị xé toạc xuống. Ngay sau đó bộ ngực thiếu nữ chưa hoàn toàn nảy nở của Cửu Đình Đình đã hoàn toàn lõa lổ trước mặt mọi người. Cô gái này bên trong lại không mặc gì. Chương 863, cắm ngược hương. Bởi vì chiếc Cherry của Lệ Khuynh Thành đỗ chắn ngay trước cửa nhà tang lễ, khiến cho xe những khách tới viếng tang Cửu Thiên Tứ ở phía sau không cách nào đi vào trong. Vì xe bị ngăn lại bên ngoài cổng, không vào trong được. Bên ngoài trời mưa to, những khách viếng khác đều ngồi trong xe hơi đợi, nhưng Tần Lạc không thể yên tâm ngồi chờ. Vì khi đi vội vàng nên bọn họ không kịp mang theo ô. Lúc này Tần Lạc dẫn đầu, Giê-xu và Đại Đầu chạy theo sau cùng vào bên trong. Nước mưa tuôn rơi trên người. Khi chạy cả người Tần Lạc là nước mưa, nhưng hắn không chú tâm tới điều này. Khi chạy đến trước cửa nhà tang lễ, Tần Lạc nhìn thấy rất nhiều người đang vây xung quanh. Rất nhiều chiếc ô màu đen che lấp tầm mắt, khiến cho Tần Lạc không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Dưới sự giúp đỡ của Giê-xu và Đại Đầu, cuối cùng Tần Lạc cũng rẽ được con đường đi vào bên trong. Ngay sau đó Tần Lạc nhìn thấy một cảnh làm hắn tức giận điên người. Một tay Cửu Trọng Mưu cầm tay Lệ Khuynh Thành. Nhưng một việc khác càng khiến Tần Lạc thêm tức giận.
Rõ ràng cô ta là một cô gái, không nói chuyện cô ta giữa thanh thiên bạch nhật đánh người, cô ta còn định xé quần áo Lệ Khuynh Thành. Áo ngoài của Lệ Khuynh Thành đã bị xé một nửa, Cửu Đình Đình còn định xé áo lót của Lệ Khuynh Thành. Cô này thật ra là muốn giết người. Lệ Khuynh Thành là người phụ nữ của Tần Lạc Hắn. Tần Lạc Hắn sao có thể để cho nàng bị người khác lăng nhục? Tần Lạc sao có thể để cho những gã đàn ông mang ý định xấu xa, đang tươi cười nhìn xem, làm ô uế thân thể nàng? Chính vì vậy Tần Lạc ra hiệu cho đại đầu nhanh chóng tiến lên, hắn giơ tay nắm chặt cánh tay của Cửu Trọng Mưu đang cầm tay Lệ Khuynh Thành kéo mạnh. Thân thể Cửu Trọng Mưu không còn đứng thẳng được nữa, lập tức bắn nhào về phía đại đầu. Đại đầu tung chân đá, thân thể Cửu Trọng Mưu bay lên cao rồi nặng nề rơi xuống đất. Không một tiếng rên rỉ, Cửu Trọng Mưu phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Người chuyên nghiệp ra tay đương nhiên sẽ biết chừng mực, đại đầu ra tay không nặng mà cũng chẳng nhẹ. Quá nhẹ thì không phải sát chiêu của thành viên Long Tức nhưng cũng không quá nặng vì ít nhất cũng tránh cho Tần Lạc mang tiếng ra lệnh cho hắn giết người. Chính vì vậy đại đầu chỉ ra tay đủ để không chết mà cũng chẳng sống. Không hiểu vì sao Tần Lạc lại bóp cằm gương mặt nhỏ nhắn trông có vẻ dữ tợn của Cửu Đình Đình, hắn cười tủm tỉm hỏi, cô muốn làm gì? Sau khi hỏi xong câu đó, Tần Lạc không đợi Cửu Đình Đình trả lời, hắn bắt đầu ra tay. Tần Lạc dùng sức kéo mạnh, chiếc áo tang trên người Cửu Đình Đình rách toạc. Dây đeo to bằng đầu ngón tay tuột khỏi vai, chiếc váy rơi xuống dưới đất. Bên trong hoàn toàn trống trơn, cô gái này lại không mặc áo ngực đi tới đám tang của ông mình. Khi tình cảnh khó xử này xuất hiện trong tích tắc Tần Lạc trở nên hoảng hốt. Tần Lạc vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Tại sao cô gái này lại không mặc bra? Khi đó Tần Lạc chỉ nghĩ rằng Cửu Đình Đình muốn cởi áo Lệ Khuynh Thành như nào thì hắn cũng cởi áo của Cửu Đình Đình như vậy. Những gì Lệ Khuynh Thành mất đi, hắn sẽ đòi lại trên người Cửu Đình Đình. Nhưng Tần Lạc đã quên một điều là có một số phụ nữ mặc nhiều quần áo nhưng có một số người lại mặc ít. Hơn nữa có một số phụ nữ có thói quen không mặc đồ lót vào mùa hè. Hắn thật sự đã quên mất một bước là phải bước tới hỏi, cô có mặc bra hay không? Thực sự Tần Lạc vẫn chưa hiểu phụ nữ hay nói đúng hơn là hắn hiểu chưa đủ về phụ nữ. Ngẩn người. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Thân hình gầy gò chưa nảy nở của thiếu nữ xuất hiện trong mưa, giống như một ý thơ trong một bức tranh không đẹp mắt cho lắm. Những hạt mưa điên cuồng rơi xuống người. Cơn lạnh thấu xương từ ngoài mang tới khiến cho suy nghĩ của Cửu Đình Đình mới bừng tỉnh, có phản ứng. A! Hai tay Cửu Đình Đình ôm trước ngực sau đó cô ta chạy trốn vào trong đám người với gương mặt đẫm nước mắt. Mẹ, cô, dì, các chị em họ vội vàng chạy theo vào bên trong. Chắc hẳn bọn họ muốn sưởi ấm và an ủi Cửu Đình Đình. Trong khi đó Lệ Khuynh Thành, người cũng bị xé quần áo nở một nụ cười bi thương khiến người khác rất khó hiểu. Nàng cẩn thận sửa lại quần áo của mình, giống như một chú chim khổng tước kiêu ngạo không hợp với bầy đàn của mình. Tần Lạc đau xót. Suýt chút nữa hắn rơi lệ. Nhiều năm qua một đứa trẻ không biết tới việc đời đã trưởng thành thành một cô gái kiên cường, sắc bén. Nàng không có người thân, không có bạn bè, không có người nào để tin tưởng. Nàng chỉ có bản thân mình. Nàng chỉ biết chôn chặt trong lòng những điều ghê tởm này cho dù nó đã bén rễ, kết quả thành cừu hận. Đột nhiên Tần Lạc có một quyết định, cho dù coi cả thế giới này là kẻ thù, hắn nhất định phải bảo vệ người phụ nữ này của mình không phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Tần Lạc đi tới ôm chặt Lệ Khuynh Thành vào lòng. Tại sao anh lại tới đây? Lệ Khuynh Thành cười hỏi Tần Lạc. Bộ quần áo đẹp của nàng đã bị xé rách mấy chỗ. Gương mặt xinh đẹp của nàng bị mưa gió làm rối bời, mái tóc rối, gương mặt tái nhợt không một tia máu. Từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người, đây là lần tiếp theo Tần Lạc nhìn thấy cảnh suy sụp của Lệ Khuynh Thành. Có lẽ đây mới là một Lệ Khuynh Thành chân chính. Anh tới bảo vệ em. Tần Lạc cười nói. Em không muốn làm liên lụy tới anh, Lệ Khuynh Thành cười nói. Bọn họ không thể đánh anh, Tần Lạc nói với vẻ cực kỳ tự tin, cho dù những người này có muốn thế nào thì cũng không thể đánh hắn. Hắn đã có đại đầu và Giê-xu bảo vệ bên mình, cho dù Tần Lạc hạ lệnh cho cả hai người giết chết toàn bộ những người ở nơi này, hai người đó sẽ chấp hành nhiệm vụ không chút do dự. Đại đầu vì muốn báo ân hơn nữa cũng là vì giữa hai người có một tình cảm không thể nói ra lời. Trong khi đó Khê-xu vốn là một sát thủ, giết một người hay giết 100 người có gì khác nhau không? Hơn nữa một khi Tần Lạc chết, Giê-xu cũng chết bởi vì bây giờ anh ta đang bị khống chế bởi thuốc độc của Tần Lạc. Em muốn làm gì? Tần Lạc hỏi. Em chỉ muốn đi vào trong nhìn ông ta một cái. Lệ Khuynh Thành nói,
khi ông ta còn sống không muốn gặp em. Khi ông ta chết, em tới gặp ông ta. Đi thôi, chúng mình vào trong. Tần Lạc gật đầu nói. Các người nghĩ Cửu gia chúng ta không có người sao? Cửu Dật Vân cản trước hai người nói, hôm nay các người đừng nghĩ tới chuyện vào trong, cũng đừng nghĩ tới việc ra khỏi đây. Tần Lạc liếc mắt nhìn Cửu Dật Vân rồi nói, nếu tôi là ông, tôi sẽ lập tức tránh sang bên để tránh rước lấy sự nhục nhã. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì một người đã chết, tôi sẽ khai đao với những người còn sống. Ánh mắt Lệ Khuynh Thành nhìn lướt qua những người Cửu gia, ánh mắt nàng sắc bén như một lưỡi dao. Cửu Yên Mị đi tới nói với Cửu Dật Vân, cha, hãy để cho cô ấy vào đi. Cửu Yên Mị, cháu đang nói giúp người nào vậy? Cháu có còn là người Cửu gia không? Cô ta đã nói rõ sẽ làm mất mặt người Cửu gia chúng ta. Cháu không đuổi cô ta đi mà còn giữ lại làm gì? Cháu có ý định gì vậy? Chú hai, Khuynh Thành cũng là người nhà chúng ta. Ông đã chết, cô ấy là bậc con cháu tới thắp một nén nhang mà không được sao? Sao cháu biết cô ta tới thắp hương? Tôi chính là tới thắp hương, Lệ Khuynh Thành cười nói. Cô, Cửu Yên Mị nói, yên tâm đi không có chuyện gì. Cửu Yên Mị cầm tay Lệ Khuynh Thành nói, đi, tôi dẫn cô vào trong. Đại Đầu và Giê-xu canh chừng hai bên, Trung Tử và Trường Mao một trước một sau, cả người cùng đi vào trong. Trong đại sảnh là dãy vòng hoa rất dài, ở chính giữa chính là bàn thờ và di ảnh của người chết để khách tới viếng thắp hương. Vì nguyên nhân thời tiết, thân thể của Cửu lão gia được đặt trong quan tài băng để bạn bè người thân tới gặp mặt lần cuối. Bốn phía xung quanh quan tài băng chất đầy hoa tươi. Cho dù đã chết nhưng bao quanh ông ta vẫn là vô số hoa tươi. Lệ Khuynh Thành bình tĩnh đứng trước bàn thờ, nàng ngẩng mặt nhìn gương mặt hiền lành của ông già trong ảnh. Lệ Khuynh Thành hoàn toàn không hiểu nguyên nhân vì sao một ông già với gương mặt và nụ cười hiền lành lại có thể gây ra những chuyện khiến người, thần phải căm phẫn. Cửu Yên Mị đi tới trước mặt Tần Lạc nói nhỏ, trong lòng cô ấy cảm thấy uất ức, anh hãy khuyên nhủ cô ấy. Tôi chỉ sợ là mình không khuyên nhủ được, Tần Lạc cười gượng nói. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành là tình nhân của nhau, trong khi đó giữa hắn và Cửu Yên Mị là quan hệ bạn bè đơn thuần. Mặc dù Tần Lạc đứng bên cạnh Lệ Khuynh Thành, hay thậm chí hắn không tiếc dốc sức mình trợ giúp Lệ Khuynh Thành giành chiến thắng cuộc chiến này, nên khi đối mặt với Cửu Yên Mị ít nhiều Tần Lạc vẫn cảm thấy xấu hổ. Cửu Yên Mị khẽ thở dài nói, Cửu gia nợ cô ấy rất nhiều. Chỉ sợ món nợ này rất khó xóa bỏ được, tôi vốn muốn khi ông còn sống sẽ giải quyết triệt để chuyện này, nhưng thật sự không ngờ ông lại ra đi quá vội vàng. Thật vậy sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, lần trước tôi gặp Cửu lão gia, tôi thấy tinh thần của ông không tốt lắm nhưng tình trạng thân thể không tệ. Tại sao lại ra đi đột ngột vậy? Khuôn mặt Cửu Yên Mị cứng đơ, dường như nàng có điều gì rất khó nói, nàng chỉ trả lời qua loa. Gần đây sức khỏe của ông không tốt lắm. Một khi người ta không muốn nói, Tần Lạc cũng không muốn hỏi tiếp. Tôi biết cô ấy muốn trả thù nhưng bây giờ thực lực cô ấy quá yếu. Đương nhiên nếu như anh dốc toàn lực trợ giúp cô ấy thì không thể nói là không liều mạng được. Thế nhưng cô ấy thực sự mong muốn hai bên rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương hay sao? Hãy cẩn thận nói chuyện với cô ấy. Trên thế giới này ngoại trừ anh ra không ai có thể khuyên nhủ được cô ấy. Tôi sẽ làm vậy. Tần Lạc gật đầu nói, thế nhưng hắn cần phải khuyên nhủ nàng như nào đây? Nếu như người Cửu gia đối xử khoan dung, khách khí hơn một chút với Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc không ngại làm người giữa giải hòa, nhưng cả một đám người từ Cửu Thiên Tứ cho tới đám con cháu Cửu Trọng Mưu đều cực kỳ căm hận Lệ Khuynh Thành. Chưa có bất kỳ người nào gọi tên nàng, kẻ nào cũng chỉ gọi nàng là con điếm, con đĩ, tạp chủng, nên không thể trách Lệ Khuynh Thành muốn hủy diệt toàn bộ Cửu gia. Lệ Khuynh Thành tiến tới trước từng bước một. Nàng rút từ trong nắm hương ba nén nhang. Sau khi đốt hương từ ngọn nến, Lệ Khuynh Thành dơ hương xá lại thi hài Cửu Thiên Tứ. Nếu như ông ở dưới suối vàng có linh thiêng thì hãy trả thù tôi. Nếu như tôi không chết, tôi sẽ tiễn bọn họ đi gặp ông. Nói xong Lệ Khuynh Thành thể hiện thái độ dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, nàng cắm ngược ba cây hương vào bát nhang. Bởi vì Lệ Khuynh Thành dùng sức quá mạnh, cây hương gãy thành từng đoạn nhỏ. Chương 864, anh yêu em. Cắm ngược hương. Điều này có ý nghĩa gì? Kết quả không cần nói ai cũng biết. Cửu Yên Mị đau đớn nhắm mắt lại. Cửu Dật Thanh, Cửu Dật Vân và đám con cháu Cửu gia nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xông lên xé Lệ Khuynh Thành ra từng mảnh nhỏ. Đương nhiên cũng có người thực sự làm như vậy nhưng đều bị Đại Đầu và Giê-xu cản lại. Có mấy thanh niên Cửu gia không nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này định chạy tới liều mạng với Lệ Khuynh Thành nhưng tất cả đều bị Đại Đầu đá ngược lại.
Cửu Dật Vân bước tới chỗ Lệ Khuynh Thành, đại đầu muốn cản lại nhưng Tần Lạc đã dùng ánh mắt ra hiệu cho đại đầu. Cô muốn làm gì? Cửu Dật Vân nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành hỏi, sắc mặt ông ta tái xanh. Báo thù, những gì các người nợ tôi đều muốn đòi lại, cả vốn lẫn lời. Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nói. Cửu gia nợ cô cái gì? Cửu gia không nợ cô điều gì hết, là do cô cố tình gây sự. Nợ tôi cái gì ư? Tôi cần phải nhắc lại câu trả lời sao? Ông hãy hỏi ông ta. Lệ Khuynh Thành chỉ tay vào di ảnh Cửu Thiên Tứ trên bàn thờ, sau đó nàng lại liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi chỉ vào đám người Cửu Trọng Dòng ở gần đó nói, còn có những kẻ kia nữa, chúng cũng từng gây chuyện gì đó. Đương nhiên có lẽ những kẻ đó đã quên. Những người xấu vì làm quá nhiều chuyện tồi tệ nên đương nhiên không thể nhớ rõ mọi chuyện. Người đau thương không phải là những kẻ đó. Nhưng bất kỳ chuyện nào bọn họ gây cho tôi đều nhớ rất rõ ràng, bởi vì người đổ máu, rơi lệ chính là tôi. Cô thì có thể làm gì nào? Cửu Dật Vân khinh bỉ nói. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ của cô có thể làm được chuyện gì? Chỉ cần cắn được một miếng thịt cũng đủ giải hận rồi. Lệ Khuynh Thành tàn nhẫn nói. Khiến các người có cảm giác đau đớn chính là chuyện tôi muốn làm. Thế thì đã làm cô thất vọng rồi. Cửu Dật Vân nói, chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng gì lớn tới cửu gia giống như cô đã ảo tưởng đâu. Hãy chờ xem, Lệ Khuynh Thành cười nói, tất cả các người hãy chờ xem. Khi nhìn thấy thái độ liều lĩnh này của Lệ Khuynh Thành, Cửu Dật Vân tức giận tím tái ruột gan. Ông ta lập tức vung tay nhắm vào mặt Lệ Khuynh Thành. Binh! Lệ Khuynh Thành không kịp né tránh. Nàng nhận một cái tát rất mạnh vào mặt. Trên gương mặt xinh đẹp của Lệ Khuynh Thành xuất hiện một bàn tay đỏ. Khóe miệng và mũi nàng cũng rỉ máu. Chính vì vậy có thể thấy chỉ qua cái tát này Cửu Dật Vân đã thu đủ tiền vốn. Tần Lạc tức giận xông tới, hắn định đánh Cửu Dật Vân. Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành ôm ngang người hắn nói. Buông anh ra, hai mắt Tần Lạc đỏ ngầu. Lúc này hắn thực sự tức giận, cho dù hôm nay ai ngăn cản. Hắn nhất định sẽ đánh chết lão vương bát đản không bằng cầm thú này. Một cái tát, Lệ Khuynh Thành ôm chặt Tần Lạc nói, ơn sinh thành của ông ta đáng được cái tát này. Sau này em ra tay với ông ta sẽ không còn bất kỳ kiêng kỵ nào nữa. Cuối cùng khi nghe Lệ Khuynh Thành nói xong câu đó, Tần Lạc từ bỏ ý định tính sổ với Cửu Dật Vân. Chúng mình quay về thôi, Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành. Về thôi, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Tần Lạc ôm Lệ Khuynh Thành. Hai người song song đi ra khỏi đại sảnh. Các người hãy đứng lại, cảnh sát tới. Người quản gia đứng ngăn cản trước mặt hai người chưa kịp nói hết câu đã bị đại đầu cho một đá văng ra ngoài. Tới lúc này cho dù trong, ngoài linh đường có rất nhiều người nhưng không một ai dám tiến lại gần. Tất cả đều biết hai vệ sĩ của Tần Lạc thật sự vô cùng lợi hại. Tới khi Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành rời khỏi linh đường, Cửu Yên Mị thở hổn hển chạy tới trước mặt Cửu Dật Vân. Nàng trách cứ, cha đang làm gì vậy? Cửu gia thiếu nợ cô ấy còn chưa đủ sao? Cha dựa vào cái gì mà đánh cô ấy? Cha có tư cách gì mà đánh cô ấy? Cô ấy lớn như này mà cha đã từng quan tâm tới cô ấy chưa? Cô ấy là con gái của cha. Cha đã từng thực hiện trách nhiệm của một người cha lo lắng cho cô ấy chưa? Câm miệng, Cửu Dật Vân đỏ mặt gào lên, cha không có một đứa con gái như nó. Cha hết thuốc chữa rồi, Cửu Yên Mị lạnh lùng nói. Hãy chờ sự trả thù của cô ấy đi. Nói xong Cửu Yên Mị tháo bộ đồ tang trên người xuống rồi chạy ra ngoài. Cửu Dật Thanh đi tới trước mặt Cửu Dật Vân, lạnh lùng nói, chú hai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chú phải giải thích cho mọi người rõ ràng, người Cửu gia chúng ta bị các người làm mất mặt rồi. Tôi không thể không nghi ngờ, chuyện nhà xử lý không tốt thì sao có thể quản lý chuyện làm ăn của gia tộc? Chúng ta không trêu chọc vào con điên kia. Cô ta dựa vào cái gì mà hận tất cả người Cửu gia chúng ta? Như vậy không phải chúng ta rất oan uổng sao? Lòng Cửu Dật Vân như chết lặng khi thấy những huynh đệ ruột thịt vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Bởi vì xe đậu bên ngoài sân nên Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đành phải đội mưa gió đi nhanh đến chỗ đậu xe. Chờ một chút, Cửu Yên Mị với gương mặt ướt sũng nước mưa vội vàng chạy tới, Tần Lạc, hai người chờ một chút. Lệ Khuynh Thành không muốn nên Tần Lạc đành phải cùng nàng kiên quyết tiến bước. Tiếp tục đi tới. Cửu Yên Mị chạy nhanh tới đứng chắn trước hai người Tần Lạc, nàng lau nước mưa trên mặt rồi nói, Khuynh Thành, tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cô. Tâm trạng ông ấy không tốt nên không khống chế được, qua hai ngày nữa thì không sao. Lệ Khuynh Thành lạnh lùng nhìn Cửu Yên Mị nói, có phải bất kỳ chuyện nào ông ta làm đều có lý do, đúng không?
vậy hãy cho tôi biết lý do nào khiến ông ta vứt bỏ vợ con mình. Người của Cửu gia ngấm ngầm dùng mưu kế hại hai mẹ con chúng tôi nhưng ông ta vẫn bỏ mặc là vì lý do gì? Cô hãy giải thích cho tôi. Nếu như cô có thể giải thích hợp lý, tôi sẽ tha thứ cho ông ta. Còn nữa, cô là người của Cửu gia, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau. Chúng ta hãy vạch một đường biên giới hay coi như không quen biết nhau. Nói xong Lệ Khuynh Thành quay người bước đi. Tần Lạc, anh hãy khuyên nhủ cô ấy. Cửu Yên Mị kéo tay Tần Lạc nói. Tôi không muốn làm cho mối quan hệ tiếp tục xấu đi. Nếu cứ để như này, mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết. Tần Lạc lắc đầu nói, bây giờ không còn cách nào nữa. Tâm trạng Tần Lạc cực kỳ nặng nề khi hắn nghĩ tới chuyện hai chị em biến thành kẻ thù sinh tử với nhau. Khi ở trong nhà tang lễ thì có cảm giác giá lạnh. Trong cơ thể Lệ Khuynh Thành như có một luồng hơi nóng chống đỡ, trong lòng ngập tràn sự uất ức khiến cho cả người bị bao phủ bởi một trạng thái nóng nực. Nhưng sau khi đi ra ngoài nhà tang lễ, nhiệt độ thân thể nhanh chóng hạ xuống, khi ôm người Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc nhận thấy thân thể nàng đang run dữ dội. Không biết là do thân thể hay là do tâm hồn, Tần Lạc biết Lệ Khuynh Thành rất lạnh, cực kỳ lạnh. Khi vào trong nhà, lập tức Tần Lạc kéo ngay Lệ Khuynh Thành cả người ướt đẫm đi vào trong nhà tắm. Sau khi chuẩn bị nước nóng, sau đó Tần Lạc kéo cả người Lệ Khuynh Thành với quần áo ướt sũng vào trong bồn tắm để nước nóng dần dần ngấm vào thân thể giá lạnh của nàng. Lúc này Lệ Khuynh Thành như nổi điên, nàng điên cuồng xé quần áo Tần Lạc rồi bàn tay nàng nắm lấy tiểu huynh đệ của Tần Lạc cho vào bên trong nàng. Yêu em đi, Lệ Khuynh Thành nói mà như gào lên. Tần Lạc vốn chỉ muốn tắm rửa cho Lệ Khuynh Thành nhưng bây giờ Tần Lạc phải đành từ bỏ ý nghĩ đó. Tần Lạc giơ cao một chân Lệ Khuynh Thành lên, đặt người nàng dựa sát vào tường, điên cuồng nhấp nhô. Đứng, ngồi, nằm. Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Hai thân thể trắng phao liên tục gắn vào nhau, uyển chuyển cử động trên nền nhà. Mỗi một yêu cầu đều lần lượt được đáp ứng. Không biết điên cuồng cùng nhau bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ biết hai người mệt mỏi nằm trên nền nhà. Vì hai người quá mệt mỏi nên bọn họ thậm chí còn không thở dốc được. Mắt hai người nhắm nghiền nằm trên nền nhà như hai thi thể lõa lồ. Cuối cùng Tần Lạc cũng có phản ứng. Vì hắn là thầy thuốc nên biết rằng cơ thể con người mới đi mưa nếu nằm trên nền nhà giá lạnh như băng nhất định sẽ bị cảm lạnh. Tần Lạc cố gắng đứng dậy, hắn ôm thân thể mềm nhũn của Lệ Khuynh Thành. Sau khi dùng khăn ấm lau thân thể Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc ôm nàng đi tới giường đắp chăn cho nàng. Tần Lạc gọi điện cho người bên dưới nhờ bọn họ nấu hộ cho một bát nước gừng. Quản lý trực ban trực tiếp bưng bát nước gừng lên. Tần Lạc cho Lệ Khuynh Thành uống một bát, hắn cũng tự mình uống một bát. Lúc này thân thể hai người mới bắt đầu ấm dần lên. Có đau không? Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt ve dấu bàn tay trên mặt Lệ Khuynh Thành, đau lòng hỏi. Dấu vết bàn tay này không vì thời gian mà biến mất, ngược lại sau khi tắm rửa nó càng hiện rõ ràng. Không đau. Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, cơn đau đớn đã qua rồi. Sau này anh không để cho bất kỳ ai đánh em nữa. Không cho phép bất kỳ người nào, Tần Lạc nói với vẻ bá đạo. Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào hai mắt Tần Lạc một hồi lâu rồi nàng cười khì một tiếng, ngọt ngào nói, em thích nhất tính cách bá đạo của người đàn ông của em khi nói chuyện với em. Hạnh phúc chết đi được. Tần Lạc tét vào mông nàng nói, anh rất nghiêm túc. Lệ Khuynh Thành dịu dàng gật đầu nói, được. Sau này ngoại trừ anh ra, không ai được đánh em nữa. .ANS chỉ đánh mông em, không đánh vào mặt em. Tần Lạc miễn cưỡng giải thích. Lệ Khuynh Thành cười nói, anh không nên tới. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Sao anh có thể bỏ mặc em? Tần Lạc cười nói. Có phải Trung Tử gọi điện thông báo cho anh biết không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Lệ Khuynh Thành thở dài nói, em chỉ là một kẻ lừa đảo. Phụ nữ như em đáng để mọi người phỉ nhổ. Anh yêu em, Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành không ngờ đột nhiên Tần Lạc lại nói câu đó. Sắc mặt nàng cứng đơ, nàng thừa người nhìn Tần Lạc. Anh yêu em, Tần Lạc lặp lại câu nói của mình. Chương 865, quái vật giống cái. Hạnh phúc tới đột ngột mà chính mình vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Câu nói đó là lời khắc họa chính xác nhất đối với tâm trạng Lệ Khuynh Thành lúc này. Nàng thật sự không nghĩ Tần Lạc sẽ nói ba từ này với nàng. Nàng không nghĩ tới mà ngay cả trong giấc mơ cũng không mơ thấy. Lệ Khuynh Thành biết rõ vị trí của mình, cho dù là theo trình tự quen biết, tới trước sau hay cả về phương diện tình cảm nàng thật sự không thể bằng Lâm Hoán Khê. Chính vì vậy Lệ Khuynh Thành luôn tươi cười nói với Tần Lạc,
Lâm Hoán Khê là chính cung còn Lệ Khuynh Thành nàng chỉ là vợ bé mà thôi. Hơn nữa Lệ Khuynh Thành nàng cũng không bao giờ vượt qua quy củ đó. Nàng cũng không chủ động tranh giành điều gì. Lệ Khuynh Thành là một người phụ nữ thông minh, nàng có thể biết được vị trí của mình. Anh yêu em. Ba từ cực kỳ thông dụng trong đời thường, trong tất cả các lời thoại âm nhạc, tiểu thuyết, kịch, phim của các đôi tình nhân lại khiến cho tâm hồn Lệ Khuynh Thành cực kỳ rung động. Bởi vì nàng hiểu rõ Tần Lạc không phải là người đàn ông giỏi về thể hiện tình cảm, không phải là người đàn ông mà chữ yêu, lúc nào cũng thường trực trên môi. Tần Lạc đa tình nhưng hắn không phải là người lừa gạt người khác. Hắn hiền lành nhưng không dễ thay đổi. Tần Lạc là người coi trọng thực tế, khác hẳn với những người đàn ông có vẻ tốt mã. Đây cũng chính là nguyên nhân Lệ Khuynh Thành thích Tần Lạc. Nàng vốn nghĩ rằng quan hệ của hai người vĩnh viễn chỉ dừng lại ở chữ thích mà thôi. Nhưng hôm nay nàng nghe được ba từ, anh yêu em, từ chính miệng Tần Lạc. Câu nói này xuất phát từ cảm xúc, đây chính là tình cảm chân thực. Lệ Khuynh Thành khóc, nàng ôm mặt khóc. Nàng khóc không vì oan ức, không vì tức giận mà là tiếng khóc hạnh phúc. Anh đúng là một tên khốn, tại sao anh lại nói câu đó với em? Chẳng lẽ anh muốn làm em chết anh mới vui sao? Lệ Khuynh Thành ôm chặt cổ Tần Lạc mắng yêu hắn. Nghĩ gì thì nói vậy? Tần Lạc cười nói, hắn để mặc nước mắt của Lệ Khuynh Thành rơi trên người mình. Hơi nóng của nước mắt dường như có thể làm bỏng da hắn. Mấy ngày này Lệ Khuynh Thành cực kỳ mẫn cảm, yếu đuối. Lệ Khuynh Thành nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh của mình. Nàng lấy khăn tay lau khô nước mắt trên mặt và nói, sau này anh không được tốt với em nữa, anh biết không? Tại sao? Tần Lạc cười hỏi. Vì như vậy em không tìm được vị trí của mình. Lệ Khuynh Thành nói, em là người phụ nữ hung tợn, xảo trá. Em không xứng đáng nhận ba từ đó từ anh. Em bảo Trung Tử gọi điện báo cho anh biết hả? Tần Lạc cười hỏi. Chỉ là một chuyện nhỏ. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, vì để báo thù em không biết sau này em còn gây ra những chuyện cực đoan nào nữa. Tần Lạc lại tét mông Lệ Khuynh Thành, hắn nói tiếp. Lần sau có chuyện gì phải trực tiếp gọi điện cho anh biết. Em không được dùng kiểu thủ đoạn đó. Em không muốn làm khó anh. Lệ Khuynh Thành buồn rầu nói, em biết khi em bảo Trung Tử đi chuẩn bị xe, anh ta nhất định sẽ gọi điện cho anh. Nếu nhầm gọi điện nhờ anh trợ giúp, anh tuyệt đối sẽ không từ chối em. Anh sẽ bị ép buộc tham gia vào cuộc đấu tranh mơ hồ đối với anh. Cửu gia rất hùng mạnh, anh không cần phải chấp nhận tổn thất lớn như vậy. Nếu như bọn họ gọi điện thông báo cho anh biết, anh hoàn toàn có thể giả vờ như không biết chuyện này, mà em cũng có thể giả vờ như không bảo Trung Tử gọi điện cho anh. Quan hệ của chúng ta vẫn như trước kia. Anh tới, em chào đón. Anh đi, em không quyến luyến, si mê. Như vậy giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ bình thường. Người với nhau, nếu không có tình cảm với nhau mà chỉ dựa vào mối quan hệ bình thường này có thể duy trì quan hệ được sao? Nhưng em chính là người phụ nữ của anh phải có trách nhiệm bảo vệ em không bị tổn thương. Tần Lạc nói, một mình em tới gặp Cửu gia gây chuyện, anh có thể để mặc như vậy sao? Lệ Khuynh Thành cười nói, tại sao anh biết em muốn tới Cửu gia? Điều này quả thực không phải phong cách làm việc của em. Tần Lạc nói, em hoàn toàn có thể lựa chọn một biện pháp trả thù tốt hơn. Quả thật em có thể giả vờ không biết mâu thuẫn của Cửu gia. Em có thể thừa dịp bọn họ tranh chấp bên trong đặt mua nhiều cổ phần của bọn họ. Tới khi cuộc đấu tranh của bọn họ bùng phát, em có thể bán tháo một lượng lớn cổ phiếu mình đang có, kéo cổ phiếu của bọn họ xuống, sau đó lại dùng một lượng tiền lớn mua vào, gián tiếp sở hữu công ty của bọn họ. Em hoàn toàn không cần phải dùng biện pháp cực đoan tới nhà khiêu khích. Tại sao em không làm vậy? Lệ Khuynh Thành cười gượng nói, bởi vì em không muốn dùng tới tiền bạc của Khuynh Thành quốc tế, em không muốn dùng tiền bạc của anh để đạt được mục đích trả thù của em. Em chỉ muốn dùng chính thân thể của mình để chế ra bom. Chính mình là một con cá mập xông lên cắn bọn họ một miếng thịt. Em chỉ hy vọng sau chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, các đối thủ của Cửu gia sẽ đồng loạt tấn công Cửu gia. Nói vậy chính là em mượn đao giết người. Nếu không phải em mượn cây đao trong tay anh, tình cảm của chúng ta vẫn bình đẳng với nhau, chứ không phải vì em thiếu nợ anh quá nhiều, cả đời này em cũng không có cách nào trả lại cho anh. Em không thiệt thòi gì, Tần Lạc cầm tay Lệ Khuynh Thành nói. Hắn cảm giác được rằng hôm nay hắn phải nói rõ chuyện này với Lệ Khuynh Thành. Nói cách khác hắn còn để lúc nào Lệ Khuynh Thành cũng đeo đẳng một tâm trạng nặng nề thì đó chính là tội của hắn. Em quên vì sao chúng mình ở cùng với nhau sao? Chính là vì Khuynh Thành quốc tế. Anh là một người lười biếng, là người ngốc nghếch, cũng rốt đặc cán mai chuyện buôn bán. Nếu như không có em trợ giúp anh,
Khuynh Thành quốc tế tuyệt đối sẽ không có quy mô và hiệu quả như ngày hôm nay. Nếu như không có lợi nhuận của Khuynh Thành quốc tế, anh dùng cái gì để đầu tư vào nghiệp đoàn Trung Y? Em còn hiểu rõ hơn anh, tài chính ở giai đoạn ban đầu dành cho nghiệp đoàn Trung Y là vô cùng vô tận. Mua tòa nhà là trụ sở cũng cần 10 triệu. Không có tiền thì dù anh có tâm muốn làm nhưng mà cũng thực sự lực bất tòng tâm. Em còn nhớ chuyện chúng ta đi Paris không? Khi đó tên cảnh sát Dịnh dùng dùi cui đánh vào đầu anh biết anh thực sự không tránh được. Khi đó tay anh đã mất cảm giác, không thể cử động thân thể. Kết quả chỉ biết chịu trận người khác đánh. Khi đó chính em dùng thân thể của mình che chở cho anh. Kết quả em bị người ta đánh gãy xương. Philip có tình cảm thắm thiết với em. Cho tới bây giờ anh ta vẫn chưa lập gia đình cũng là vì em. Lần anh đi Thụy Điển, anh có nghe nói anh ta đã từ chối một công chúa hoàng gia bên châu Âu. Anh ta yêu em nhưng em lại từ chối anh ta. Em lựa chọn anh, một người đàn ông tuyệt đối không thể làm cho em rạng rỡ. Đây chưa đủ là tình thâm nghĩa trọng sao? Em không thiếu nợ gì anh. Nếu nói là thiếu nợ thì chính anh thiếu nợ em rất nhiều. Lợi nhuận của Khuynh Thành quốc tế chính là tiền của em. Em hoàn toàn có thể dùng nó để làm những gì em thích. Thậm chí anh đã nghĩ tới việc chuyển giao cho em tất cả cổ phần của anh cho em. Một khi như thế càng khiến em sử dụng thuận tiện hơn. Không cần phải như vậy. Lệ Khuynh Thành nói, em rất tham lam nhưng không tham lam tới mức độ đó. Khuynh Thành quốc tế có thể phát triển tới giai đoạn hiện nay chính là nhờ phương thuốc kim dũng của anh. Nếu như không có phương thuốc này, cho dù em cố gắng phát triển trong lĩnh vực mỹ phẩm, tận dụng mọi cơ hội phát triển nó, nhưng em thật sự cần có nhiều năm mới có thể xây dựng được một vương quốc mỹ phẩm nhưng nhất định không phải là 2 năm ngắn ngủi. Có lẽ tới lúc đó chí báo thù của em cũng nguội tàn. Nguyên nhân chỉ là sự phát triển chậm chạp khiến con người ta tuyệt vọng không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Em không biết cần bao nhiêu năm mới hoàn thành. Anh cho em cơ hội báo thù. Chỉ từng đó thôi đã là quá nhiều. Đây chính là đánh bạc. Em có thể mạo hiểm đánh cá tất cả tiền bạc của em nhưng em tuyệt đối không thể mạo hiểm dùng tất cả tiền vốn của anh. Tần Lạc cười nói, anh cũng đang đánh bạc. Anh cá là anh thắng. Ngay cả khi tình hình chưa rõ ràng đã dốc hết tiền bạc. Anh, không phải là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Lệ Khuynh Thành cười nói, ngay cả chính em cũng không xác định sẽ giành phần thắng. Tại sao anh tin tưởng em sẽ thắng? Anh chỉ biết em sẽ không bao giờ đánh một trận chiến mà không nắm chắc phần thắng. Tần Lạc cười nói, hơn nữa cho dù chúng mình thua. Không phải chỉ thua một chút tiền sao, cùng lắm thì chúng mình làm lại từ đầu. Không thể như vậy, không phải ít tiền, Lệ Khuynh Thành tức giận nói, đó chính là mấy tỷ, thậm chí có khả năng lớn là chúng ta phải mang gánh nặng nợ nần rất lâu. Tần Lạc không vì sự uy hiếp của Lệ Khuynh Thành mà sợ hãi, hắn chỉ hỏi, trò hôm nay đã diễn xong rồi, tiếp theo em định làm gì vậy? Chờ đợi, Lệ Khuynh Thành nói, em đã khơi mào cho trận đại chiến này. Đối với những người có thù hận, bất mãn với Cửu gia hay mơ ước miếng thịt béo này nhất định sẽ có người ra tay. Nếu như tình hình đó xuất hiện, chúng ta sẽ dùng một lượng tiền nhỏ đục nước béo cò, nhân tiện quấy cho nước đục ngầu. Nếu như không có người nào dễ dàng ra tay thì sao? Tần Lạc hỏi. Khi đó đương nhiên cô ấy sẽ ra tay, Lệ Khuynh Thành nói. Cô ấy? Văn Nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành nói, cô ấy tổ chức ra một tổ chức tài chính. Tổ chức tài chính đó sẽ thật sự ra tay với Cửu gia, tiến hành thu mua mạnh mẽ những sản nghiệp của Cửu gia, sau đó chúng ta ở sau lưng hùa theo. Khi đó có 2 tập đoàn với thực lực không hề nhỏ đối địch với Cửu gia, những người khác sẽ ngồi yên nhìn miếng thịt béo Cửu gia rơi vào tay chúng ta sao? Khi đó mọi người sẽ đồng loạt phất cờ, Cửu gia không còn cả một khúc xương mà gặm. Mục Nguyệt, Tần Lạc kinh ngạc hỏi, cô ấy đồng ý giúp em sao? Lệ Khuynh Thành cười nói, anh cho rằng cô ấy là đèn dầu cạn mỡ sao? Chuyện không có lợi ích cô ấy tuyệt đối không làm. Cô ấy đồng ý trợ giúp em chính là vì chúng em có mối quan hệ hợp tác, hơn nữa cũng có khả năng chính là nể mặt anh nên không thể từ chối. Điều quan trọng nhất chính là khi em đưa một miếng thịt béo tới miệng cô ấy, biểu hiện ban đầu của cô ấy không phải là không muốn, không chiếm đoạt. Theo cách nhìn người của em, cô ấy là một thương nhân rất khôn khéo. Tần Lạc khẽ thở dài. Hắn nghĩ tới việc bên cạnh mình có một đám quái vật như này không biết là phúc hay họa đây. Hơn nữa đám quái vật này toàn là giống cái. Chương 866, Cửu gia trả thù. Hôm nay thật sự quá may mắn cho những kẻ đó. Lệ Khuynh Thành nói với vẻ tiếc nuối. Vốn em còn một chuẩn bị khác thế nhưng vẫn không dùng tới nó. Sắp đặt gì? Tần Lạc tò mò hỏi.
Khi đó em đã nghĩ ông già kia chết đi như vậy là quá dễ dàng, quá may mắn. Chính vì vậy em đã thuê 100 chiếc xe hơi màu đỏ hình thành đội ngũ tiễn đưa ông ta, còn có cả pháo và kèn sona, thổi bài kèn hỉ. Đây chính là chuyện vui mừng bậc nhất. Đợi khi 100 chiếc xe kia đi qua hết, em mới vui sướng xuất hiện. Anh nghĩ nó có chấn động không? Vậy tại sao em lại không làm? Tần Lạc cười hỏi, hắn thật sự không ngờ đôi khi Lệ Khuynh Thành cũng có suy nghĩ trẻ con như vậy. Anh ngu hả? Lệ Khuynh Thành lật người và nói, trước đó có nhiều xe màu đỏ chạy qua đó, nhất định là người Cửu gia biết có người muốn gây chuyện. Bọn họ nhất định sẽ cho người chặn ở cổng, không cho tất cả các xe màu đỏ đi qua. Tới khi đó thì chính em cũng không thể vào trong. Tần Lạc phá lên cười nói, may mắn là em đã không làm như vậy, nếu không em sẽ phải đổi một chiếc xe khác. Chiếc xe màu đỏ của em tuyệt đối không thể nào đi vào bên trong đó được. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành nói, bị bọn họ ức hiếp nhiều năm, cuối cùng hôm nay em cũng thu hồi được một số vốn. Còn cái gã họ Cửu bị đại đầu đá bay đi đó có lẽ bị thương rất nặng. Đó là chuyện của bọn họ, Tần Lạc cười nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn và Cửu Trọng Mưu xảy ra xung đột. Lần trước hắn nổ súng bắn Cửu Trọng Mưu bị thương vào chân. Lần này đại đầu đá ngất xỉu. Quả thật Cửu Trọng Mưu không may mắn chút nào. Những việc cần làm đều đã làm. Lệ Khuynh Thành uể oải nằm sát vào lòng Tần Lạc nói, sẽ chờ câu con cá lớn. Trước tiên em muốn thương lượng với anh một chuyện. Lệ Khuynh Thành chui vào trong chăn, nàng nhanh chóng ngậm lấy tiểu đệ của Tần Lạc. Người Tần Lạc cứng đơ, hắn cười gượng nói, anh không còn sức lực nữa rồi. Em biết, từ trong chăn vang lên giọng nói châm chọc của Lệ Khuynh Thành, anh không cần cử động. Em tự chơi là được. Yêu tinh, Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó hắn mạnh mẽ quay người lật Lệ Khuynh Thành nằm bên dưới mình. Một lần nữa trong phòng ngủ lại vang lên hơi thở gấp gáp của Tần Lạc và tiếng ngân nga cao thấp khác nhau của Lệ Khuynh Thành. Một nhanh một chậm, một dài một ngắn hòa quyện với nhau tạo thành một bản nhạc say đắm lòng người. Khi hai người đang chìm đắm trong cảnh thần tiên, một lần nữa Lệ Khuynh Thành trở nên điên cuồng. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng còi hiệu xe cảnh sát vang lên chói tai cuối cùng ngừng lại ở trước cửa thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế. Lệ Khuynh Thành quỳ gối trên giường, mông nàng vểnh cao, liên tục nhấp nhô lên xuống nhưng tay nàng lại giật rèm cửa sổ trước mặt xuống. Soạt! Trong phòng bừng sáng, ánh sáng ẩm ướt xuyên qua cửa sổ kính chiếu rọi căn phòng khiến cho người ta có cảm giác giá lạnh. Ngoài trời vẫn còn đang mưa, giống như cả thế giới này chìm trong một màn sương nước màu trắng. Những ngôi nhà cao tầng ở phía xa chập chờn trong màn mưa mờ ảo. Từng dãy xe cảnh sát đậu trước cửa Khuynh Thành quốc tế. Một đám người mặc quân phục cảnh sát đội mưa bước xuống xe phong tỏa cửa thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế. Bọn họ tới, Lệ Khuynh Thành nói, giọng nói của nàng như tiếng rên rỉ nho nhỏ. Báo thù rất nhanh, Tần Lạc nói. Tần Lạc còn đang chạy nước rút trong người Lệ Khuynh Thành, cuối cùng hắn sắp đạt tới cao trào. Lúc này Tần Lạc không vì Lệ Khuynh Thành vén tấm màn cửa sổ ra mà ngừng lại động tác của mình, ngược lại dường như càng khuyến khích hắn cuồng nhiệt hơn. Cửu Trọng Ngọc mới nhậm chức ở Cục Công an, cô ta muốn điều động cảnh sát phong tỏa Khuynh Thành quốc tế chỉ cần một cú điện thoại là xong. Trước kia cô ta đã từng làm rất nhiều chuyện như thế này, sau khi anh bị kéo vào chuyện này, có thể cô ta e ngại lực lượng sau lưng anh nên mới chấm dứt kiểu phiền nhiễu này. Lệ Khuynh Thành giải thích, con cháu đời thứ ba của Cửu gia có khá nhiều nhân tài. Tần Lạc bùi ngùi nói, thế hệ thứ hai của Cửu gia đã không thành công, khi anh cả của Cửu Thiên Tứ bị bệnh thối lui, không một ai nhân cơ hội tiến lên. Bọn họ đã sai lầm để mất đi cơ hội quý giá. Nói cách khác với lực lượng của Tần Lạc lúc này, hắn cũng không dễ dàng có thể làm dung chuyển một gia tộc lớn như Cửu gia. Cho dù thế nào đi nữa cũng không để thế hệ thứ ba này đứng dậy. Nếu không sẽ khiến cho sự báo thù của chúng thêm dữ dội. Lệ Khuynh Thành hung hăng nói. Một câu nói vẫn chưa đủ biểu thị thái độ, hai bàn tay của nàng nắm xong cửa sổ đột nhiên nắm chặt lại, thân thể nàng cứng đơ mấy giây sau đó nàng run rẩy đứng dậy. Em muốn chết, Lệ Khuynh Thành gào lên. Lúc này Tần Lạc cũng, đã chết. Sau khi hắn, xuất, ra một ít trong số không nhiều, đạn, còn sót lại, hắn mệt mỏi nằm gục trên người Lệ Khuynh Thành. Các cô ấy có thể đối phó được không? Tần Lạc lo lắng hỏi. Ở thẩm mỹ viện bên dưới có một số nhân viên thẩm mỹ viện. Bọn họ không phải là đối thủ của cảnh sát. Không đối phó được, Lệ Khuynh Thành nói. Lệ Khuynh Thành đã đoán đúng. Lần này đích thân Cửu Trọng Ngọc dẫn người tới phong tỏa Khuynh Thành quốc tế. Ngay từ ban đầu, Cửu Trọng Ngọc không có ấn tượng tốt đối với Lệ Khuynh Thành.
sau khi Cửu Trọng Ngọc tốt nghiệp trường cảnh sát và vào làm việc trong ngành công an. Khi đó cô ta chưa có nhiều quyền lực, cô ta đã bắt đầu ám chỉ cho cảnh sát cấp dưới ở đồn chú ý, quan tâm, chăm sóc thẩm mỹ viện của Lệ Khuynh Thành. Đó chính là khoảng thời gian thẩm mỹ viện của Lệ Khuynh Thành thường xuyên bị kiểm tra. Thậm chí có người còn đề nghị Lệ Khuynh Thành làm gái bao. Thế nhưng sau khi Cửu Yên Mỹ biết chuyện này, nàng mới giúp Lệ Khuynh Thành giải trừ mối nguy cơ này. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, dân không đấu với quan. Một người dân bé nhỏ không có quyền, không có thế lực sao có thể đấu lại các cụ trưởng nắm giữ công vụ S của đất nước. Sau khi Tần Lạc gia nhập liên minh với Lệ Khuynh Thành, Cửu Trọng Ngọc mới dừng tay. Dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Cửu gia, Cửu Trọng Ngọc bắt đầu được đề bạt, bắt đầu kết hôn, sinh con. Thậm chí đã một thời gian rất lâu rồi Cửu Trọng Ngọc đã quên có một người phụ nữ tên là Lệ Khuynh Thành. Hôm nay Lệ Khuynh Thành tới Linh Đường gây chuyện, Cửu Trọng Ngọc không có mặt ở đó. Con trai cô ta mắc bệnh, cô ta phải đưa con trai tới bệnh viện khám bệnh. Bây giờ Cửu Trọng Ngọc mới vội vã tới nhà tang lễ. Khi Cửu Trọng Ngọc nghe nói Lệ Khuynh Thành mặc quần áo màu đỏ, đi xe màu đỏ, cầm ô đỏ tới khiêu khích, hơn nữa còn đánh trọng thương em họ Cửu Trọng Mưu khiến cơn giận của Cửu Trọng Ngọc bùng nổ. Ngay lập tức Cửu Trọng Ngọc gọi điện cho một vị lãnh đạo bảo dẫn người tới Khuynh Thành quốc tế, trong khi đó cô ta cũng lập tức đi tụ họp cùng với thuộc hạ của mình. Tránh ra, Cửu Trọng Ngọc nhìn lướt qua giám đốc thẩm mỹ viện Lý Thược đang đứng trước cô ta, nói thẳng thừng. Lý Thược đã thay thế Lô Vĩ làm giám đốc thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế. Một người có thể trở thành một giám đốc bên cạnh Lệ Khuynh Thành, đương nhiên phải là một người có tài năng xuất chúng. Lúc này Lý Thược vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Nàng nhã nhặn nói, chào chị. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị? Hãy gọi bà chủ của các cô ra đây cho tôi. Cửu Trọng Ngọc cười nhạt nói. Xin lỗi, bà chủ của chúng tôi đang bận việc. Nếu như chị muốn gặp bà chủ, tôi sẽ chuyển lời cho chị. Lý Thược cười nói. Cút ngay, Cửu Trọng Ngọc vung tay tát Lý Thược quát to. Bà chủ của các cô đã phạm tội cố ý đã thương người khác. Chẳng lẽ các cô muốn đi mật báo sao? Lý Thược lùi lại sau mấy bước rồi nàng lại đi tới trước mặt Cửu Trọng Ngọc, lo lắng nói, xin lỗi, nếu như không có hẹn trước, chị không thể vào trong. Hãy kéo cô ta ra ngoài, Cửu Trọng Ngọc ra lệnh. Hai người cảnh sát bên cạnh Cửu Trọng Ngọc lập tức bước tới, một trái một phải kéo Lý Thược ra ngoài tới chỗ một xe cảnh sát. Ít nhất Lý Thược đã phạm tội, cản trở người thi hành công vụ. Ồ, tại sao lại đối xử thô L với phụ nữ như vậy? Thật sự là rất quá đáng. Thượng đế cũng không thể tha thứ cho chuyện này. Chúng ta có cần tới hỗ trợ không? Khê Su đang ngồi trong xe hỏi đại đầu. Không được, đại đầu nói một cách đơn giản. Bọn họ chạy vào trong bắt Tần Lạc, chúng ta có cần phải ngăn cản bọn họ không? Không được. Tại sao? Giê Su ngạc nhiên hỏi. Anh là sát thủ còn tôi là vệ sĩ. Chúng ta không có quyền ngăn cản cảnh sát làm việc nếu như không có lý do chính đáng. Vậy như thế nào mới là lý do chính đáng? Khi nào cô ta ra tay? Giê-xu cười ha hả nhìn đại đầu nói, tôi bắt đầu thích cậu rồi đó. Tôi vẫn không thích anh. Đại đầu thẳng thừng nói. Ồ, Giê-xu nhún vai nói, thật đáng tiếc. Cánh cửa phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành đã bị mở ra. Lúc này Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đã mặc quần áo. Đương nhiên cả hai chỉ mặc quần áo ngủ. Thậm chí bọn họ không có đủ thời gian đi tắm nước nóng. Không được cử động, mấy cảnh sát vọt vào trong. Cầm súng chỉ vào Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đang ngồi trên ghế salon quát to. Chúng tôi không cử động, Tần Lạc cười nói, tốt nhất các anh cũng không nên manh động. Cửu Trọng Ngọc đi nhanh vào trong phòng, cô ta nhìn Lệ Khuynh Thành phẫn nộ quát to. Lệ Khuynh Thành, cô dẫn người tới gây rối Linh Đường, làm nhục người chết, đánh bị thương công dân Trung Quốc Cửu Trọng Mưu cùng với nhiều nhân viên bảo vệ của Cửu gia. Bây giờ mời cô theo tôi đi về sở làm rõ chuyện này. Ai bảo tôi tới gây rối Linh Đường? Làm nhục người chết. Tôi tới quấy rối như thế nào? Làm nhục cái gì? Có chứng cớ không? Có nhân chứng không? Người Cửu gia từ trên xuống dưới cùng với đông đảo tân khách đều có thể làm chứng. Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói, không phải người nhà của cô thì chính là họ hàng của cô. Cô phải tìm nhân chứng thực sự. Vậy còn nhiều tân khách thì sao? Bọn họ có nguyện ý làm chứng không? Cô hãy cho bọn họ tới đối chất với tôi. Sau khi đưa cô về sở tôi sẽ dẫn người tới làm chứng. Cô có lệnh bắt giữ không? Lệ Khuynh Thành cười hỏi, không có lệnh bắt giữ, cô dựa vào cái gì để bắt tôi? Cô, Cửu Trọng Ngọc có cảm giác như người phụ nữ này hiểu rất rõ cô ta. Cô ta vội vàng tới đây bắt người,
có kịp chuẩn bị lệnh bắt giữ không? Chẳng lẽ cô muốn lợi dụng việc công báo thù riêng sao? Tần Lạc cười nhạt hỏi, nếu đúng là như vậy, tôi không đồng ý. Cửu Trọng Ngọc quay người nói mấy câu với một người cảnh sát trung niên. Người nam cảnh sát đó vội vàng đi ra ngoài. Đương nhiên là người đàn ông này đi lấy lệnh bắt người. Chương 867, nói chuyện về sự uy hiếp của Tần Lạc. Nhà tang lễ chuẩn bị đầy đủ cho người nhà. Trong một căn phòng nghỉ xa hoa có đông đủ các thành viên trực hệ của Cửu gia. Ngoại trừ Cửu Giật Thành và Cửu Giật Nghiệp đang tiếp đón khách ở bên ngoài, tất cả người của Cửu gia đều tụ tập ở nơi này. Mấy người đàn ông trung niên không e dè, ngồi hút thuốc. Đám hậu bối muốn hút mà không dám hút. Những người phụ nữ ngồi gần cửa sổ để hít thở không khí trong lành, bọn họ sợ làn khói đậm đặc ảnh hưởng. Cửu Đình Đình ngồi trên salon như một bức tượng gỗ. Mẹ của cô ta đang vừa an ủi cô ta vừa lau nước mắt, từ nhỏ tới giờ con gái của bà ta chưa từng chịu qua sự uất ức tới nhường này. Gã đàn ông đáng chết kia, hắn đáng bị phanh thây, đi ra ngoài đáng bị xe đâm chết. Nói cũng chỉ thế thôi, vẫn là lão đại Cửu gia, Cửu Giật Thanh nói trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tự dưng thì bị kẻ khác tới quấy rối, chuyện này thực sự rất mất mặt. Chuyện này chính là trách nhiệm của tôi đã sai lầm, Cửu Giật Vân rít một hơi thuốc, sắc mặt tái xanh. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Chú hai, anh biết chú có một người con gái bên ngoài. Người đàn ông đa tình một chút cũng không hề hấn gì nhưng chú phải lau chùi cái mông của mình sạch sẽ. Chuyện hôm nay không mất mặt sao? Thân thể của lão gia chưa lạnh đã bị người khác tới tận nơi quấy rối. Nếu như chúng ta không phản kích, người khác sẽ nhìn Cửu gia chúng ta với con mắt thế nào đây? Sau này Cửu gia chúng ta còn có thể dừng chân ở Yến Kinh này không? Liệu có phải đây chính là một cái bẫy không? Cửu Giật Toàn luôn cẩn thận, nhát gan lên tiếng nói. Đối thủ của Cửu gia chúng ta ở Yến Kinh khá nhiều. Liệu có phải đây là âm mưu được bọn họ chuẩn bị trước không? Cũng không thể loại trừ khả năng này. Cửu Giật Hòa nói, tôi hiểu rõ một chút tình hình của ả kia. Mặc dù thế lực của gã đàn ông bên cạnh ả cũng không tệ nhưng thực lực bản thân của ả không có gì đáng nói. Trên danh nghĩa ả chính là bà chủ lớn của Khuynh Thành quốc tế nhưng thực chất ả chỉ là một người làm thuê cho gã đàn ông kia mà thôi. Với một chút tài sản của ả. Ả dám đấu với Cửu gia chúng ta sao? Cho dù chuyện này là một âm mưu hay không, một khi người ta đã giương móng vuốt ra, chúng ta phải nhanh chóng quyết định chặt đứt nó nếu không người khác sẽ nghĩ người Cửu gia chúng ta rất dễ bị ức hiếp. Ả tới gây chuyện với chúng ta khó có thể chấp nhận được chuyện này. Tôi cũng đồng ý trả thù, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này. Không phải chỉ là một Khuynh Thành quốc tế thôi sao? Mua hoặc phá hủy nó, hãy để cho Ả ra đường ăn xin. Giết chết ả, giết chết chúng, Cửu Đình Đình vẫn đang lặng lẽ đột nhiên nói xen vào, giống như tạp âm của một bản nhạc. Mọi người đều xót xa. Vốn Cửu Đình Đình không được phép nói chuyện trong tình hình này nhưng mọi người nghĩ tới sự uất ức mà Cửu Đình Đình mới nhận được nên ai ai cũng hiểu được tâm trạng của cô ta lúc này. Bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người, đối với một cô gái bình thường đã là chuyện không thể chấp nhận được, huống chi đối với đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn của Cửu gia như Cửu Đình Đình. Con người có bộ mặt, cây cối có vỏ bọc, con chó nhỏ cũng có da bọc bên ngoài. Bọn họ là những người coi trọng thể diện của mình. Thế nhưng điều khiến bố mẹ Cửu Đình Đình thêm bực tức chính là tại sao Cửu Đình Đình lại không mặc bra trong một ngày như ngày hôm nay. Cửu Giật Thanh bóp nát mẩu thuốc trong tay nói, chú hai hãy toàn quyền phụ trách chuyện này. Tôi chỉ có một yêu cầu, chú hãy lấy lại thể diện cho Cửu gia chúng ta, cần ai hỗ trợ chú cứ nói. Sau này chúng ta nhất định phải đoàn kết thành một khối mới ổn. Cháu không đồng ý, Cửu Yên Mị đẩy cửa phòng đi vào trong nói. Lúc này Cửu Yên Mị đã thay một bộ trang phục công sở màu đen, càng làm tăng thêm độ gợi cảm, thướt tha của nàng. Mọi người muốn trả thù Lệ Khuynh Thành nhưng có phải mọi người đã quên mất một người không? Quên ai? Tần Lạc, Cửu Yên Mị nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước tiên cháu giới thiệu cho mọi người một ít thông tin về Tần Lạc. Tần Lạc xuất thân từ một trung y thế gia. Tổ phụ của Tần Lạc từng là một thầy thuốc trung y tiếng tăm ở Dương Thành. Ông nội của Tần Lạc là Tần Tranh được người đời xưng là Dược Vương có ảnh hưởng rất lớn ở phía Nam. Tần Lạc cùng với Tôn Nhân Diệu, Hạ Dương, ba người này tự xưng là Dương Thành Tam Kiệt. Tôn Nhân Diệu chính là cháu nội của Tôn Gia. Tôn Lão Gia khống chế quan trường ở tỉnh Quảng Châu mấy chục năm nay, có rất nhiều học trò, thuộc Hạ. Lai lịch của Hạ Dương còn khủng hơn, anh ta chính là cháu trai của thủ trưởng số một quân khu lớn nhất phía Nam.
Mặc dù Hạ lão đã lui về sau nhưng cha của Hạ Dương đã nối nghiệp thành công. Theo như cháu được biết, Tôn gia và Hạ gia đã từng chịu ơn huệ của Tần gia. Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương đối với Tần Lạc Chính là bảo sao nghe vậy. Đó chỉ là ở địa phương, có ai đó lên tiếng phản bác, chẳng lẽ bọn họ dám tới Yến Kinh điều tra sao? Được rồi, mọi người đã nói tới Yến Kinh, mọi người có biết Tần Lạc tới Yến Kinh làm gì không? Mọi người đều trầm ngâm, quả thật không một người nào tiến hành điều tra chuyện Tần Lạc tới Yến Kinh. Khi Tần Lạc mới tới Yến Kinh, anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Không một ai quan tâm tới lai lịch của một người nhỏ é. Sau khi thanh danh của Tần Lạc lên cao, mọi người muốn tìm hiểu sự phát triển của Tần Lạc thì phát hiện ra mỗi chuyện anh ta làm đều có liên quan chặt chẽ với chữ y học. Anh ta tới thối hôn, Cửu Yên Mị nói, vị hôn thê của anh ta chính là văn nhân Mục Nguyệt. Xôn xao. Tin tức này khiến mọi người chấn động, tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. Thật không, chuyện này sao có thể như vậy? Tại sao gia tộc văn nhân lại gả văn nhân Mục Nguyệt cho một thầy thuốc? Văn nhân Mục Nguyệt có đồng ý không? Thằng này bệnh à, văn nhân Mục Nguyệt là cô gái cầu còn không được, sao còn tới thối hôn? Nghe nói văn nhân lão gia thiếu Tần lão gia một món nợ ân tình. 20 năm trước hai nhà đã có ước hẹn hôn nhân này. Còn nữa không phải văn nhân Mục Nguyệt không đồng ý mà chính là do Tần Lạc không đồng ý. Cửu Yên Mị giải thích, nhiều người không hiểu bí mật này nhưng nàng lại biết một số. Có một khoảng thời gian văn nhân chiếu liên tục tới chỗ nàng, luôn nói những câu tức giận với Tần Lạc. Cửu Yên Mị chỉ khơi khơi một chút, đương nhiên văn nhân chiếu thổ lộ ra hết. Văn nhân Mục Nguyệt là một cô gái kiêu ngạo, bị người tới thối hôn, nhất định là hận hắn thấu xương. Sự thật hoàn toàn ngược lại, Cửu Yên Mị nói, cháu đã cẩn thận điều tra. Văn nhân Mục Nguyệt có cảm tình đặc biệt với Tần Lạc. Văn nhân Mục Nguyệt đặc biệt lén lút quan tâm tới Tần Lạc. Quan hệ của hai người tuyệt đối không như chúng ta suy nghĩ là thủy, hỏa không thể hòa tan. Đó chỉ là điều thứ nhất, Tần Lạc còn có mối quan hệ rất thân thiết với Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu chính là tiểu công chúa của quân khu Yến Kinh, hẳn mọi người cũng không lạ gì. Tôi biết mối quan hệ của hai người khá thân thiết, khi đó báo chí còn nói hai người bọn họ đã cùng đi tới Vân Điền. Đúng vậy, còn có cả, chiến địa Ngụy Tình, không phải cô gái này cũng là tình nhân của anh ta đấy chứ. Có phải công phu trên giường của thằng nhãi này? Đúng là không có đạo lý. Cửu Yên Mị cắt ngang lời nói của mấy người, còn có một lực lượng bí mật ở sau lưng ủng hộ anh ta. Cháu đã từng cho người điều tra để tìm hiểu xem rốt cuộc lực lượng thần bí này tới từ đâu, có bối cảnh thế nào nhưng cuối cùng vào nửa đêm đã bị người của quốc an tới cảnh cáo. Phù! Có người thở dài một tiếng, bọn họ thực sự cảm thấy áp lực. Nếu như mọi người muốn trả thù Lệ Khuynh Thành, nhất định sẽ chọc tới Tần Lạc. Chọc tới Tần Lạc chẳng khác nào chọc tới Dương Thành Tam Kiệt, vương gia ở Yến Kinh, là kẻ thù của văn nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc hai lần tống Tần Túng Hoành vào tù, chẳng lẽ chúng ta lợi hại hơn Tần gia kia sao? Trong phòng vang lên tiếng rút thuốc lá, không một người nào dám lên tiếng nói chuyện. Cứ vậy mà bỏ qua sao? Một khi như vậy Cửu gia còn mặt mũi nào nhìn người không? Trả thù, Cửu gia có thể chọc giận những lực lượng hùng hậu đó sao? Yên Mị! Sao bây giờ cháu mới nói? Cửu Giật Thanh hỏi. Xin lỗi, Cửu Yên Mị nói, cha hãy xin lỗi Khuynh Thành, sau đó Cửu gia chính thức tiếp nhận cô ấy vào gia tộc, cuối cùng hãy giao cho cô ấy quản lý tất cả những sản nghiệp của tập đoàn Cửu gia. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn Cửu Yên Mị. Yên Mị, cháu điên rồi sao? Để cha cháu đi xin lỗi một con điếm thì được nhưng sao có thể cho ả vào Cửu gia? Đúng vậy, sao có thể giao cho ả sản nghiệp của Cửu gia? Khi đó tiền bạc là của họ Cửu hay là của họ Lệ vậy? Tôi không đồng ý với đề nghị của Yên Mị, chuyện này rất vô lý. Đây chính là cơ hội duy nhất, Cửu Yên Mị khăng khăng nói, Khuynh Thành cũng không phải là người phụ nữ cố chấp. Cháu đã từng đi gặp cô ấy mấy lần, hai lần trước đều không gặp được. Lần thứ ba cháu tới phòng làm việc của cô ấy biết rõ cháu là người của Cửu gia nhưng vẫn bằng lòng gặp mặt chứng tỏ cô ấy không phải là người phụ nữ vô tình vô nghĩa. Cha hãy đi xin lỗi Khuynh Thành, cho dù cô ấy không chấp nhận nhưng nhất định sẽ không hạ độc thủ với Cửu gia. Hơn nữa lúc nãy cha còn tát cô ấy, cha hẳn nên xin lỗi. Cửu Giật Phân âm trầm không nói câu nào. Còn nữa, hẳn mọi người đã biết tài năng kinh doanh thiên phú của Khuynh Thành. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, Khuynh Thành quốc tế đã phát triển tới quy mô hiện nay. Năng lực của cô ấy vượt xa cháu, chúng ta nên giao tập đoàn Cửu gia cho cô ấy quản lý.
Một mặt chúng ta có thể tạo được niềm tin và sự hòa hảo với cô ấy, mặt khác tập đoàn Cửu Gia nằm dưới sự quản lý của cô ấy nhất định sẽ đạt được nhiều lợi nhuận. Mọi người đều là cổ đông của tập đoàn, kinh doanh ra nhiều lợi nhuận cuối cùng lại phân chia cho mọi người sợ cái gì hả? Không một ai lên tiếng tán thành, không một ai dám tình nguyện giao túi tiền của mình cho một kẻ thù quản lý. Cửu Yên Mị có cảm giác cực kỳ thất vọng, nàng trầm trầm nói, cho dù mọi người không muốn xin lỗi, cũng không muốn chấp nhận Khuynh Thành thì cũng đừng đi chọc vào chuyện của cô ấy. Ánh mắt sắc bén của Cửu Yên Mị liếc nhìn bốn phía xung quanh, nàng nói tiếp, còn nữa không nên tiếp tục gọi Khuynh Thành là con điếm. Cháu cùng cô ấy có cùng cha, mọi người mắng cô ấy chẳng khác nào đang mắng cháu. Chương 868, anh câm miệng lại. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành lần lượt đi tắm rửa, Cửu Trọng Ngọc vẫn đứng như một ôn thần ở trước cửa. Sắc mặt cô ta lạnh như băng, ánh mắt như muốn bốc lửa. Đây chính là lần đầu tiên Cửu Trọng Ngọc gặp phải người coi thường cảnh sát như thế này. Bọn họ tự do hành động giống như không nhìn thấy cô ta vậy. Tần Lạc cầm máy sấy tóc cho Lệ Khuynh Thành, nhỏ nhẹ nói chuyện với nàng. Dáng vẻ thân mật, tình cảm của hai người càng khiến Cửu Trọng Ngọc uất nghẹn, lửa giận trong lòng chỉ trực bùng phát ra ngoài. Cửu Trọng Ngọc nghĩ tới chuyện chính chồng của cô ta chưa từng đối xử dịu dàng, tình cảm thế này với cô ta. Bình thường chồng cô ta đều tiếp khách ở bên ngoài, khi về tới nhà thì đã say khướt. Chuyện sinh vợ chồng cũng rất ít, cả hai người đều là phụ nữ Cửu Gia, cô ta dựa vào cái gì mà có được một người đàn ông như thế này. Sau khi suy nghĩ như vậy, Cửu Trọng Ngọc kinh ngạc giật mình nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã coi ả gái điếm này là người phụ nữ của Cửu Gia sao? Sau khi Lệ Khuynh Thành sấy khô tóc, cuối cùng nam cảnh sát cũng cầm lệnh bắt giữ tới. Tại sao lại lâu như vậy? Cửu Trọng Ngọc giơ tay cầm tờ lệnh bắt người, nghiêm mặt răn dạy thuộc hạ. Kẹt xe, nam nhân viên cảnh sát cẩn thận giải thích, xe bị cản lại ở Tam Hoàn, không qua được. Cửu Trọng Ngọc không chú ý đến thái độ của nam nhân viên cảnh sát. Cô ta cầm tờ lệnh bắt người đi tới trước mặt hai người Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, lạnh lùng nói, có nhìn thấy không? Lệnh bắt giữ, bây giờ còn nói được gì không? Các người hãy đi theo tôi. Nhìn thấy rồi, đây chính là lệnh bắt người. Tần Lạc gật đầu nói, thế nhưng cô muốn bắt ai? Đương nhiên là cả hai người, Cửu Trọng Ngọc tức giận nói. Cô bắt chúng tôi làm gì? Tần Lạc ngơ ngác hỏi, cô ấy bị người đánh, tôi cũng không ra tay đánh người. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng việc này. Cô căn cứ vào cái gì mà bắt chúng tôi? Anh còn muốn chống chế sao? Vệ sĩ của anh đá người ta bắn đi, làm bị thương không chỉ có một người. Thật vậy sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, một khi là như vậy, cô phải bắt vệ sĩ của tôi để điều tra. Cậu ta nhất định sẽ phối hợp tốt với cô. Anh, nếu chỉ muốn bắt một vệ sĩ, liệu Cửu Trọng Ngọc có cần đích thân đi tới phong tỏa Khuynh Thành quốc tế không? Tôi cái gì? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Chuyện 2 năm rõ 10, tôi đã nói với cô là vệ sĩ của tôi đánh người, cô còn muốn thế nào nữa đây? Tần Lạc tức giận hỏi. Tần Lạc biết cho dù những cảnh sát này có bắt đại đầu thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau, thả người ra. Mặc dù người của Long Tức không ra mặt nhưng người của Quốc An cũng gọi điện thoại yêu cầu thả người. Anh sai khiến anh ta làm việc, anh là ông chủ của anh ta, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm thay cho anh ta. Cửu Trọng Ngọc nói với vẻ bất lực, cô ta có cảm giác rằng hôm nay mình đã gặp một tên lưu manh hay nói chính xác là một tên lưu manh có văn hóa. Ôi, đồng chí cảnh sát, đồng chí nói vậy là không đúng rồi. Đồng chí tốt nghiệp trường nào vậy? Có phải kiến thức chuyên ngành của đồng chí là do mẹ dạy không vậy? Luật pháp Trung Quốc có điều khoản nào quy định người chủ phải gánh chịu trách nhiệm thay cho hành vi của vệ sĩ mình không? Chẳng lẽ anh ta ra ngoài giết người, tôi cũng phải chịu tội chết thay cho anh ta sao? Tôi biết cô muốn dùng việc công báo thù riêng nhưng cũng không cần dùng một cái cớ thấp kém như thế này. Nói ra thật đúng là khiến người ta chê cười. Căn bản là đã lợi dụng pháp luật rồi. Cuối cùng Cửu Trọng Ngọc nổi giận, cô ta vẫy tay nói vớ vẩn. Dẫn người đi. Những cảnh sát đứng phía sau Cửu Trọng Ngọc không nhẫn nhịn được nữa, bọn họ đã muốn ra tay. Bọn họ chưa từng chấp pháp một cách, văn minh, như thế này. Không cần phải chờ có lệnh bắt giữ mới được bắt người. Anh ta tưởng đây chính là nước Mỹ sao? Tần Lạc vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở trên ghế salon. Hắn cười tủm tỉm nhìn Cửu Trọng Ngọc nói, vậy cô muốn làm gì nào? Tốt nhất hãy duy trì tinh thần và tài hùng biện để tới đồn cảnh sát. Cửu Trọng Ngọc ngang ngược nói. Nếu như cô bất cần bắt lầm người, tới khi đó cô cần phải xin lỗi tôi. Nằm mơ,
Cửu Trọng Ngọc cười nhạt nói. Tôi cũng bị người ta tát một cái. Cô có cần phải bắt cả Cửu Giật Vân không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Cô có nhân chứng và vật chứng không? Nếu như cô không có, chúng tôi thật sự không thể bắt giữ một doanh nhân thành công. Cửu Trọng Ngọc từ chối thẳng thừng. Cô đúng là người chấp pháp cực kỳ công bằng. Lệ Khuynh Thành châm chọc. Cảm ơn đã khen, Cửu Trọng Ngọc cũng châm chọc Lệ Khuynh Thành không chút e dè. Em ở nhà chờ anh. Anh theo bọn họ đi một chuyến. Anh sẽ quay về ngay. Tần Lạc cười nói. Được, em chờ anh quay về ăn cơm tối. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Nàng thật sự không lo chuyện tối nay Tần Lạc không quay về. Cửu Trọng Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đội cảnh sát đi xuống lầu. Lệ Khuynh Thành thoải mái nằm dang chân dang tay trên ghế salon, cười một cách hạnh phúc. Bởi vì hôm nay trời mưa nên thẩm mỹ viện không có nhiều khách hàng. Nhưng những khách hàng hôm nay tới thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế đều là những khách hàng trung thành, có quan hệ rất tốt đối với Tần Lạc. Khi nhìn thấy Tần Lạc bị cảnh sát bắt mang đi, mấy người đứng ra nói hộ cho Tần Lạc. À, các người bị bệnh hả? Tại sao lại bắt Tần Lạc? Anh ấy phạm tội gì? Cô kia đứng lại, hãy nói rõ cho tôi biết vì sao các người lại bắt Tần Lạc. Hôm nay các người không nói rõ thì đừng mong ra khỏi cửa. Các người là nhân viên của ai? Tôi muốn gọi điện khiếu nại các người. Cửu Trọng Ngọc hoàn toàn không ngờ trong thẩm mỹ viện này còn có nhiều người hâm mộ Tần Lạc, nhưng cô ta cũng biết những người này hoàn toàn không dễ chọc vào. Cửu Trọng Ngọc chỉ nói to, anh ta là đối tượng tình nghi đã thương người khác. Chúng tôi muốn mời anh ta về đồn hỗ trợ điều tra. Hỗ trợ điều tra mà phải phong tỏa thẩm mỹ viện sao? Thẩm mỹ viện có phạm luật không? Hãy nhanh chóng bỏ phong tỏa nếu không tôi sẽ không để yên cho các người. Cô tên là gì? Số cảnh sát của cô là bao nhiêu? Này hai người các anh nhẹ nhàng với Tần Lạc một chút. Cần gì phải đao to búa lớn như thế này? Tần Lạc có thể đi được, không cần hai anh đỡ. Bỏ tay ra, hãy mau bỏ tay ra. Cửu Trọng Ngọc bước tới một bước, cô ta quát to, các người muốn làm gì hả? Các người muốn ngăn cản cảnh sát phá án sao? Hãy cẩn thận kẻo tôi tố cáo các người tội cản trở người thi hành công vụ. Khi nhìn thấy rất nhiều người quan tâm tới mình, Tần Lạc cực kỳ cảm động. Hắn chủ động bước tới, mỉm cười nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi không sao, tôi chỉ đi theo bọn họ một chuyến, tôi sẽ nhanh chóng quay về. Khi nghe Tần Lạc giải thích, lúc này mọi người mới tản ra để lại một lối đi cho đám cảnh sát đi qua. Khi bị mang lên xe cảnh sát, Tần Lạc nhìn Cửu Trọng Ngọc ngồi ở ghế phụ, cười nói, thế nào? Chỉ mang mình tôi đi mà không cần mang theo vệ sĩ của tôi hả? Quả thực Cửu Trọng Ngọc không muốn bắt vệ sĩ của Tần Lạc. Thậm chí cô ta còn hy vọng vệ sĩ của Tần Lạc sợ tội bỏ trốn như vậy cô ta mới danh chính ngôn thuận đổ tất cả tội danh lên đầu Tần Lạc. Đáng tiếc ngay cả suy nghĩ đó của cô ta cũng bị Tần Lạc nhận ra. Đợi sau khi xác minh tình huống rõ ràng chúng tôi sẽ bắt anh ta. Các người không thể chạy được đâu. Chúng tôi thật sự không muốn bỏ trốn. Tần Lạc mỉm cười nói, vệ sĩ của tôi sẽ chủ động đi tới cục cảnh sát tự thú. Vậy là tốt nhất, Cửu Trọng Ngọc tức giận nói. Cho dù thế nào đi nữa mục đích của cô ta chính là đổ hết trách nhiệm lên đầu Tần Lạc. Chỉ cần dựa vào thái độ cư xử kiêu ngạo với cô ta ngày hôm nay, cô ta nhất định không để gã khốn này sống yên ổn. Đúng như là Tần Lạc đã nói là dù cảnh sát không bắt đại đầu nhưng đại đầu vẫn lái xe theo sát phía sau đoàn xe cảnh sát. Giê-xu móc từ trong người ra một khẩu súng ngắn màu vàng, hắn dùng một chiếc khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau chùi khẩu súng. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, êm ái như hắn đang vuốt ve tình nhân của mình. Khi nào chúng ta ra tay? Giê-xu hỏi. Anh có ý gì? Đại đầu nghi ngờ nhìn Giê-xu hỏi. Ôi, trời ơi, chẳng lẽ không phải chúng ta sẽ cướp xe cảnh sát sao? Giê-xu ngạc nhiên hỏi, Tần Lạc đã bị cảnh sát bắt. Nếu như Tần Lạc bị giam lại, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta dám sao? Sát khí hiện lên trong mắt đại đầu. Bình thường hắn có vẻ mặt chất phát. Một đại đầu từ nhỏ tới lớn sống trong khổ cực, hèn kém lúc này hiện lên một vẻ bá đạo khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mặt. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Giê-xu hỏi. Tôi đi tự thú. Tự thú? Ồ, cậu muốn nói là cậu thẳng thắn thú nhận tội của mình với quan tòa sao? Giê-xu nghi ngờ hỏi, điều này rất ngu xuẩn. Một người đi giết người quả thật không thể chấp nhận chuyện tự thú. Bọn họ chỉ có hoặc là chết hoặc là bỏ trốn. Ngu ngốc, đại đầu nhếch miệng thốt lên hai từ này. Nếu như Tần Lạc không muốn đi tới cục cảnh sát,
hắn chỉ cần gọi một cú điện thoại, cảnh sát nhất định phải thu quân. Nhưng Tần Lạc không muốn gọi điện mà chủ động đi theo cảnh sát về đồn, chứng tỏ hắn còn có ý định khác. Có lẽ Tần Lạc muốn mượn chuyện này giáng cho Cửu gia một cú, khiến cho bọn họ càng lúc càng đối mặt với nguy cơ lớn lao, cuối cùng là sụp đổ. Cho dù Tần Lạc có ý định nào chăng nữa thì đại đầu là người trực tiếp ra tay, hắn phải chủ động nhận trách nhiệm trong chuyện này, nói như vậy Tần Lạc mới có thể dùng thân phận trong sạch để thực hiện ý định của mình. Được rồi, Giê-xu nhún vai nói, cậu đi tự thú, tôi phải làm gì? Anh câm miệng lại. Chương 869, dụng hình. Cửu Trọng Ngọc đã điều động cảnh sát phân cục Áp Bắc nên cô ta chỉ có thể đưa Tần Lạc về phân cục cảnh sát Áp Bắc. Ngay khi Cửu Trọng Ngọc mới xuống xe, điện thoại di động của cô ta đổ chuông. Cửu Trọng Ngọc móc điện thoại, nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến, cô ta không nhận cuộc gọi và quay người nói với viên cảnh sát đội trưởng ở phía sau, tìm một phòng yên tĩnh. Hiểu rồi, một người cảnh sát mang một đôi kính nhỏ cười tủm tỉm trả lời. Ở cục cảnh sát địa phương, tìm một căn phòng, yên tĩnh, nói một cách chính xác chính là tìm một nơi bí mật dùng để tra tấn. Các anh em, hãy dẫn đi, người cảnh sát đeo kính nói. Tần Lạc liếc mắt nhìn Cửu Trọng Ngọc vẻ quái dị, hắn không có bất kỳ hành động phản kháng nào, lặng lẽ đi theo sau người cảnh sát đeo kính. Khi Tần Lạc đi xa, Cửu Trọng Ngọc mới nhận cuộc điện thoại, cô ta hỏi, có chuyện gì vậy? Trọng Ngọc, có phải cô bắt Tần Lạc không? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Cửu Yên Mị. Đúng thế, có chuyện gì vậy? Cửu Trọng Ngọc bực mình hỏi. Mối quan hệ của cô ta và Cửu Yên Mị không êm đẹp cho lắm. Người phụ nữ này xinh đẹp hơn cô ta hơn nữa, từ khi tới Yến Kinh đã tạo ra một cơn chấn động, khiến hình tượng của những người phụ nữ khác bị chèn ép. Phụ nữ đều có tính đố kỵ, phàm là người thân thì càng đố kỵ. Hãy lập tức thả người, Cửu Yên Mị sốt ruột nói, tuyệt đối không nên bị mắc lừa. Mắc lừa? Đúng vậy, nhất định là Tần Lạc muốn em phạm sai lầm, sau đó anh ta sẽ kéo cả Cửu gia xuống nước. Hãy mau chóng thả anh ta ra. Thả người sao? Anh ta đã thương Cửu Trọng Mưu như vậy mà cứ thế bỏ qua sao? Chuyện này chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết sau. Bây giờ chưa phải là lúc xảy ra xung đột với Tần Lạc. Tại sao tôi phải nghe lời chị? Cửu Trọng Ngọc cười nhạt hỏi. Em muốn làm hại Cửu gia sao? Cho dù là như vậy cũng còn có khí phách hơn chị. Nói xong Cửu Trọng Ngọc chấm dứt cuộc gọi. Đồ điếm, Cửu Trọng Ngọc thầm mắng trong lòng. Cửu Trọng Ngọc đi tới phía sau đồn cảnh sát. Cô ta hỏi một nam cảnh sát đi bên cạnh, phạm nhân mới bị bắt đang ở đâu? Ở phía sau, nam cảnh sát trả lời. Hãy dẫn tôi tới đó, Cửu Trọng Ngọc nói. Ở phía sau đồn cảnh sát có một cánh cửa sắt, người cảnh sát đứng lại, gõ tay vào cánh cửa sắt. Một lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt được mở ra, một đôi mắt xuất hiện. Khi người bên trong nhìn thấy Cửu Trọng Ngọc, cạch, cánh cửa lập tức được mở ra. Người cảnh sát đeo kính đang ngồi thẩm vấn Tần Lạc. Sắc mặt anh ta có vẻ rất khó chịu, có vẻ như anh ta gặp phải một cái đinh rất khó nuốt. Tần Lạc vẫn đang ngồi rất thoải mái ở ghế nhưng hai tay của hắn đã bị còng lại. Khi nhìn thấy Cửu Trọng Ngọc đi vào trong, người cảnh sát đeo kính vội vàng đứng lên kéo ghế mời Cửu Trọng Ngọc ngồi và nói, thủ trưởng, gã này rất cứng đầu. Gã không chịu nói điều gì. Thật thà sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị nghiêm trị, tốt nhất anh hãy khai ra chuyện anh sai vệ sĩ đánh người như thế nào. Cửu Trọng Ngọc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói. Dáng người cô ta thật sự không xấu nhưng vấn đề là bộ quần áo trên người cô ta khiến cô ta trông giống như một bà già. Chỉ nói mà không cười, chỉ nhìn qua cũng biết cô ta là nhân viên có thâm niên trong ngành chấp pháp. Những người phụ nữ như cô ta trong cuộc sống không được ưa chuộng. Nếu tôi không nhận tội thì sao? Tần Lạc cười hỏi. Đương nhiên sẽ nhận được sự trừng phạt nho nhỏ, Cửu Trọng Ngọc nói. Tần Lạc nhìn liếc khắp căn phòng và nói. Các người dẫn tôi tới căn phòng này. Cho dù tôi có khai hay không, các người cũng sẽ tra tấn tôi, đúng không? Tôi nói các người có lý lẽ. Khi tôi không nói các người sẽ vụ oan giá họa cho tôi. Cửu Trọng Ngọc kinh ngạc nhìn Tần Lạc, cô ta nói, coi như là anh thông minh. Anh đã hiểu chuyện như vậy thì anh cứ ngoan ngoãn phối hợp. Khi con người ta đang tức giận, lực đánh người cũng mạnh hơn so với bình thường, tới khi đó người chịu khổ chính là anh đó. Các người có thể ra tay. Tần Lạc thờ ơ trả lời. Mẹ kiếp, rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt. Gã cảnh sát đeo kính tức giận nói. Các anh em tới hâm nóng người đi. Chờ một chút, Cửu Trọng Ngọc chặn lại. Cô ta dù không muốn nghe theo lời khuyên của Cửu Yên Mị thì cũng không muốn để lại sơ hở cho người ta nắm,
trước tiên hãy cho anh ta hưởng chút không khí ấm. Hiểu rồi, gã cảnh sát đeo kính cười nói, hãy dẫn nó đi hóng gió. Hóng gió chính là dẫn phạm nhân tiến vào một căn phòng nhỏ trống không. Trên nóc phòng có vô số những lỗ nhỏ, không khí lạnh được thổi qua những lỗ nhỏ này. Chỉ trong vòng 3 phút đồng hồ là căn phòng đông cứng, trở nên lạnh giá như một căn phòng băng. Luồng không khí trên nóc nhà được người bên ngoài điều khiển thay đổi cho phù hợp. Bọn họ nhất định không gây ra chết người nhưng là liên tục hành hạ thân thể và tinh thần của phạm nhân. Ngay khi bước vào trong, Tần Lạc đã biết ngay mục đích sử dụng của căn phòng này. Loại hình bạo lực này tuyệt đối không để lại dấu vết gì trên thân thể phạm nhân nhưng lại đạt được hiệu quả mong muốn. Hơn nữa vì bên ngoài trời mưa to nên khi Tần Lạc bị dẫn vào trong, quần áo của hắn cũng dính nước mưa. Lúc này nhiệt độ ngoài trời rất thấp, một người mặc quần áo mong manh đứng ở ngoài đã có cảm giác rét run, huống chi còn bị người ta thổi, điều hòa. Không khí lạnh hóa thành một làn sương mù bay vào trong phòng. Nhiệt độ cơ thể Tần Lạc nhanh chóng hạ xuống, thân thể hắn lập tức trở nên giá lạnh như băng. Phương pháp này rất hay, Tần Lạc cười gượng, hai tay cọ sát vào nhau thầm nghĩ, đại đầu phải nhanh hơn chứ. 3 phút đồng hồ đã qua, 5 phút đồng hồ đã qua, 10 phút đồng hồ đã qua. Nhiệt độ bên trong càng lúc càng xuống thấp, thân thể Tần Lạc đã bước vào trạng thái lạnh cóng. Mặc dù Tần Lạc vẫn đi lại trong phòng nhưng hắn có cảm giác người mình đang bị đông cứng. Hơi thở của Tần Lạc càng lúc càng khó khăn, luồng hơi thở ra bên ngoài hoàn toàn bị biến thành băng. Được rồi, phải nghĩ ra cách thôi, Tần Lạc thầm nói. Tần Lạc nhớ tới, đạo gia thập nhị đoạn cẩm, sau đó hắn bắt đầu tiến hành thực hiện tư thế luyện tập trong căn phòng nhỏ. Lúc trước Tần Lạc luyện tập, đạo gia thập nhị đoạn cẩm, là vì cơ thể hắn quá nóng. Hắn chỉ muốn giữ thân thể mình yên ổn, trung hòa hơi nóng. Bây giờ hắn ngồi luyện tập chính là vì nhiệt độ cơ thể xuống quá lạnh. Hắn muốn có khí nóng để bảo vệ chính mình. Không thể không nói đây chính là một loại tâm pháp thần kỳ. Khi Tần Lạc luyện tới tầng thứ 5 của đoạn cẩm, xích long rào thủy tân, Tần Lạc cảm thấy cảm giác rét lạnh trong người đã biến mất. Hơn nữa một luồng khí nóng từ đan điền xuất hiện lưu chuyển khắp cơ thể. Tần Lạc càng luyện tập, hắn càng khỏe mạnh. Hắn thầm nghĩ, đạo gia thập nhị đoạn cẩm, này đúng là bảo bối. Hắn chỉ hy vọng bên long tức sớm kiểm nghiệm xong. Một khi như vậy nó sẽ như, thái cực, được phổ biến ra toàn dân. Anh ta làm cái gì vậy? Tập thái cực sao? Tư thế này có vẻ rất kỳ quái. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một phạm nhân vào trong hầm băng mà vẫn còn bình tĩnh. Có nhìn thấy không? Anh ta đổ mồ hôi. Thông qua camera giám sát hình ảnh trong phòng, mấy nhân viên cảnh sát đang thảo luận tình hình của Tần Lạc. Xem ra hầm băng này không có gì đặc biệt, Cửu Trọng Ngọc buồn bực nói. Thủ trưởng! Hay chúng ta đổi cách khác đi, gã cảnh sát đeo kính cẩn thận đề nghị. Đổi lại đi, Cửu Trọng Ngọc nghiến răng nói. Cô ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mỉa mai của Tần Lạc khi cô ta nhìn thấy hắn. Cạch 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 cạch, có người đập cửa. Ai vậy hả, hãy gõ nhẹ một chút. Một gã cảnh sát chạy tới mở mắt mèo trên cánh cửa. Nụ cười của gã lập tức cứng đơ trên gương mặt. Mở cửa ra, một người đàn ông với ánh mắt sắc như dao cạo quát to. Gã cảnh sát không dám chần chừ, gã lập tức mở cánh cửa sắt. Anh là... Cút ngay, người đàn ông đẩy gã cảnh sát ra, sau đó ông ta đi nhanh vào trong phòng. Gã cảnh sát đeo kính thấy một người mặc trang phục đen đi vào trong phòng thì đứng dậy ngăn cản hỏi, các anh là ai? Người đàn ông trung niên nhìn liếc qua căn phòng sau đó móc túi lấy một tấm thẻ. Sau khi gã cảnh sát đeo kính nhìn thấy tấm thẻ, lập tức gã trở nên cung kính. Sau đó hai tay cầm tấm thẻ trả lại người đàn ông. Anh là ai? Cửu Trọng Ngọc đương nhiên không phải là người ngu ngốc. Sau khi nhìn thấy sắc mặt và thái độ của gã cảnh sát đeo kính, cô ta biết lai lịch của người này không đơn giản. Trung Ái Quốc, trưởng phòng 11 Quốc An. Người đàn ông âm trầm trả lời nhưng xen vào đó là sự uy nghiêm. Cho dù là Cửu Trọng Ngọc cũng là quan chức cùng cấp với ông ta nhưng khi đứng trước mặt ông ta, bọn họ tuyệt đối không dám đứng thẳng người. Cửu Trọng Ngọc thầm giật mình, cô ta cười nói, Trung trưởng, xin hỏi anh có chuyện gì? Thả người, Trung Ái Quốc nói. Thả người nào, Cửu Trọng Ngọc đã biết rõ nhưng cô ta cố tình hỏi lại. Lúc này Cửu Trọng Ngọc bắt đầu hiểu rõ ý tứ của Cửu Yên Mị. Gã khốn Tần Lạc kia đã dùng chính thân thể của mình làm mồi câu cho cô ta mắc câu. Tần Lạc, Trung trưởng, anh ta chính là phạm nhân của tôi. Cửu Trọng Ngọc cũng là trưởng. Mặc dù tầm quan trọng của cô ta không thể so với người khác nhưng cấp bậc vẫn tương đương với Trung Ái Quốc.
Bây giờ chuyện này do tôi thụ lý. Trung Ái Quốc nói, hãy lập tức thả người. Đại đầu đi theo sau Trung Ái Quốc lập tức bước lên, hắn lạnh lùng hỏi, người đang ở chỗ nào? Một nam cảnh sát chỉ vào cánh cửa sắt của hầm băng, nhưng không nói câu nào. Tra tấn hả? Sát khí nồng nặc hiện lên trong mắt đại đầu. Không có, không, chỉ là bên trong hơi lạnh một chút thôi. Thế nhưng anh ta, thân thể đại đầu đột nhiên vọt lên, cánh tay phải của hắn vung ra đánh vào cằm gã cảnh sát đó. Binh! Một âm thanh giòn tan vang lên, cằm của gã cảnh sát bị chật khớp, cả người gã bay ra ngoài. Đại đầu không vì thế mà dừng tay lại, hắn tiếp tục đánh về phía một cảnh sát khác. Một chiêu giết địch, một quyền đánh bay. Rất nhanh người trong phòng ngã rạp xuống. Chương 870, chết theo. Nhanh như gió cuốn, mạnh như điện quang. Tới đột ngột mà chấm dứt cũng nhanh. Khi thân thể đại đầu đứng lại, người trong phòng toàn bộ đã ngã xuống đất. Không một tiếng động, thậm chí không có cả một tiếng rên gì. Đại đầu tức giận ra tay, hắn đánh người tới hôn mê bất tỉnh sao có thể để người ta có cơ hội nằm rên gì trong phòng. Lúc này chỉ còn bốn người đang đứng. Trưởng phòng quốc an Trung Ái Quốc, Cưu Trọng Ngọc, đại đầu và Giê-xu đứng chắn ở cửa. Ngay cả gã cảnh sát đeo kính chức vụ nhỏ bé kia cũng nằm không biết sống chết thế nào dưới chân Cửu Trọng Ngọc. Hình như đại đầu đã đá trúng hạ bộ của gã. Cửu Trọng Ngọc há hốc mồm kinh ngạc, đại đầu ra tay bất ngờ khiến cô ta không có cơ hội quát bảo đại đầu dừng tay. Tới khi Cửu Trọng Ngọc kịp phản ứng thì lực lượng hai bên đã quá chênh lệch. Không, nói một cách chính xác thì cuộc tàn phá đã chấm dứt. Một đấu với sáu, bên ít người đã giành chiến thắng bởi vì sáu người kia thậm chí còn chưa kịp nắm tay lại. Các người, sao anh ta lại ra tay đánh người? Cuối cùng Cửu Trọng Ngọc đã nổi giận, cô ta chỉ tay vào đại đầu căn vặn. Tục ngữ có câu, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Những người cảnh sát này đều do cô ta gọi tới làm việc. Nếu như cô ta không nói một câu nào, sau này còn ai nghe theo mệnh lệnh của cô ta nữa không? Hơn nữa Cửu Trọng Ngọc còn có mối quan hệ khá mập mờ với gã cảnh sát đeo kiếm kia. Khi tình nhân bị người đánh, đương nhiên cô ta không thể vui được. Phòng thứ 11 quốc an hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của anh ta. Trung Ái Quốc thản nhiên nói. Nói thật sự thì phòng thứ 11 của quốc an chỉ có quyền hỗ trợ chứ không có quyền lãnh đạo. Long Tức này là một con quái vật, ở đất nước Trung Quốc này chỉ có một người có thể điều động bọn họ. Mà đối với người chỉ huy quái vật Long Tức kia cả nước Trung Quốc này cũng chỉ có hai người có thể điều động. Thế nhưng cũng là ngành đặc thù quốc gia, Trung Ái Quốc cực kỳ yêu thích thân thủ của đại đầu. Anh chịu trách nhiệm như thế nào? Trung Ái Quốc trừng mắt nhìn xung quanh, ông ta cười âm trầm nói, thế nào? Chúng tôi chịu trách nhiệm còn phải báo cáo với cô hả? Nếu như cô không phục, cô có thể tìm lãnh đạo của chúng tôi hay phản đối lên lãnh đạo của các cô về vấn đề này. Anh! Ngay khi hai người còn đang tranh cãi, đại đầu đã mở cánh cửa, hầm băng, nặng nề. Sau khi Tần Lạc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn đã ngừng tập luyện. Hắn nằm dán người xuống nền nhà nên nhiệt độ thân thể của hắn nhanh chóng tụt xuống. Trên quần áo, trên mặt Tần Lạc phủ một lớp xương mỏng sau đó Tần Lạc run rẩy bước ra ngoài. Cuối cùng cậu đã tới, Tần Lạc run rẩy nói. Đại đầu vội vàng đi vào trong, dìu Tần Lạc đi ra ngoài. Cựu trưởng phòng. Cô có thể giải thích cho tôi là đã xảy ra chuyện gì không? Trung Ái Quốc nhìn thoáng qua tình trạng của Tần Lạc, ông ta lên tiếng hỏi với vẻ mặt tái xanh. Cửu Trọng Ngọc thầm chột dạ nhưng cô ta vẫn kiên trì tới cùng, anh ta chính là phạm nhân mà chúng tôi bắt được. Anh ta sai bảo vệ sĩ của mình đánh nhiều người bị thương. Chúng tôi đang thẩm vấn anh ta. Tôi thừa nhận là trong lúc thẩm vấn cấp dưới của tôi có dùng một số biện pháp không tốt nhưng sau khi tôi biết, tôi đã ngăn cản bọn họ. Chúng tôi chuẩn bị thả người thì các anh tới đây ra tay. Cô nói anh ta ra lệnh đánh người khác, cô có chứng cứ không? Có rất nhiều người chứng kiến. Có người làm chứng không? Tôi đã cử người đi mời bọn họ sẽ nhanh chóng quay về đây. Không có nhân chứng mà cô đã bắt đầu tra tấn người ta sao? Trung Ái Quốc quát to. Ông ta chỉ vào đại đầu nói, có phải anh ta chính là vệ sĩ đánh người như cô nói không? Tạm thời vẫn chưa xác định. Cửu Trọng Ngọc nói, khi đại đầu ra tay đánh người ở nhà tang lễ, Cửu Trọng Ngọc không có mặt ở đó nên cô ta không biết đại đầu. Cô có biết anh ta là ai không? Anh ta chính là quân nhân trực thuộc Cục Quốc An và Ti Cảnh Vệ Trung ương. Nhiệm vụ của anh ta chính là bảo vệ chính khách và cấp trên của mình. Một chiến sĩ đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc có chủ động đã thương người bừa bãi không? Cô nghi ngờ công việc của chúng tôi sao?
Cửu Trọng Ngọc toát mồ hôi lạnh, cú chụp mũ này quả thực rất nghiêm trọng. Nếu như cô ta thực sự bị chụp mũ, cô ta sẽ là kẻ thù của cả Quốc An. Trong lòng Cửu Trọng Ngọc hoàn toàn hiểu rõ Quốc An là một tổ chức như thế nào. Nếu như cô ta thực sự đắc tội với bọn họ thì cô ta sẽ không còn giấc ngủ yên nữa. Còn nữa, anh ta đã chủ động báo cáo với tôi. Anh ta có nói khi đối tượng ra tay tấn công người được anh ta bảo vệ, anh ta mới ra tay phòng vệ. Vấn đề chưa được điều tra cụ thể, sao cô dám tùy tiện bắt người? Sao cô dám sử dụng tư hình với người ta? Ai cho cô cái quyền đó? Bị Trung Ái Quốc lên lớp một trận, Cửu Trọng Ngọc không dám ngẩng đầu dậy. Cửu Trọng Ngọc vốn cho rằng cô ta và Trung Ái Quốc là cán bộ cùng cấp, ít nhất cô ta không thua thiệt khi đứng trước mặt ông ta. Nhưng lúc này đang bị Trung Ái Quốc dạy như một cấp dưới, thậm chí cô ta không dám phản kháng câu nào. Tần tiên sinh, anh có chuyện gì không? Trung Ái Quốc nhìn Tần Lạc, ân cần hỏi. Trung Ái Quốc biết rất rõ con người này. Một người mà có thể khiến cho lão quái vật phái thành viên chính thức của Long Tức làm vệ sĩ, Trung Ái Quốc ông ta không dám đắc tội. Tôi, không, việc gì, Tần Lạc thều thào nói. Hai hàm răng của hắn va lập cập, tôi. Tần Lạc mới thốt chữ tôi, thì thân thể hắn mềm nhũn, gục xuống ngất xỉu trong lòng đại đầu. Mau đưa tới bệnh viện, Trung Ái Quốc gào to. Huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, chức năng cơ thể hoàn hảo. Kỳ lạ, các chức năng cơ thể bình thường mà sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Liệu có phải ảnh hưởng tới não không? Nghe nói anh ấy bị cảnh sát bức cung mà. Xuyệt, chuyện này không thể nói lung tung, bây giờ tố chất của cảnh sát. Tần Lạc tỉnh lại vì đói. Nếu như không phải vì hắn quá đói không thể chịu được thì hắn vẫn tiếp tục ngủ. Hiếm khi có cơ hội diễn một vở kịch thế này, hắn nhất định phải khiến cho to chuyện. Tỉnh rồi, một người phụ nữ ngồi bên cạnh dịu dàng nói. Tần Lạc mở mắt, hắn nhìn thấy Lâm Hoán Khê với sắc mặt lo lắng đang ngồi ở cạnh giường trông hắn. Em tới khi nào vậy? Tần Lạc cười hỏi, ban đầu thì hắn giả vờ ngủ nhưng rồi thì ngủ thật. Dù gì hắn và Lệ Khuynh Thành liên tục đại chiến, sức khỏe hao tổn nghiêm trọng. Hắn không biết Lâm Hoán Khê tới từ lúc nào. Hắn không ngờ chuyện này làm người nhà hắn lo lắng. Mới tới được một lát, ông và bối bối ở bên ngoài. Y tá sợ trẻ con làm ồn nên không cho bối bối vào. Lâm Hoán Khê cười nói. Anh không sao, em hãy bảo hai người vào trong này đi. Tần Lạc nói. Còn có rất nhiều người ở bên ngoài. Lâm Hoán Khê nói. Cũng để cho bọn họ vào đi. Tần Lạc nói. Một phút sau Tần Lạc bắt đầu hối hận vì câu nói đó của mình. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người. Không chỉ có hai người bối bối và Lâm Thanh Nguyên mà Lâm Hoán Khê mới nói. Còn có Trung Ái Quốc, Đại Đầu, Giê-xu. Một người đàn ông béo mập hai tay không ngừng lau mồ hôi trán, vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Lạc nhưng không dám bước tới nói chuyện, Cửu Yên Mị với vẻ mặt lạnh lùng, người đứng cuối cùng chính là Văn Nhân Mục Nguyệt. Đương nhiên Văn Nhân Mục Nguyệt cũng tới, chuyện lần này dù không muốn làm to cũng không thể được. Có thể tưởng tượng ra những con mắt trong ánh sáng cũng như trong bóng tối luôn nhìn chằm chằm vào cái bệnh viện này. Hai mắt bối bối đỏ hoe, khuôn mặt trắng nhỏ bé của cô bé cũng hồng hồng. Xem ra cô bé đã khóc rất nhiều. Bối bối chạy tới chỗ Tần Lạc, giơ bàn tay mụ mẫm cầm tay Tần Lạc nói, cha, cha thật ngu. Ngay cả một người xấu cũng không đánh lại. Ngay cả khi không đánh lại người xấu cha cũng có thể bỏ chạy. Cha không bằng cả một con chuột. Tần Lạc vừa cảm động mà cũng tức giận. Điều đáng cảm động là cô bé này đã biết đau buồn. Chỉ cần nhìn gương mặt đỏ ửng của bối bối là biết mới rồi cô bé rất đau lòng. Điều đáng tức giận là bối bối nói hắn không bằng con chuột. Chính hắn có sự lợi hại như của con chuột, mèo và chuột, trên thế giới này còn có chỗ nào mà không đi được sao? Tần Lạc, cháu thấy thế nào? Lâm Thanh Nguyên hiền từ nhìn Tần Lạc, ông già này đối xử với Tần Lạc như cháu ruột của mình. Ông, cháu không có chuyện gì, Tần Lạc áy náy nói. Điều tệ hại nhất của vở tuồng này là hắn đánh lừa một người hiền lành. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sau này nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Thanh Nguyên nói, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện bên ngoài cháu không cần phải xen vào. Cho dù có xảy ra điều gì đi nữa, ông cũng muốn đòi lại món nợ này cho cháu. Khi nghe Lâm Thanh Nguyên nói câu đó, cuối cùng gã béo mập đã có cơ hội lên tiếng. Gã cười đầy vẻ rẻ tiền, nói, Tần tiên sinh, tôi tới kiểm điểm với tiên sinh. Tôi không làm tốt công tác của mình khiến cho anh phải chịu khổ. Tất cả những cảnh sát lạm dụng cha tấn anh đã bị giam lại. Chờ sau khi anh khỏe lại, chúng ta sẽ thương lượng một biện pháp giải quyết thỏa đáng. Anh là ai?
Tần Lạc Dương mắt nhìn gã béo hỏi. Tôi là Lý Tiểu Huy, cục trưởng phân cục Áp Bắc. Tôi không quen, Tần Lạc tức giận nói, còn nữa xử lý những cảnh sát coi tính mạng của dân chúng như trò đùa là chuyện của pháp luật. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tôi và anh phải thương lượng chuyện gì? Không phải, đây chỉ là sự tôn trọng thôi. Lý Tiểu Huy cười xấu hổ nói. Trung ái quốc đi tới trước mặt Tần Lạc nói, bọn họ đã khai ra rồi. Tất cả là do trưởng phòng Cửu Trọng Ngọc sai khiến bắt người và dụng hình tra tấn. Trưởng phòng Cửu Trọng Ngọc đã bị đình chỉ chức vụ làm kiểm điểm. Tạm dừng chức vụ kiểm điểm thôi sao? Tần Lạc nói với vẻ bất mãn, bản thân là nhân viên cảnh sát lại vi phạm pháp luật mà chỉ bị tạm đình chỉ chức vụ kiểm điểm thôi sao? Khi ấy cô ta quát mắng nói muốn làm đông cứng tôi nếu như mọi người không tới nhanh. Bây giờ tôi đã là một khối băng nằm ở trong nhà xác rồi. Cửu Yên Mị than thầm trong lòng. Nàng biết Cửu Trọng Ngọc chỉ là quân bài đầu tiên trong chuỗi quân bài domino sẽ ngã xuống. Sau khi Cửu Trọng Ngọc ngã xuống sẽ đẩy ngã những quân bài khác. Tần Lạc, có phải anh muốn kéo cả Cửu gia xuống để cho người phụ nữ đó báo thù sao? Chương 871, quỳ xuống. Mặc dù nhiệt độ trong phòng bệnh cũng không cao lắm, nhưng trán của Lý Tiểu Huy lại không ngừng toát mồ hôi hột. Khi Cửu Trọng Ngọc gọi điện muốn bắt người thì ông ta cũng phải biết. Điện đến chỗ ông ta, mà ông ta là lãnh đạo của một phân cục, tất nhiên là không tiện đứng ra bắt người, nên đã phái thủ hạ có quan hệ mật thiết với Cửu Trọng Ngọc dẫn theo người đến đó. Ông ta chỉ biết là Cửu Trọng Ngọc muốn bắt người, nhưng lại không biết là muốn bắt ai. Khi sử trưởng của Quốc an cục tìm đến cục cảnh sát của bọn họ, và sau khi 6 thủ hạ của họ bị đánh thương thì ông biết là sự việc không nhỏ chút nào. Sau đó ông ta lại tìm hiểu được một số thông tin từ một số đường khác, đã khiến cho ông ta không còn tâm tư nào nữa. Ông ta biết rõ là lần này ông ta đã gặp phải thứ dữ rồi. Ông nghĩ thầm, nếu người trẻ tuổi này chịu buông tha, còn Cửu Trọng Ngọc nhận mọi trách nhiệm về mình, thì mình còn tránh qua được kiếp nạn này. Còn nếu người trẻ tuổi này không chịu buông tha, mà Cửu Trọng Ngọc lại không muốn gánh vác cái gọi là sơ suất trong việc giám sát này, thì cái đợi mình chỉ còn có thể là cách chức để chờ xét xử mà thôi. Ông ta năm nay đã 46 tuổi rồi, để có được địa vị như ngày hôm nay ông cũng đã bỏ ra cả 20 năm trời, dễ dàng không? Lý Tiểu Huy cười hề hề theo nói, tất nhiên sẽ không chỉ là đình chức để kiểm điểm không thôi. Vì Tần tiên sinh đã phải nhập viện, vì vậy mà sự an nguy của anh mới là cái mà chúng tôi quan tâm nhất, do đó, về việc xử lý sử trưởng Cửu thế nào thì... Việc xử lý đồng chí Cửu Trọng Ngọc này còn cần phải tiến hành thảo luận nữa. Xin Tần tiên sinh hãy tin tưởng ở chúng tôi, hệ thống cảnh sát chúng tôi quyết sẽ không để cho một người tốt phải hàm oan, và cũng không bỏ qua cho một người xấu được. Thế thì ông hãy xử lý những người xấu mà tôi biết rồi trước đi. Tần Lạc không muốn cứ thế mà bỏ qua luôn. Nếu kết quả xử lý không được ưng ý thì tôi sẽ kiện phân cục các ông lên tòa. Vâng vâng, nhất định là thế rồi. Nhất định là thế rồi. Lý Tiểu Huy gật đầu lia lịa nói, nhưng cấp bậc của sử trưởng Cửu khá là cao, về phần này thì tôi thật sự là không thể làm gì nổi. Cái này thì ông không cần phải lo, sẽ có người xử lý việc đó. Cục chúng tôi đã nói chuyện với Bộ Công an rồi, tôi sẽ đi theo việc này đến cùng. Trung ái quốc không khách khí nói, ông ta xuất thân là một quân nhân, đối với những kẻ lõi đời cứ gió chiều nào theo chiều đó thì ông không có lấy một chút thiện cảm nào cả. Một người mà không có lấy nguyên tắc và lòng kiên trì của chính mình. Ai có thể uy hiếp đến vị trí dưới chỗ ngồi của ông thì ông sẽ nghe theo người đó. Vâng, vâng, vâng. Trung sở trưởng nói đúng lắm. Lý Tiểu Huy cười theo nói. Đối với việc 6 vị cảnh viên phạm án của phân cục Áp Bắc, tôi nhất định sẽ xử lý một cách nghiêm khắc, quyết không nương tay. Hãy quay về làm việc đi. Tần Lạc khoát tay nói. Mặc dù ông ta vẫn cười nói một cách thận trọng. Nhưng Tần Lạc chỉ cần nhìn ông ta thôi là thấy khó chịu trong người. Nụ cười của ông ta quá ư là giả tạo. Nếu mình không có một hậu thuẫn vững chắc, không có khả năng để áp chế bọn họ, thì có lẽ khi đối mặt với mình, vẻ mặt của ông ta sẽ vô cùng ghê tởm và khủng khiếp cũng nên. Tần Lạc không hề có ý định bỏ qua cho ông ta. Giữ lại ông ta để có một tia hy vọng thoát hiểm, rồi để về sau cho ông ta với Cửu Trọng Ngọc cắn xé lẫn nhau. Con người một khi đã thoát ra được từ trong tình cảnh nguy hiểm, thì sẽ không dễ dàng mạo hiểm một lần nữa. Đây là một ám hiệu tâm lý con người. Nếu hắn đoán không sai, thì Cửu Trọng Ngọc sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu của phân cục Áp Bắc cũng nên. Còn cần chúng tôi làm gì nữa không? Trung ái quốc đứng bên mép giường hỏi. Tần Lạc, cố gắng hết sức, để có thể ngồi dậy, cảm kích nói, sử trưởng Trung, ông khách khí quá.
Công việc của ông bận rộn mọi bề, tôi làm phiền như vậy đã rất không nên rồi. Cảm tạ ơn cứu mạng của sử trưởng Trung, đợi đến khi tôi có thể xuống giường thì nhất định bày tiệc đãi ông một bữa tạ ơn. Ha ha, về sau mọi người đều là bạn của nhau cả rồi, không cần phải khách khí như thế. Trung Ái Quốc cười hề hề nói, nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi về cục trước nhé. Cậu yên tâm, tôi sẽ viết ra những gì mà tôi thấy một cách kỹ càng rồi giao lên cho cấp trên xem xét, sẽ không để cậu phải chịu uất ức một cách vô ích đâu. Cảm ơn ông, Tần Lạc nắm chặt tay Trung Ái Quốc nói. Đợi đến khi Trung Ái Quốc rời đi, Văn Nhân Mục Nguyệt mới bước đến bên giường Tần Lạc, đôi mắt sáng long lanh của nàng như thể có thể nhìn thấu tâm tư của người khác vậy. Trước mặt nàng, Tần Lạc cảm thấy việc ngụy trang của mình quả thật là không khác gì trò trẻ con. Sao em lại đến đây? Tần Lạc ngượng ngùng nói. Nghe nói anh bệnh, nên em đã đến thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng đáp. Nghe nói. Trong nháy mắt Tần Lạc đã hiểu hàm ý trong câu nói của nàng. Chắc chắn Lệ Khuynh Thành đã đoán ra được nguyên nhân mình, nhập viện, cố tình muốn làm to sự việc lên, nhưng vì quan hệ giữa mình và nàng lại rất đặc biệt, và cũng có thể là nghĩ đến Lâm Hoán Khê, nên đã không thể đích thân đến thăm mình, mà đưa tin này cho Văn Nhân Mục Nguyệt biết. Ở cả cái đất hiến kinh này thì còn ai thích hợp làm việc này hơn Văn Nhân Mục Nguyệt nữa đây? Chỉ cần nàng đến một cái là cả hiến kinh sẽ biết chuyện người của Cửu gia đã, ngược đãi Tần Lạc. Còn địa vị trên thương trường và bối cảnh hùng hậu đằng sau Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ trở thành một áp lực to lớn đến không tưởng với Cửu gia. Khi Lệ Khuynh Thành nhảy ra liều chết với Cửu gia, thì sẽ chẳng có ai mạo hiểm việc đắc tội với Văn Nhân gia để mà đi giúp đỡ cho Cửu gia cả. Đây là việc một mũi tên bắn trúng tận mấy đích. Thứ nhất là có thể khiến cho Cửu gia trở thành một cái bia ngắm, ai cũng có thể bắn vào nó vài mũi tên. Thứ hai là, có thể phơi bày lực lượng ra bên ngoài, tăng thêm lòng tin cho những người thấy bất mãn với Cửu gia. Thứ ba là, cắt đứt cái đuôi của Cửu gia, để bọn họ mất đi tất cả các cơ hội trợ giúp. Thứ tư, đó là kiếm một cái cớ cho Văn Nhân Mục Nguyệt tham gia vào việc này. Thứ năm và cũng là cái quan trọng nhất, đó là đẩy đổ lá bài đầu tiên của họ trước, sau đó dùng nó để đi đè bẹp những con chủ bài khác. Lần này thì Cửu Trọng Ngọc đi đời rồi, hai việc mà cô ta đã làm đó là lạm dụng công quyền để phục vụ cho việc dùng hình cá nhân của mình thì cô ta chỉ có thể tự cứu mình mà thôi, còn nếu mà ai đứng ra giúp cô ta thì sẽ xui xẻo theo thôi, những lực lượng chính trị khác của Cửu gia chỉ có thể giữ im lặng. Tần Lạc gật đầu cười cười, nói, cảm ơn em. Em đi đây, nếu cần giúp đỡ thì gọi điện thoại cho em. Vừa nói dứt lời, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không đợi Tần Lạc đáp lại nữa, mà quay người bước thẳng ra ngoài. Để tôi tiễn cô, Lâm Hoán Khê đứng dậy nói. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Lâm Hoán Khê với cặp mắt kinh ngạc, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhưng lại khó làm người ta phát hiện ra. Cửu Yên Mị bước tới trước mặt Lâm Thanh Nguyên cười nói, ông ơi, cháu có thể nói chuyện riêng với Tần Lạc một chút được không ạ? Chỉ cần 3 phút là đủ rồi. Lâm Thanh Nguyên là một người già hiểu biết, ông không nghĩ là giữa Cửu Yên Mị và Tần Lạc lại có mối quan hệ gì cả. Ông liền gật đầu nói, được. Hai cháu cứ nói chuyện với nhau đi. Thấy Tần Lạc không sao thì ông yên tâm rồi. Ông đưa Bối Bối về nhà làm bài tập trước nhé. Nói xong, ông liền kéo theo Bối Bối ra khỏi phòng bệnh, con bé thì lại không muốn rời đi chút nào. Khi biết Cửu Yên Mị muốn nói chuyện với Tần Lạc, thì những người khác ở trong phòng bệnh cũng đều từ từ đi ra ngoài hết. Cửu Yên Mị bước tới trước mặt Tần Lạc, khẽ vuốt những sợi tóc rũ xuống trán hắn lên. Đau khổ cười nói, bây giờ cảm thấy thế nào? Cũng tạm ổn, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi. Tần Lạc nói, mọi người đều là những người thông minh, vì vậy mà không cần thiết phải giả bộ rằng mình bị thương nặng đến mức nào trước mặt nàng. Tôi rõ ràng đã gọi điện cảnh cáo cô ấy rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn làm một việc ngu xuẩn như thế. Cô ấy làm sao có thể là đối thủ của anh được chứ? Có lẽ đây không phải là một việc làm ngu xuẩn, mà là vì yên tâm có chỗ dựa vững chắc cũng nên. Tần Lạc cười nhạt phản kích lại. Đến đối thủ của mình là ai mà cũng không biết, như thế không phải là ngu xuẩn thì là cái gì? Cửu Yên Mị cố chấp nói. Tùy cô muốn nói thế nào thì nói. Tần Lạc tỏ vẻ không quan tâm. Hắn cảm thấy chẳng cần thiết phải tranh chấp gì thêm với Cửu Yên Mị về chuyện này nữa làm gì. Tất nhiên, hắn cũng biết là Cửu Yên Mị nói như vậy là để định tính cho hành vi của Cửu Trọng Ngọc, muốn nói cho hắn rõ là đây chỉ là hành vi của riêng mình cô ta mà thôi. Chứ không phải là được sự sai khiến của Cửu gia mà làm một việc ngu xuẩn như vậy. Cửu Yên Mị nhìn Tần Lạc hỏi, Cửu gia vứt bỏ Cửu Trọng Ngọc thì việc này coi như đến đây là kết thúc, có được không? Mấy người còn có sự lựa chọn nào tốt hơn sao? Tần Lạc cười nói.
Cửu Yên Mị bất đắc dĩ nói ra điều kiện của anh đi, anh muốn phải như thế nào thì mới chịu bỏ qua cho Cửu gia. Cô phải hiểu mục đích tôi làm vậy là vì cái gì? Tần Lạc nhìn Cửu Yên Mị nói. Tôi biết, Cửu Yên Mị gật đầu nói. Cô cho rằng cô ấy sẽ bỏ qua cho sao? Tần Lạc hỏi tiếp. Chấm, không, Cửu Yên Mị lắc đầu nói. Cô ấy sẽ không chịu buông tha đâu, là một người đàn ông của cô ấy, thì tôi phải có trách nhiệm giúp cô ấy đánh thắng trận này. Cô bảo tôi dừng tay luôn ở đây là có ý gì? Cứ để cho cô ấy tiếp tục bị Cửu gia nhà cô chèn ép khinh dễ sao? Tôi sẽ thuyết phục bọn họ. Không cần đâu, Tần Lạc khoát tay nói. Không thuyết phục nổi đâu, chỉ có đánh cho bọn họ đau rồi, tàn tật rồi thì bọn họ mới thực sự dừng tay lại. Cửu Yên Mị tỏ vẻ đau khổ nói, mâu thuẫn thực sự là không còn biện pháp gì hòa giải nữa hay sao? Cô có thể đi hỏi cô ấy, Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị nhìn Tần Lạc, hỏi, Tần Lạc, chúng ta có được coi là bạn không? Tôi vẫn luôn coi cô như một người bạn, Tần Lạc thẳng thắn đáp. Cô không giống với những người trong Cửu gia khác. Khi tôi và Cửu Trọng Dung xảy ra xung đột, thì cô là người đứng ra là chứng giúp tôi. Lần đó là tôi đã nợ cô. Về sau mối quan hệ của chúng ta cũng rất tốt đẹp. Kỳ thật mà nói thì nếu không cần thiết, thì tôi cũng không muốn có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa tôi và cô. Tất nhiên là cho đến bây giờ thì bản tôi và cô cũng không có mâu thuẫn nào cả. Nếu có thì đó là mâu thuẫn với Cửu gia. Nhưng tôi là người của Cửu gia. Cửu Yên Mị nở một nụ cười khổ sở. Cô có thể đứng sang một bên, không can thiệp vào những chuyện này. Tần Lạc khuyên nhủ. Tôi là sao có thể không quản gì đến Cửu gia, cũng giống như là anh không thể không giúp đỡ cô ấy vậy. Có thể Cửu gia có hết vấn đề này đến vấn đề nọ, đôi lúc tôi cũng ghét nó nhưng nó là tâm huyết của vô số người trong Cửu gia, là tâm huyết của ông nội tôi không thể nhìn thấy nó bị lụi bại mà nhắm mắt làm ngơ được. Nếu làm vậy thì cả đời này tôi cũng không thể sống thoải mái được. Thứ lỗi cho tôi mạo muội, Tần Lạc cười nói, cô thấy rằng, cô có thể làm được gì đây? Việc tôi có thể làm được là khá nhiều đấy, Cửu Yên Mị lộ rõ vẻ đau khổ. Tiếp đó, nàng từ từ quỳ rạp xuống trước giường bệnh của Tần Lạc, nói với vẻ mặt trịnh trọng, bao gồm cả việc quỳ xuống thế này. Chương 872, việc mà người đàn ông nên làm. Lâm Hoán Khê nói là tiễn văn nhân Mục Nguyệt ra ngoài, nhưng trên thực tế thì hai người lại không nói một lời nào với nhau. Gần như là đến một ánh mắt qua lại thôi cũng không có. Lâm Hoán Khê đi trước dẫn đường, còn văn nhân Mục Nguyệt thì theo sát phía sau, đi theo sau nữa là cả một đám vệ sĩ của nàng. Không ít bệnh nhân trong các phòng bệnh hoặc các cô y tá đều thò đầu ra ngoài nhìn về phía này, khi bọn họ nhìn rõ dung mạo của hai người phụ nữ đi trước, thì phản ứng của bọn họ đại đa phần đều là, đàn ông thì trợn tròn hết cả mắt lên vì kinh ngạc, còn phụ nữ thì nheo hết mắt lại vì ngưỡng mộ. Chiếc xe đắt tiền của văn nhân Mục Nguyệt đỗ ngay ở trong vườn bệnh viện, tài xế đã lái xe đến cổng chính của nơi nhập viện, chỉ cần văn nhân Mục Nguyệt bước xuống cầu thang thôi là có thể lên được xe rồi. Cho đến khi đi đến mái hiên dưới cổng, thì Lâm Hoán Khê và văn nhân Mục Nguyệt mới dừng bước lại một cách ăn ý. Lâm Hoán Khê quay người lại nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi biết cô. Tôi cũng có tài liệu về cô, văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói, rất chi tiết. Anh ấy nói cho tôi việc đến nhà cô thối hôn. Lúc đó anh ấy còn chưa quen cô. Im lặng trong giây lát, văn nhân Mục Nguyệt mới quay ra nhìn vào Lâm Hoán Khê nói, cô đang lo tội oán hận anh ấy, hay là muốn nói cho tôi biết rằng ở một mặt nào đó tôi là một kẻ thất bại đây? Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu lúc đó mà anh ấy chọn cô, thì sự trợ giúp cho anh ấy liệu có lớn hơn không? Anh ấy muốn làm rất nhiều việc, lý tưởng cũng rất lớn, tôi đã dốc cạn khả năng để giúp đỡ anh ấy. Nhiều lúc, tôi có cảm giác như muốn giúp mà lại lực bất tòng tâm. Nếu là cô thì cô nhất định sẽ làm tốt hơn tôi. Ít nhất thì cô có thể trợ giúp anh ấy nhiều hơn tôi. Lâm Hoán Khê cười giải thích. Nàng cảm nhận được sự thù địch toát ra từ phía văn nhân Mục Nguyệt, trong lòng đúng là vẫn còn oán hận. Có lẽ là trong những việc như thế này thì cho dù người ta có thể mặt mũi tươi cười, nhưng chẳng có ai có thể xóa sạch vết thương trong lòng mình. Thế mục đích cô nói với tôi những điều này là gì thế? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ anh ấy nhiều hơn, để anh ấy không phải vất vả như thế nữa. Lâm Hoán Khê thành khẩn nói. Văn nhân Mục Nguyệt lại nhìn vào Lâm Hoán Khê lần nữa, Lâm Hoán Khê cũng thản nhiên đối mặt với nàng. Một lát sau, văn nhân Mục Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng nói, cho dù khi đó tôi quen anh ấy trước, thì tôi vẫn là người thua cuộc. Văn nhân Mục Nguyệt nhấc chân bước lên xe,
khi nàng chuẩn bị gập người chui vào trong xe, thì đột nhiên lại dừng lại. Tôi với anh ấy là bạn, anh ấy cần đến sự giúp đỡ của tôi thì tôi sẽ không bao giờ từ chối. Chờ cho đến khi đoàn xe đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người ta đi khỏi rồi, thì Lâm Hoán Khê mới hướng tầm mắt của mình qua hướng khác. Cô ấy mạnh mẽ hơn mình nhiều, Lâm Hoán Khê thầm nghĩ. Nhục nhã không? Có chứ, nhưng Cửu Yên Mị chẳng còn cách nào khác cả. Nàng biết rõ một điều, đó là nỗi uy hiếp đối với Cửu gia không phải là Lệ Khuynh Thành, mà là Tần Lạc, người đứng sau Lệ Khuynh Thành. Năng lực của Lệ Khuynh Thành không tồi, nhưng thời gian mà nàng tích lũy lại quá ngắn, chỉ có 2 năm trời thì làm sao mà tiền tài cùng những mối quan hệ nàng tích lũy được có thể đem ra so sánh với một gia tộc được truyền đời cả trăm năm như Cửu gia chứ. Hơn nữa, chỗ dựa lớn nhất của nàng chính là Quốc tế Khuynh Thành, mà cổ đông lớn nhất Quốc tế Khuynh Thành lại là Tần Lạc. Vì vậy mà nếu Tần Lạc từ chối không giúp đỡ thì nàng lấy gì để mà báo thù đây? Nhưng Tần Lạc lại không thế. Mặc dù Tần Lạc là một bác sĩ, nhưng lại không phải là một bác sĩ có thể xem thường được. Nếu Tần Lạc không xảy ra chuyện gì thì không sao, nếu Tần Lạc mà có chuyện thì những ông già mà đã từng chịu ơn ông nội hắn sẽ đứng ra nói giúp ngay. Bọn họ không dễ dàng đứng ra nói gì, là vì những chuyện vặt vãnh thì không đáng để đem ra báo đáp ơn cứu mạng của người khác được. Tần Lạc chỉ là cảm cúm thông thường, thế là bọn họ lại vội vàng đem đến một hộp thuốc, lẽ nào đó chính là báo ơn sao? Làm thế chỉ khiến cho người ta coi thường mình mà thôi. Hơn nữa, thời gian Tần Lạc đến Yến Kinh không nhiều, vậy mà đã có một vốn liếng kha khá. Bất luận đó là vương gia của kinh thành hay là lực lượng thần bí mà có thể điều động quốc an, thì đều là những nhân vật mà Cửu gia không thể nào đối phó lại được. Vừa rồi Cửu Yên Mị cũng nghe thấy rất rõ, trước khi văn nhân Mục Nguyệt rời đi thì đã quay ra nói với Tần Lạc rằng, nếu có cần gì thì cứ gọi cho em. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, nếu Tần Lạc muốn loại bỏ cả Cửu gia, thì nàng sẽ hát công ngại bỏ ra một chút sức lực của mình, hoặc có lẽ nàng mới là chủ lực công kích Cửu gia. Cứ nghĩ đến khả năng điều động và nguồn tài chính kinh khủng của văn nhân gia thì Cửu Yên Mị lại có một cảm giác tê dại hết cả người. Lệ Khuynh Thành đối với Cửu gia mà nói thì khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng Cửu gia đối với văn nhân gia thì lẽ nào lại không phải như vậy sao? Nếu đã như vậy thì nàng chỉ có thể điều chỉnh từ bên trong, không hy vọng một quả trứng như Cửu gia lại đập phải một hòn đá hoặc cũng không hy vọng hòn đá đó đập thẳng vào quả trứng này. Quỳ xuống là cách duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra lúc này. Tần Lạc cũng không ngờ Cửu Yên Mị lại là như vậy. Từ lần gặp đầu tiên cho đến giờ, nàng đều là một người con gái thục nữ có phong thái mê người, nàng có một vẻ ngoài quý phái, tươi đẹp, khí chất tao nhã, thanh cao. Nhưng một người phụ nữ như vậy mà hôm nay lại quỳ xuống, quỳ ngay trước sàn nhà của bệnh viện, ngay trước giường bệnh của hắn. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là một nụ cười đau khổ. Quả ngày một phiền phức rồi đây, Tần Lạc thầm nghĩ. Tần Lạc nhảy từ trên giường bệnh xuống, đưa tay đỡ nàng dậy nói, đứng dậy đi. Cô làm như vậy thì còn có coi tôi là bạn nữa không đây? Đừng kéo tôi dậy, cho dù anh có kéo tôi dậy đi nữa thì tôi vẫn sẽ tiếp tục quỳ xuống. Cửu Yên Mị cố chấp nói. Tần Lạc nheo mắt lại hỏi, thế này là có ý gì? Uy hiếp ư? Tôi chỉ muốn anh mở một con đường sống cho Cửu gia mà thôi. Cửu Yên Mị cười khổ nói. Cửu gia bây giờ thì làm sao có thể uy hiếp được anh cơ chứ? Tần Lạc nhìn Cửu Yên Mị, dịu dàng nói, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, tôi cũng hiểu được tất cả mọi việc mà cô làm. Cảm ơn anh, Cửu Yên Mị thấy sống mũi mình cay xè, cảm giác như thể đang có một chất lỏng muốn tuôn trào ra. Một người phụ nữ, một người mà lúc nào cũng ở vị trí cao cao tại thượng lại làm một việc như vậy thì nếu nói trong lòng không có gì là tủi thân, uất ức thì thật vô lý. Là con cháu của Cửu gia, đây là những việc mà nàng làm cho Cửu gia. Tôi chỉ hỏi cô một câu hỏi thôi, nếu cô có thể trả lời tôi được, thì việc này coi như dừng lại ở đây. Tần Lạc nói. Anh muốn hỏi gì? Cửu Yên Mị nghiêm túc hỏi lại. Nàng biết rằng câu hỏi này chắc chắn là không đơn giản chút nào. Nếu cô là tôi, thì cô sẽ làm thế nào? Tần Lạc hỏi. Cửu Yên Mị á khẩu không nói được lời nào. Đúng vậy. Nếu mình mà ở vào vị trí của Tần Lạc thì mình sẽ làm gì đây? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đáp án trong lòng mình lại hiển hiện rõ mồn một. Nếu là mình thì nhất định mình sẽ diệt trừ nhanh chóng Cửu gia. Với những tội lỗi và món nợ ân tình của Cửu gia đối với Lệ Khuynh Thành mà nói, thì bây giờ bất luận bọn họ có trả thù một cách điên cuồng thế nào thì cũng không có gì là quá đáng cả. Nhưng vì mình là một thành viên của Cửu gia, vì chuyện này liên quan đến mình,
vì vậy mà mình đã đến cầu xin bọn họ dừng tay lại, cầu xin bọn họ cho Cửu gia một con đường sống. Cửu Yên Mị biết rằng, người thực sự tự tư tự lợi chính là mình. Điều đó cũng tương đương với việc 10 năm trước bạn đâm một đứa bé một nhát, đợi 10 năm sau, đứa bé đó lớn khôn, có khả năng báo thù rồi, thì bạn lại nói rằng thôi nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này đi. Thế gian làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Tần Lạc thấy vẻ mặt đau khổ của Cửu Yên Mị, thì cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nàng lúc này, và hắn còn biết rõ hơn đó là nàng không thể trả lời câu hỏi mà hắn đã đưa ra. Tần Lạc bước tới kéo nàng đứng dậy, cười nói, khi còn ở Paris, cô ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Cô nữ diễn viên chính trong câu chuyện thời bấy giờ vẫn còn nhỏ lắm, cũng chỉ lớn hơn Bối Bối một chút. Cô ấy mất đi người mẹ của mình, một mình cơ khổ đơn độc sống trong cái xã hội ăn thịt người này. Nếu lúc đó một số người trong Cửu gia không hạ độc thủ với cô bé đó, thì có lẽ mối thù hận cũng không sâu nặng, không khó giải quyết như thế này. Cô ấy đã nói với tôi một câu như thế này, người đàn ông nếu không thể có trách nhiệm với người đàn bà của mình, thì tốt hơn hết hãy lo cho tốt cái của quý của mình. Cô ấy là người đàn bà của tôi không thể bỏ mặc cô ấy vào lúc này được. Nếu tôi làm như vậy thì cũng có khác gì cha của cô đâu. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, Cửu Yên Mị chớp chớp đôi mắt đỏ au của mình nói. Tôi thật sự là không biết phải làm thế nào cho phải, và cũng không nghĩ được ra cách nào tốt hơn để cứu chữa kiếp nạn này. Những gì mà cô có thể làm được thì cô đã làm rồi. Tần Lạc thở dài nói. Lẽ nào cô lại không nhìn ra sao? Cô là người duy nhất không được cô ấy bài trừ ra ngoài đấy. Cô ấy có thể nở một nụ cười thản nhiên để đối mặt với những người đã từng làm tổn thương cô ấy, nhưng vì sao chỉ khi nào đối mặt với cô thì cô ấy lại nói năng lạnh nhạt, cự tuyệt cô như thế chứ? Đó là vì cô ấy sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình sẽ bị tình thân của cô làm cho xúc động. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đều là một mình, cô ấy quan tâm đến tình thân hơn bất kỳ một người nào khác. Nhưng đáng tiếc là Cửu gia mấy người lại không bao giờ cho cô ấy. Bây giờ phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào để có thể tiêu trừ mối thù hận giữa cô ấy và Cửu gia đây? Cửu Yên Mị sốt ruột hỏi. Không phải là cô phải làm thế nào? Tần Lạc lắc đầu nói. Việc này kỳ thực là chẳng liên quan gì đến cô cả. Phải là những người khác trong Cửu gia nên làm thế nào mới phải? Người mà cô ấy muốn báo thù không phải là cô, mà là Cửu gia. Cô chỉ là một phần tử trong Cửu gia mà thôi, không thể đại diện cho thái độ của Cửu gia được. Thế còn anh thì sao? Cửu Yên Mị nhìn Tần Lạc hỏi, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ cô ấy chứ? Tối nào cô ấy cũng không ngủ được, có vô số lần choàng tỉnh dậy chỉ vì gặp ác mộng. Tần Lạc cười nói, tôi cũng không được coi là một người đàn ông tốt, không thể cho cô ấy một danh phận, thì sẽ làm cho cô ấy buổi tối có thể ngủ ngon một chút vậy. Là một người đàn ông thì ít nhất là không thể để cho người khác ăn hiếp người đàn bà của mình. Nếu có người ăn hiếp cô ấy, thì tôi sẽ giúp cô ấy lấy lại thế trận.